Bàng Quân sẽ gọi điện thoại của Nghiêm Lập Dân sao? Hừ, mặc kệ hắn, hắn lấy thân phận bí thư chính pháp ủy của huyện để kết nối với bí thư chính pháp ủy của thị xã. Nếu như chuyện này thực sự để cục công an bọn họ muốn làm gì thì làm thì ưu điểm hoàn cảnh đầu tư của huyện Hoa Lâm thể hiện như thế nào? Đây không chỉ là một vụ án trị an đơn thuần mà liên quan đến hoàn cảnh đầu tư mà huyện ta tạo ra sau này. Nếu loại chuyện này phát sinh ở trong huyện chúng ta, nhất là vào thời điểm Hoa Lâm chúng ta đang dốc sức tạo thương hiệu hoàn cảnh đầu tư tối ưu thì chính là cố ý bôi nhọ chúng ta. Ngay cả tự do cá nhân mà cũng không được bảo đảm thì còn người nào dám tới huyện chúng ta đầu tư nữa chứ? Nếu đúng là gái mại dâm thì cũng nên do công an huyện chúng ta xử lý, chẳng lẽ đường đường là một công an huyện mà không xử lý được một vụ án trị an hay sao? Hoang đường, buồn cười. Triệu Quốc Đống càng nghĩ càng tức giận, Nghiêm Lập Dân này quả thực là cố ý khiêu khích. Hắn cố nhịn xúc động muốn gọi điện thoại cho Kỳ Dư Hồng, nghĩ lại vừa mới tối hôm qua thông qua quan hệ của Liễu Đạo Nguyên và Phan Viện Chiêu để mời Kỳ Dư Hồng tới ngồi, báo cáo để móc nối tư tưởng. Giờ đêm hôm khuya khoắt mà quấy rầy Kỳ Dư Hồng thì hắn lại đánh giá thấp về mình. Tìm Lưu Triệu Quốc, không có ý nghĩa gì lớn, tuy quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Nghiêm Lập Dân tạm được nhưng đây là chuyện liên quan giữa hai đơn vị, lại quan hệ thượng hạ cấp lệ thuộc một cách gián tiếp thì chỉ e là Lưu Triệu Quốc sẽ không ra mặt, có ra mặt cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả bao nhiêu. Triệu Quốc Đống biết vấn đề vẫn từ việc chọn người làm trưởng công an huyện gây ra. Nhưng gần đây ngòi nổ lại do công an huyện Hoa Lâm vượt qua cục công an thị xã giành được một khoản tiền từ Ủy ban Nhân dân thị xã dành cho việc làm thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát và bảo vệ trị an các huyện thị nhỏ. 500.000, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trên thực tế cũng là lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm để xin Ủy ban Nhân dân thị xã. Mạch Gia Huy cũng khá sảng khoái khi đích thân ký tên ủng hộ nên chuyện này cứ thế mà thành. 500.000 tệ công thêm 800.000 mà Ủy ban Nhân dân huyện cấp cho đã nhanh chóng biến thành 10 chiếc xe cảnh sát bánh mì mini và 2 chiếc Santana cùng với 2 chiếc xe Việt giã Jeep Cherokee chuyên dụng cùng một đống bộ đàm căn cứ và bộ đàm trên xe, bộ đàm cầm tay, máy ảnh, camera, trang bị áo lót chống đạn, đã thế nhóm thiết bị đầu tiên đã chính thức trở về trước Tết âm lịch. Quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm và Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng nửa năm nay khá hòa hợp. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đưa ra một bước phát triển mới, trong một năm sẽ tăng cường kiến thiết cơ sở thị chính ở khu Hà Đông mới và Hà Tây cũ, cải thiện hoàn cảnh cư trú của nhân dân huyện Hoa Lâm, kiến thiết huyện Hoa Lâm trở thành một huyện cây xanh. Trong mấy lần tham dự hội nghị bên Ủy ban Nhân dân thì Mạch Gia Huy đã biểu dương huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm biết lo xa, biết suy xét đầy đủ tới nhu cầu cần thiết của dân chúng, làm việc thuận theo ý dân, lần đầu tiên Mạch Gia Huy khen ngợi hoành tráng như vậy. Trong lúc cấp bách, Mạch Gia Huy thậm chí còn mang theo bản quy hoạch kiến thiết thành thị được phân công quản lý, rồi cùng Phó Thị trưởng Mạnh Nguyên phụ trách đất đai, khoáng sản chuyên môn tới huyện Hoa Lâm cải tạo huyện thành và tiến hành khảo sát công trường xây dựng khu Hà Đông mới. Yêu cầu các ban ngành chức năng của chính quyền thị xã cung cấp sự giúp đỡ to lớn để quy hoạch kiến thiết huyện Hoa Lâm cùng với khu công nghiệp. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều là cùng đi suốt cả hành trình, ở chung rất vui. Về chi phí kiến thiết đồng bộ các hạng mục trong huyện thị thì Mạch Gia Huy cũng tỏ vẻ sẽ ủng hộ phương án hợp lý mà Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm đề xuất. Hơn nữa cũng đồng ý Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm đem khoản tài chính này dùng chủ yếu vào việc cải thiện cơ sở thị chính cùng với thiết bị giáo dục, vệ sinh. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều ngầm hiểu rõ điều này. Dưới bầu không khí khá hòa hợp này, Triệu Quốc Đống đề xuất giám sát công tác kiến thiết các xã, trấn ở huyện Hoa Lâm sắp được bắt đầu. Đồng thời cũng chuẩn bị tiến hành thí điểm kiến thiết hệ thống phóng ngừa và bảo vệ trị an, phải đi trước một bước cho nên đề xuất mang tính thăm dò nên Ủy ban Nhân dân thị xã có thể giúp đỡ thêm một chút kinh phí chuyên biệt được hay không. Không ngờ Mạch Gia Huy lại sảng khoái đáp ứng nên làm cho La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều mừng rỡ. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều không biết huyện Hoa Lâm đã gây kích thích lớn đến Cục Công an thị xã. Cục Công an thị xã có báo cáo yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường thêm xe và trang bị vũ khí nhưng lại bị đè xuống. Vậy mà không ngờ Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm chỉ vừa mở miệng là đã có được 500.000, đây rõ ràng là loại ám chỉ không tiếng động, đó là Ủy ban Nhân dân thị xã không hài lòng đối với công tác của Cục Công an. Vụ đại án lừa đảo ở khu khai phát cho đến nay vẫn không có tin tức, khu Tây Giang liên tiếp xảy ra vụ án cướp đoạt vào cuối năm. Trong đó có một cụ bà vừa bị cướp đoạt hoa tai vừa bị tên cướp đâm xe ngã, cho đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh nên gây phản ứng lớn trong xã hội. Tổ chuyên án do công an thị xã thành lập đến lúc này vẫn không tiến triển nửa bước khiến cho cái nhìn của Mạch Gia Huy về Nghiêm Lập Dân lại càng không tốt, đại khái đó là Ủy ban Nhân dân thị xã gác lại thỉnh cầu yêu cầu mua thêm xe và trang bị của Cục Công an thị xã.
nhưng đây không phải là lý do cục công an thị xã chuyển cục tức lên đầu huyện Hoa Lâm, huống chi lại dùng phương thức như vậy thì lại càng khiến Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận được. Quan hệ cá nhân giữa Trần Thiện Thủy và Triệu Quốc Đống không tồi, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được người phụ nữ bên cạnh Trần Thiện Thủy không phải là vợ của hắn mà là bà hai mà hắn bao ở Đại Lục. Chẳng qua người phụ nữ này đã đi theo Trần Thiện Thủy một thời gian khá dài, ngay cả khi Triệu Quốc Đống và Trần Thiện Thủy ngồi cùng một chỗ thì cũng đều gặp nhiều lần, tuy không phải là vợ chồng hợp pháp nhưng tuyệt đối cũng không phải là gái mại dâm như vừa nói. Nhất là lúc này Trần Thiện Thủy đang tích cực thuyết phục Tổng bộ Tập đoàn Trần Thị tăng cường đầu tư lớn ở Hoa Lâm, làm thêm dây chuyền sản xuất nghiền ép, chủ yếu là gia công nước sốt cà chua và kiwi, đưa sản phẩm trực tiếp nhằm vào thị trường Âu Mỹ và châu Úc. Cơ sở cà chua được đặt trong xã Mật Hợp ở ngoại thành huyện Hoa Lâm, lấy dây chuyền nghiền ép cà chua kết hợp với phương thức cung cấp nguyên liệu phổ biến của Tập đoàn Hoa Quả Trần Thị. Hơn nữa hạng mục này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm ký biên bản ghi nhớ với chính quyền xã Mật Hợp, chỉ chờ khi Tổng bộ Tập đoàn Trần Thị phê chuẩn là sẽ lập tức khởi công. Chỉ riêng có công trình này mà giá trị sản lượng mỗi năm đã tăng hơn 20 triệu, lợi nhuận và thuế dự đoán cũng phải trên 3 triệu. Giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy thì đúng là cố ý muốn phá hủy công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Lâm, cố tình phá hỏng hoàn cảnh đầu tư của huyện. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì Nghiêm Lập Dân không có khả năng không biết được chuyện này, hơn nữa hắn thậm chí có thể khẳng định hành vi bày mưu đặt kế của Nghiêm Lập Dân, đây là Nghiêm Lập Dân lấy công quyền trong tay để trả thù cá nhân. Quyển 7, chương 44, Phục Địch. Nghiêm Lập Dân cũng đang ngủ ngon thì bị điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Sau khi nghe Mã Nguyên Sinh báo cáo xong tình hình thì hắn liền chau mày lại, nhưng vào thời điểm này nên hắn cũng không tiện phê bình Mã Nguyên Sinh. Mặc dù hành vi của đối phương có phần lỗ mang nhưng hắn cũng hiểu rõ chuyện này gốc rễ là từ mình mà ra, có thể nói oán hận chất chứa đã lâu thì sớm muộn gì cũng phải có lần bộc phát ra. Vốn Đảng ủy Cục Công an thị xã đã nhất trí nên chuyện Liên Trương đảm nhiệm trưởng Công an huyện Hoa Lâm xem ra không có vấn đề gì, nhưng không ngờ mấy huyện khác vốn cảm thấy có chút vấn đề thì lại qua đẹp. Duy chỉ có huyện Hoa Lâm tưởng chừng nắm chắc thì lại xảy ra vấn đề, điều này khiến Mã Nguyên Sinh được phân công quản lý trị an rất là bất mãn. Liên Trương là thuộc dạng cánh tay phải của Mã Nguyên Sinh, hắn cũng được Nghiêm Lập Dân rất coi trọng, là người thích hợp nhất làm trưởng công an huyện Hoa Lâm, nhưng dưới làn đạn ngầm ác liệt của Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm nên phương án cung cấp bị đẻ non. Cục Công an thị xã không thể không chấp nhận sự thật là Trần Lôi đảm nhiệm trưởng công an huyện Hoa Lâm. Do đó chỉ có thể đưa Hứa Bình đảm nhiệm chính ủy đến tán gẫu để bù lại, nhưng dù sao Mã Nguyên Sinh cũng đã nghẹn cục tức này từ lâu. Lão Mã, lão làm vậy có hơi lỗ mang. Nghiêm Lập Dân hạ giọng nói. Cái tên kia là người Hoa quốc tịch Malaysia, hơn nữa lại đến chỗ chúng ta để đầu tư, sao lão có thể làm như vậy? Có phải là cố ý hay không? Bí thư Nghiêm, tôi xin lấy tính đảng cam đoan, chúng tôi thật sự không phải cố ý nhằm vào người này. Bởi vì nhiều lần chúng tôi nhận được tin khách sạn Hoa Lâm có hoạt động tụ tập đánh bạc, hơn nữa hoài nghi bên trong có người câu kết với nội bộ công an huyện. Hai lần trước chúng tôi cùng công an huyện đánh úp nhưng đều không thu được gì, cho nên lần này chúng tôi không thông báo gì với công an huyện thì không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Tên kia không chứng minh được thân phận, cũng không có hộ chiếu, hơn nữa vẻ mặt lúc đó kinh hoàng khả nghi, khẩu âm lại là bên Quảng Đông. Còn người phụ nữ kia lại không muốn đưa ra chứng minh nhân dân. Thái độ rất cứng rắn, chúng tôi hoài nghi bọn họ chính là người tổ chức đánh bạc cho nên mới phải dẫn bọn họ quay về trụ sở Cục Công an thị xã để điều tra, không ngờ sau khi thông báo Công an huyện Hoa Lâm thì đành phải quay về với bộ dạng này, điều này quả thực là làm người ta phẫn nộ. Công an huyện Hoa Lâm này không chịu phục tùng lãnh đạo Cục Công an thị xã sao? Huyện Hoa Lâm này không thuộc sự quản lý của thị xã Ninh Lăng sao? Thực sự muốn trở thành vương quốc độc lập phải không? Tôi đã hạ lệnh đội cảnh sát hình sự và tuần cảnh của Cục Công an thị xã chỉnh đốn đội ngũ, tôi muốn xem Cục Công an thị xã Ninh Lăng có đi qua được phạm vi Huy Hoa Lâm không. Trong điện thoại Mã Nguyên Sinh tỏ ra rất tức giận nên hót như khiếu. Nghiêm Lập Dân cũng có phần tức giận. Lão Mã, nói những lời này làm gì? Lập tức bỏ mệnh lệnh đó cho tôi. Anh dám, tôi chỉ hỏi anh, các anh có bắt được khách chơi bạc ở hiện trường không? Không có thì còn nói được cái gì? Tôi không phải để ý hắn là người nước nào, bất luận kẻ nào đặt chân tới Trung Quốc thì cùng đều phải tuân thủ pháp luật của chúng ta, nhưng đều nói bắt trộm phải bắt liền tay, bắt kẻ thông dâm thì phải tóm chân, anh không phát hiện hành vi đánh bạc tại hiện trường thì người ta vô tội, chúng ta bị động rồi. Nhất là người này còn đến Ninh Lăng để đầu tư, hiện nay Đảng ủy xã, Ủy ban Nhân dân thị xã đều hết sức thu hút đầu tư,
Hành động điều tra chấp pháp vốn là bình thường với chúng ta nhưng trong mắt người khác thì có lẽ sẽ trở thành hành cố ý phá hủy hoàn cảnh đầu tư, nói chúng ta là tiết hận thù cá nhân. Làm ầm ĩ lên thành phố thì chúng ta sẽ chịu tiếng xấu. Nghi, có điểm gì khả nghi? Không có chứng minh nhân dân. Nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm đã ra mặt chứng minh rồi thì anh còn khống chế bọn họ làm gì? Làm như vậy với tính chất là gì? Anh quản hắn có vợ hai, vợ ba sao? Đây không phải chuyện anh cần quan tâm, cho dù có chơi gái mại dâm thì cũng không đến lượt cục công an thị xã các anh xử lý, công an huyện Hoa Lâm không xử lý được sao? Anh không thông báo ban ngành hữu quan của công an huyện Hoa Lâm thì ít ra cũng coi trọng thông báo lãnh đạo chủ yếu của bọn họ mới phải. Giờ anh thật sự muốn công an huyện Hoa Lâm giống như kiểu Bát Lộ Quân đánh Tân Tứ Quân hả? Nghiêm Lập Dân cố ngăn cơn lửa giận trong lòng, Mã Nguyên Sinh này đúng là không biết nhìn tình thế, hắn không phải là sợ La Đại Hải hay Triệu Quốc Đống. Vấn đề là chuyện này thì cục công an thị xã không có lý, không thông báo cơ quan công an địa phương, hơn nữa lại giữa Tết âm lịch, đã thế lại không có bất cứ chứng cứ gì chứng tỏ đối phương có phạm tội trái pháp luật. Chỉ dựa vào việc cô nam quả nữ ở chung rồi mang về điều tra, hơn nữa khách sạn Hoa Lâm cũng đã chứng minh bọn họ là nhà đầu tư đến Hoa Lâm để đầu tư mà vẫn còn kiên trì dẫn người đi, điều này thật quá phận rồi. Khách sạn Hoa Lâm là khách sạn tiếp đãi của Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm. Làm như vậy sẽ khiến huyện Hoa Lâm chắc chắn có cảm giác là cục công an thị xã trả thù bọn họ. Tuy rằng Nghiêm Lập Dân rất có ý kiến về cách làm của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm, thậm chí cũng muốn tìm cơ hội gõ bọn họ nhưng tuyệt không phải hành động qua loa không có trình tự như vừa rồi. Đây chẳng khác nào đưa súng đạn cho người ta bắn mình, nhất là tên Triệu Quốc Đống vốn vẫn luôn cảm thấy mình cứ nhằm vào Hoa Lâm bọn họ. Được rồi, đừng có nhiều lời, tôi còn coi trọng uy tín của thị xã hơn anh. Lại càng hiểu rõ lợi hại trong việc này, nếu như còn chậm trễ thì có lẽ bí thư Kỳ sẽ gọi điện thoại đến chửi tôi đó. Đem người giao cho công an huyện Hoa Lâm, mời bọn họ điều tra xác minh thân phận của hai người đó, sau đó làm báo cáo nhanh cho cục công an thị xã, lập tức thu đội. Bọn họ yêu cầu phải có lời nói à? Hừ, không cần để ý tới bọn họ. Lão Mã, anh phải có bản lĩnh, cố giữ vững đợi tôi tới là được. Trong điện thoại Mã Nguyên Sinh còn muốn tiếp tục tranh đấu nhưng lại bị Nghiêm Lập Dân cắt đứt, mệnh lệnh truyền xuống là chắc chắn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh chống người dậy tò mò hỏi. Ôi, thật đúng là bị em nói trúng rồi, xem ra anh và cái tên chủ tịch huyện Triệu mà em nói đúng là có duyên phận. Mã Nguyên Sinh dẫn đội đến Hoa Lâm đi tuần, không ngờ lại bắt nhà đầu tư mà huyện Hoa Lâm mời tới đầu tư, thế này có khác gì là đút tay vào tổ ong vò vẽ. Mã Nguyên Sinh này đúng là không biết đối nhân xử thế, đáng lẽ giao người này cho Hoa Lâm xử lý thì không sao, đằng này hắn lại cưỡng chế mang đi, trên đường lại bị công an huyện Hoa Lâm ngăn cản, chắc là trong huyện Hoa Lâm có người ra lệnh, chắc hơn nửa chính là tên chủ tịch huyện Triệu kia. Vì giật mình tỉnh giấc nên cơn buồn ngủ của Nghiêm Lập Dân cũng không còn, hắn khoác áo ngủ rồi ngồi dậy. Lập Dân, sao thế? Từ trước đến giờ tên chủ tịch Triệu kia cũng không cùng đường với anh sao? Hay là hắn cũng không biết đối nhân xử thế? Người phụ nữ bên cạnh cũng khoác thêm áo ngủ rồi ngồi dậy với chồng mình. Ôi, sao nói thế được? Triệu Quốc Đống kia còn trẻ tuổi, rất biết làm kinh tế, nắm trước mấy hạng mục chỉ tiêu kinh tế của huyện Hoa Lâm đều đứng thứ nhất toàn thị xã. Không thể không nói tên này đúng là có tài, ngoại trừ chuyện chọn người làm trưởng công an huyện Hoa Lâm thì cũng chẳng có xung đột lớn nào khác. Cách đây không lâu tên này dụ dỗ được Mạch Gia Huy. Cục Công an thị xã báo cáo Ủy ban Nhân dân thị xã để mua xe trang bị thì Mạch Gia Huy không phê chuẩn mà lại chuyển sang cấp cho Công an huyện Hoa Lâm 500.000 để mua trang bị, hừ, cộng thêm chuyện tuyển chọn người làm trưởng Công an huyện kia nữa. Cục Công an thị xã có oán hận với huyện Hoa Lâm cũng không phải ngày một ngày hai, Lão Mã đang mượn chuyện này để phát huy. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, hà tất gì phải kết oán như vậy. Người phụ nữ thở dài một hơi. Giờ đang thời kỳ mấu chốt. Anh phải biết dạy bảo người bên dưới, đừng để có gây thêm phiền toái cho anh, qua được thời điểm quyết định này rồi thì tính sau. Yên tâm, bọn Lão Mã này cũng có chừng mực, có điều đúng như Lão Mã nói, huyện Hoa Lâm thực sự có hơi hướng vương quốc độc lập, Triệu Quốc Đống kia ỷ mình có chút bản lĩnh, đại khái cũng có chút bối cảnh nên ra vẻ kiêu căng. Loại chuyện này nếu huyện Hoa Lâm bọn họ mà không báo cáo cục trưởng kiêm bí thư chính pháp ủy cục công an thị xã là tôi đây, không ngờ dám trực tiếp dùng chiêu thức ấy. Tốt xấu gì thì tôi cũng là thường vụ đảng ủy xã, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghiêm Lập Dân nói một cách lạnh lùng. Em nghĩ cho dù là Triệu Quốc Đống không hiểu chuyện thì cũng không đến mức bí thư huyện ủy của bọn họ cũng không hiểu quy củ chứ.
Em thấy anh nên gọi điện thoại ngay xem, biết đâu người ta cũng không gọi điện được thì sao? Người phụ nữ phản ứng rất nhanh. Nghiêm Lập Dân nghĩ một lát, lúc này mà gọi điện thoại thì chỉ sợ. Đang nghĩ thì điện thoại của hắn liền vang lên, là La Đại Hải gọi tới. Nghiêm Lập Dân liền nghiêm túc, chỉ lạnh nhạt, thi thoảng nói một hai câu, cuối cùng không nói gì nữa mà dập máy. Nói thế nào? Còn không phải là nhận trách nhiệm thay Triệu Quốc Đống sao? Điện thoại của bí thư huyện ủy La Đại Hải, nói rằng không rõ lắm tình hình trong huyện lúc ấy cho nên mới hạ lệnh ngăn cục công an thị xã lại. La Đại Hải gọi tới nhận lỗi, đương nhiên cũng nói tầm quan trọng của người bị bắt với huyện Hoa Lâm, hơn nữa huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đảm bảo người này tuyệt đối không phải tội phạm bị truy nã gì cả, bọn lão Mã cũng chỉ là tiến hành thanh tra khách sạn Hoa Lâm theo phạm vi truy nã của Bộ Công an. Nghiêm Lập Dân thở dài một hơi, chuyện này Mã Nguyên Sinh làm sai thì không nói, nhưng huyện Hoa Lâm thì lại càng quá phận, không ngờ dám hạ mệnh lệnh cho công an huyện cản người của Cục Công an thị xã lại, đây chính là chuyện cực kỳ hoang đường. Chẳng qua mình đang ở vào thời điểm mấu chốt, hơn nữa trước đó cũng không tóm được nhược điểm của đối phương nên đối lý, cũng may chuyện này không tạo phong ba gì cả, tương lai còn dài, cũng không lo không có cơ hội giao thủ lại. Dường như cảm thấy hai đầu lông mày của chồng mình nhíu ác, người phụ nữ lo lắng nói. Lập Dân, đây cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đều là công việc mà, không cần phải rằng co tới cùng, anh là lãnh đạo thị xã, bọn họ đều là hạ cấp. Mâu thuẫn giữa hạ cấp thì anh phải xử lý trên lập trường công bằng của người làm lãnh đạo, không thể bởi vì anh kiêm là cục trưởng cục công an thị xã nên thiên hướng cho cục công an thị xã, điều này sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác của anh sau này. Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực, chẳng qua có một số người kiêu ngạo quá mức, cho là mình có chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày, tưởng rằng trái đất này không có hắn thì không xoay chuyển được sao. Sẽ có lúc phải gõ một chút mới được. Nghiêm Lập Dân trầm giọng nói. Lập Dân, tâm tính này của anh là không đúng, hiện tại anh đang. Người phụ nữ nhíu mày. Anh biết, anh không được xúc động như vậy, cho dù có chuyện gì thì cũng phải đợi cho qua thời gian này, không phải nói quân tử báo thù 10 năm không muộn sao. Nghiêm Lập Dân mỉm cười, vỗ vỗ vai vợ trấn an. Yên tâm đi, chồng em không đến mức không có đầu óc như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 7, chương 45. Quốc Đống, em làm như vậy là không đúng. Dù cục công an thị xã ra mệnh lệnh như thế nào thì cách làm của em cũng là đẩy công an huyện Hoa Lâm vào vách núi, một vách núi không có đường lui. Cù Vận Bạch có chút lo lắng nói. Cục trưởng cục công an thị xã lại còn là thường vụ thị ủy, đó là lãnh đạo thị xã, huyện có vấn đề gì cũng phải lập tức báo cáo. Nếu như y có cách xử lý khác cũng phải phục tùng trước đó. Sau đó mới báo cáo lên lãnh đạo chủ yếu của thị ủy mà giải quyết. Em bây giờ làm như vậy thì sau này công an huyện Hoa Lâm sẽ như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng ý thức được vừa nãy mình hơi xúc động, sơ suất. Nhưng chuyện đã xảy ra, cục công an thị xã đã đồng ý giao người cho Hoa Lâm xử lý. Nói cách khác bề ngoài đã có kết quả nhưng nó sẽ mang tới rất nhiều phiền phức. Đúng như Cù Vận Bạch nói, công an huyện Hoa Lâm về sau triển khai công việc như thế nào? Trần Lôi làm như thế nào triển khai công việc, mặc dù chỉ là tranh chấp với Mã Nguyên Sinh, nhưng ai cũng biết sau lưng Mã Nguyên Sinh là ai mà. Chẳng qua nghĩ như vậy, Triệu Quốc Đống lại tức giận. Sau lưng Mã Nguyên Sinh là ai thì Nghiêm Lập Dân cũng biết, chẳng lẽ Mã Nguyên Sinh, thậm chí Nghiêm Lập Dân không biết sau lưng Trần Lôi, và công an huyện Hoa Lâm chính là Triệu Quốc Đống, cũng là đại biểu ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm sao? Nếu bọn họ đã biết tình hình mà còn không coi sự tồn tại của hắn và Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm vào đâu, vậy hắn việc gì phải cho đám người kia mặt mũi? Tôn trọng phải xuất phát từ hai phía. Anh không tôn trọng, vậy tại sao tôi cần tôn trọng anh? Vì anh là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an sao? Mẹ nó chứ, Triệu Quốc Đống tức giận mắng một câu trong lòng. Được rồi, chuyện đã xảy ra, bây giờ nói gì cũng không tác dụng. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Chị ngủ trước đi, em suy nghĩ một chút. Quốc Đống, mai em gọi điện cho bí thư đảng ủy kia, thừa nhận lúc ấy mình không biết tình hình nên xúc động, mong y thông cảm. Cù Vận Bạch do dự một chút mà nói. Không phải nói y có quan hệ rất tốt với bí thư Lưu của An Đô sao, hay là nhờ bí thư Lưu nói giúp. Không cần phải làm như vậy. Triệu Quốc Đống quả quyết nói. Chị không biết Nghiêm Lập Dân này đâu, ra vẻ rộng lượng nhưng lại là kẻ có thù tất báo. Lưu ca dù ra mặt cũng chỉ hòa giải bề ngoài thôi. Nếu đã kết thù kết oán thì cũng có gì. Y là thường vụ thị ủy,
chẳng qua y chỉ là một người cũng không quyết định được vận mệnh của em. Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thấy Cụ Vận Bạch còn có chút lo lắng nên cười nói. Chị sợ gì, em không lo thì chị sợ gì. Đối phó người như vậy thì biện pháp tốt nhất là em không ngừng đạt thành tích để tiến lên, chỉ có làm y hiểu được muốn chạm vào em sẽ mất nhiều hơn được, thậm chí tự chuốc nhục thì y phải ngoan ngoãn. Cụ Vận Bạch hờn dỗi mắng Triệu Quốc Đống. Vấn đề là bây giờ em có thực lực đó không? Bây giờ không có nghĩa sau này không có. Hơn nữa phạm vi y phụ trách rất hẹp, không có quá nhiều tác dụng áp chế Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Y muốn vung tay múa chân thì chờ y ngồi lên mấy vị trí trên cùng đi. Triệu Quốc Đống nghĩ nếu xảy ra thì cũng không có gì phải ngại. Bí thư, chủ tịch huyện thì một thường vụ thị ủy cũng không quyết định được, cùng lắm y chỉ có thể gây chút phiền phức cho Hoa Lâm trong hội nghị thường ủy mà thôi. Triệu Quốc Đống không lo cho mình, nhưng thật ra công an huyện và Trần Lôi lại sợ là có vấn đề. Nếu Nghiêm Lập Dân thật sự quyết tâm làm khó dễ công an huyện Hoa Lâm, thì dù huyện ủy, ủy ban huyện toàn lực ủng hộ nhưng ngành công an lại khác, tính nghiệp vụ khá cao, trong công việc hàng ngày có nhiều việc liên quan tới cục công an thị xã. Nếu trở mặt với nhau thì đúng là khó triển khai công việc. Mễ Á gọi điện tới làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra, cô gái kiêu kỳ ngày xưa mà sẽ tự gọi điện cho hắn sao? Cuộc họp lớp này hắn cũng muốn tham gia, dù sao đã ra trường hơn 8 năm, hắn xem các bạn học thay đổi như thế nào. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể tưởng tượng được lần họp lớp này đám bạn học sẽ tự khoe khoang chính mình. Chỉ làm những người khác thấy mình thành công thì mới có thể chứng minh mình xuất sắc. Nhất là trước mặt người khác phái thì càng cảm thấy thỏa mãn hơn. Có rất nhiều người muốn làm như vậy mà không biết chán. Triệu Quốc Đống học cấp 3 cũng không quan hệ thân thiết với mấy người. Đám bạn học hầu hết thấy hắn là kẻ bốc đồng, một thằng thích gây sự, đánh nhau. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không thích cái danh này, chẳng qua nó cứ tự lao vào hắn. Trên thực tế chỉ sợ ngay cả Khấu Linh và Mễ Á cũng không rõ lắm tại sao lúc đầu Triệu Quốc Đống lại đánh nhau với kẻ học khóa trên. Ngay cả trường học điều tra cũng không thể điều tra ra gì, cho nên vụ đánh nhau gây xôn xao một thời gian mới từ từ chìm đi. Nhưng sự dữ dằn của Triệu Quốc Đống thì cấp 3 giang khẩu không ai là không biết. Không ai có dũng khí đi chọc vào lớp 2, khóa 88. Đương nhiên cấp 3 giang khẩu chú trọng học tập, khóa 88 có 7 lớp, lớp 1 và 2 là lớp học nhanh, 5 lớp là bình thường. Vì thế hầu hết mọi người đều dồn hết tâm trí vào học. Cho đến bây giờ Triệu Quốc Đống vẫn còn nhớ rõ trận đánh nhau năm đó. Đối mặt với đám vận động viên bóng rổ hơn hắn một khóa, Triệu Quốc Đống rất kiêu căng mà hung ác giơ ngón giữa lên tỏ vẻ khinh thường bọn họ. Vì thế vụ đánh nhau đó mới diễn ra trong vài phút đồng hồ. Ba gã học sinh đặc biệt bị đánh ngã, không dậy được. Triệu Quốc Đống cũng chảy máu miệng vì vụ đánh nhau này. Sau đó người đương sự đều ngậm miệng, đặc biệt ba gã kia đều im lặng. Cho đến bây giờ Triệu Quốc Đống vẫn nhớ sự dũng mãnh của mình làm ba tên kia sợ hãi. Nếu hắn còn phát hiện ba thằng này dám bôi nhọ danh dự của Khấu Linh và Mễ Á thì hắn còn đánh bọn chúng tiếp. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Khi đó hắn đúng là si mê đến điên cuồng, chỉ vì mấy câu đối phương nói chuyện với nhau, đánh giá về Khấu Linh và Mễ Á, hắn liền dám ra tay đánh ba thằng đó. Đến khi điện thoại bên kia tắt, Triệu Quốc Đống vẫn còn chưa lấy lại tỉnh táo. Họp lớp, nếu là họp lớp cấp 2 hoặc là trường cảnh sát thì hắn sẽ không do dự tham gia, chỉ riêng họp lớp cấp 3 là hắn không muốn. Ký ức cấp 3 của Triệu Quốc Đống là không tốt, cấp 3 giang khẩu đã thành lập gần trăm năm. Là một trong số ít trường trung học cấp tỉnh. Chẳng những học sinh giang khẩu vinh dự vì học ở đây, thậm chí mấy quận, huyện lân cận của An Đô cũng đến đây học. Triệu Quốc Đống cũng không biết mình sao lại u mê thi vào cấp 3 giang khẩu, lại được phân vào lớp 2. Lúc thi vào cấp 3 hắn phát huy rất xuất sắc, nhưng điều này chỉ có thể nói chỉ là đủ vào trường, sao có thể được vào lớp 2. Chẳng qua vào lớp phải là con nhà lãnh đạo huyện thì mới được lên vị trí bên trên. Ai mà kém một chút còn có thể hỏi bạn học giỏi ngồi bên mà, qua đó cũng có thể giúp mấy bạn học sinh phía cuối tăng lên thành tích. Bởi vì như vậy nên giáo viên rất coi trọng các học sinh học giỏi. Lúc ấp Triệu Quốc Đống dần mất hứng thú với học cấp 3, thành tích thi vào đại học hơi kém nên chỉ có thể miễn cưỡng vào trường cảnh sát chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người đều có tương lai của mình. Triệu Quốc Đống cũng ít qua lại với bạn học, trong đó không ít bạn học ở lại An Đô. Thậm chí sang mấy thành phố phát triển khác. Mà hắn ở An Đô trong thời gian ngắn, điều này càng làm cho hắn ít liên lạc với bạn học hơn. Họp lớp, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Đám bạn học cũng đều là kẻ hám lợi,
không biết sau khi vào xã hội sẽ như thế nào. Mình xuất hiện trước mặt bọn họ với hình tượng gì? Là ra vẻ thần bí, giấu giếm hay là oai phong mà đến? Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu, có cần phải làm như vậy không? Những người này thông báo cho mình có mục đích gì? Chắc là muốn hắn hâm mộ và ghen ghét thành đạt của bọn họ, còn phải ra vẻ hâm mộ nữa chứ, nếu không sao có thể thỏa mãn bọn họ. Quyển 7, chương 46. Còn nửa tiếng nữa mới đến 10 giờ 30, thời điểm bạn học gặp mặt. Triệu Quốc Đống thoải mái đi dạo trên đường. Đã lâu hắn không nhàn nhã đi dạo như vậy, từ đây đi đến khách sạn Garden chắc cũng chỉ mất nửa tiếng. Khách sạn Garden là do tập đoàn quản lý khách sạn cao cấp của Pháp thành lập, đây là một khách sạn rất sang trọng mới được thành lập ở Ando chưa đầy nửa năm. Quy mô khách sạn không quá lớn, có lẽ do tập đoàn Pháp kia thí điểm ở trong nội địa Trung Quốc. Khách sạn nằm trên đường Thiên Vương, vừa lúc sát với khu trung tâm thương mại, là một khách sạn 4 sao khá nổi tiếng. Mấy hôm trước trời khá âm u, đến hôm nay trời đã bắt đầu có ánh nắng. Ánh nắng làm cho Ando được tắm trong những tia sáng vàng rực rỡ. Các cô gái không hề e ngại không khí vẫn còn lạnh mà mặc các bộ đồ mùa xuân, mang thêm mấy không khí tươi mới cho đường phố Ando. Triệu Quốc Đống nhét tay vào túi, từ từ đi trên đường. Ở Ninh Lăng rất yên tĩnh giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống tin rằng chuyện ở khách sạn Hoa Lâm nhất định sớm muộn sẽ truyền khắp tai các nhân vật lớn. Chẳng qua bây giờ một là kỳ nghỉ Tết, hai là mọi người thấy đương sự không có phản ứng gì, khó tránh khỏi mọi người đều thấy kỳ lạ. Ít nhất Triệu Quốc Đống đã nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình của Tương Uẩn Hoa, Trương Thiên Phóng cùng Vưu Liên Hương. Bọn họ đều nặng nhẹ phê bình cách làm của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên phê bình là việc tốt, ít nhất chứng minh bọn họ quan tâm tới Triệu Quốc Đống. Mà Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được bọn họ cũng không hài lòng với cách làm của Cục Công an thị xã. Khi toàn bộ thị xã Ninh Lăng đang vắt hết óc thu hút đầu tư, anh làm như vậy dù vì nguyên nhân gì cũng không thể chấp nhận được. Một chiếc xe 505 màu xám không một dấu hiệu đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn. Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống quay đầu nhìn kỹ thì thấy có ba tên thanh niên mặc Âu phục đang xua xua tay gọi hắn. Long Bưu, là các ông. Ha ha, tôi thấy tư thế đi đường khá giống ông, không thay đổi một chút nào cả. Lái xe là một thanh niên cao to cười phá lên nói. Mẹ nó chứ, 8 năm rồi mà không thay đổi gì cả. Lên xe, đi chậm như rùa như ông thì bao giờ mới có thể tới nơi chứ? Ồ, không phải 10 giờ 30 sao? Bây giờ còn 20 phút nữa, cũng không quá xa, coi như luyện tập chân cũng tốt mà. Triệu Quốc Đống không hề khách khí mở cửa lên xe. Hàng ghế thứ hai cũng có một bạn học của hắn. Ngày xưa ba tên này đã chơi thân với nhau. Ngồi ở vị trí tay lái phụ là Điền Đông. Ông đúng là có thời gian nhàn rỗi nhỉ. Họp lớp nên mọi người đều ước gì đến sớm một chút để gặp bạn học cũ. Ông thì hay rồi, không ngờ còn có thời gian mà đi bộ tới. Không phải nói ông thi vào trường cảnh sát sao? Sao không thấy đi xe cảnh sát đến cho oai phong? Long Bưu nhìn Triệu Quốc Đống rồi khởi động xe. Xe cảnh sát có thể tùy tiện để ai đi cũng được sao? Phải là người có sao và là lãnh đạo mới có thể đi. Điền Đông ngồi ghế trên cười ha hả nói. Ông cho rằng ai cũng như ông ư, có thể tùy tiện dùng xe của cơ quan sao? Đúng thế, bây giờ Cục Công an quản rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể lái xe ra ngoài mà chạy. Tên ngồi cùng hàng dưới với Triệu Quốc Đống, Tề Tráng nói hùa theo. Đó là chuyện mấy năm trước rồi, tôi đã không còn làm cảnh sát nữa. Triệu Quốc Đống cũng chẳng buồn giải thích với y, giọng của mấy tên này đúng là ra vẻ khoe khoang. Chẳng qua ở tuổi này có thể lái xe của cơ quan ra cũng không hề dễ dàng gì. Ít nhất cũng có chút chức tước trong cơ quan. Ba tên này hồi còn đi học đều có thành tích bình thường, đương nhiên giỏi hơn Triệu Quốc Đống nhiều. Hình như thằng Long Bưu thi vào một trường đại học bình thường ở tỉnh ngoài, Điền Đông và Tề Tráng thì một thi vào Học viện Công nghiệp Ando, một tên thi vào trường sư phạm Ando. Chẳng qua xem ra nhà có quan hệ nên không đi dạy. Ồ, ông không làm cảnh sát, từ chức sao? Ba người có chút giật mình, thời này nghề cảnh sát vẫn còn ăn uống được nhiều, cho dù là phân xuống huyện cũng có sức hấp dẫn. Triệu Quốc Đống không ngờ nói hắn không làm, trừ khi đi kinh doanh. Nhưng thời buổi này kinh doanh cũng không dễ dàng gì, không chừng còn lỗ nặng. Không, tôi sau khi điều ra khỏi cơ quan công an liền đi lều lồng khắp nơi, đi vài đơn vị rồi. Ôi, một lời không nói hết, không nói nữa. Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật mà nói. Triệu Quốc Đống không quá thân với mấy tên bạn học này, chính xác mà nói còn có chút mâu thuẫn với tên Long Bưu này.
Chẳng qua vì là bạn cùng lớp nên không đánh nhau, chỉ là cãi nhau một chút mà thôi. Dù sao cũng đã 8 năm trôi qua nên chuyện không thoải mái đó sớm bay đi. Bộ dạng của Triệu Quốc Đống lúc này làm ba người kia than thở và cho rằng hắn lúc này cũng không quá tốt, nếu mình hỏi thêm thì hơi quá đáng. Vì thế ba người không hỏi nữa. Khi xe của Long Biêu dừng trước cửa khách sạn Garden thì thấy trong bãi đỗ xe có một chiếc khá chói mắt. Ồ, Audi GS300, nhập khẩu nguyên chiếc, đẹp quá. Ha ha, biển A màu đen, có phải là xe của bạn trai Mê Á không? Điền Đông cũng có chút hưng phấn đi quanh chiếc xe mà nói. Không biết có phải không nữa. Dù sao nghe nói có một tên làm nhân viên quản lý của công ty đầu tư Nhật Bản tại Thượng Hải đang theo đuổi Mê Á, lương một năm trên 100.000 mà Mê Á vẫn không thèm để ý. Tề Tráng rất hâm mộ mà nói, thời này lương một năm trên 100.000, tương đương một tháng 10.000 là khái niệm gì chứ? Đó chính là thu nhập một năm có thể mua được một chiếc ô tô. Đó là do Mê Á người ta kiêu kỳ, hoa hậu cấp 3 giang khẩu không phải tùy tiện ai cũng có thể tán tỉnh được mà. Cóc ăn thịt thiên Nga chỉ có đám người không biết tự lượng sức mới làm ra được. Triệu Quốc Đống, ông nói có đúng không? Long Biêu cười hì hì hỏi lại đầy ẩn ý. Chẳng qua y thấy Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh liền thầm nghĩ thằng này đúng là giỏi giữ bình tĩnh. Lúc ấy tốt nghiệp còn muốn theo đuổi Khấu Linh, cũng không biết đó là đổ nước tiểu vào mình. Kẻ như Triệu Quốc Đống mà muốn tán tỉnh Khấu Linh ư. Khấu Linh nếu muốn Triệu Quốc Đống có thể nuôi nổi không? Đúng thế, chậc chậc. Khấu Linh và Mê Á đều là sự tự hào của cấp 3 giang khẩu chúng ta, con cóc bình thường sao có thể ăn được thịt thiên Nga. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà nói. Chẳng qua Long Biêu, ông nói thịt thiên Nga không cho cóc ăn thì cho ai ăn. Con cóc không ăn được là vì nó không to ngan, không tàn nhẫn. Chỉ cần da mặt dày một chút, miệng lớn một chút, trên người có thêm vài thứ dọa cho thiên Nga ngất đi là có thể ăn được. Lời nói của Triệu Quốc Đống làm cho mấy tên kia trợn mắt há mồm. Ba người Long Biêu nhìn nhau rồi cười phá lên nói. Triệu Quốc Đống, ông đúng là thú vị, từ đâu mà học được cách nói quái lạ như vậy chứ? Vậy theo ông nói thì thịt thiên Nga đúng là chỉ có thể cho cóc ăn sao? Ừ, tôi thấy như vậy đó. Ông cảm thấy chuyện trai tài gái sắc hợp với nhau thì có mấy khi xuất hiện. Bình thường đều nói là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vì sao? Chỉ có phân trâu thì mới có dinh dưỡng, mới có thể cung cấp thứ mà hoa nhài muốn. Còn bình hoa chỉ có nước thì có gì chứ, vài ngày là hoa héo mà. Triệu Quốc Đống đối đáp làm cho đám Long Biêu há hốc mồm. Long Biêu, tôi thấy mấy người chúng ta chính phân châu đủ tiêu chuẩn. Bề ngoài bình thường, nhưng dinh dưỡng không phải đầy đủ sao. Chỉ cần có hoa nhài cắm lên người chúng ta thì đảm bảo không héo rũ, 10 năm sau vẫn còn sống tốt. Được rồi Triệu Quốc Đống, ông muốn làm phân châu thì cứ làm, chúng tôi không theo. Hoa nhài có mù mắt mới cắm trên phân châu. Phân châu bình thường chỉ có thể vứt vào nhà vệ sinh mà thôi. Tề Tráng khinh thường nói. Bốn người trêu chọc nhau và đi vào khách sạn. Thang máy lên thẳng tầng 4, ở đây là một phòng hội nghị nhỏ đủ cung cấp cho 20 đến 50 người tham gia, xem ra đã được người đứng ra tổ chức bao hết. Triệu Quốc Đống không quá quen khách sạn Garden Ando này. Chẳng qua theo hắn thấy phòng hội nghị nhỏ này cũng không rẻ, cũng không biết vị nào nhiều tiền bao hết để họp lớp vậy. Hội trường được bố trí thành 3 tầng, chính giữa đặt 2 tấm bảng, một viết tên Trần Bình Tài, một viết tên Tiêu Chí Viễn. Bố trí bàn như thế này khá giống như khi đi họp. Mấy bàn xung quanh được vây quanh, mọi người đang hưng phấn ngồi nói chuyện về biến hóa mấy năm qua của mình. Trần Bình Tài vốn là giáo viên chủ nhiệm lớp 2, khóa 88, sau đó được đề bạt sang trường số 9 thành phố Ando, nghe nói bây giờ lên làm phó hiệu trưởng. Trường số 9. Thành phố Ando là một trường cấp 3 chuẩn quốc gia có lịch sử lâu dài, có thể lên làm phó hiệu trưởng cũng đã nói rõ bản lĩnh của người này. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì Trần Bình Tài này đúng là thầy giáo giỏi chuyên môn. Y dạy môn ngữ văn, khi dạy thường đưa ra nhiều dẫn chứng, cách ăn nói giỏi, hơn nữa người này khá giỏi việc quan sát. Nói cách khác cũng giỏi việc quan hệ với lãnh đạo, vì thế có thể bò lên vị trí kia là rất bình thường, đương nhiên học sinh bình thường không thể lọt vào mắt Trần Bình Tài. Về phần Tiêu Chí Viễn kia thì Triệu Quốc Đống đương nhiên biết người này là loại gì. Đây là lớp trưởng, thành tích mặc dù kém Khấu Linh và Mê Á nhưng coi như đứng top của lớp. Khi thi được vào trường Đại học Nam Kinh, cũng không biết người này bây giờ đang làm gì. Chẳng qua có thể đặt một tấm biển ngang hàng với Trần Bình Tài thì có lẽ không chỉ dựa vào mỗi chức lớp trưởng mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua thấy cả lớp có hơn 61 học sinh thì có hơn 30 người tới,
qua đó có thể thấy lời kêu gọi của hai cô kia là rất tốt. Chẳng qua hắn thấy nữ sinh tới nhiều hơn, không biết mấy cô này có phải là muốn xem hai người khấu linh, mê á đã tàn tạ, hay là muốn so sánh với hai cô này. Quyển 7, chương 47. Đám bạn học chia làm mấy vòng tròn. Một vòng tròn là rất lớn, mười mấy cô nữ sinh tới đây đều xếp vào vòng tròn này. Chẳng qua vòng tròn này lại mơ hồ phân thành hai vòng tròn như ẩn như hiện. Mặc dù rất gần nhau nhưng ai cũng biết hai vòng tròn này đại biểu cái gì. Hai nữ hoàng nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù bề ngoài vẫn cười nói nhưng so đô mấy năm trước vẫn còn tích tụy nên hình thành vòng tròn, lúc này lại lấy hoàn cảnh sống để xô về sự thành công của mình. Đám đàn ông thì lại xuất hiện mấy vòng tròn tán loạn không có ai làm chủ được. Hoàn toàn là đám bạn học thi vào được trường tốt hay xấu, sau khi tốt nghiệp liên lạc nhiều hay ít mà thành lập 4-5 vòng tròn. Mỗi bên chiếm một góc làm căn cứ, nói chuyện, ánh mắt thi thoảng nhìn về vòng tròn của các bạn nữ. Hy vọng có thể dùng lời nói hoặc là vung tay múa chân để được bạn nữ sinh chú ý. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. 8 năm trôi qua thật nhanh. 8 năm đó hắn gần như không qua lại với đám báo cáo mấy. Ngoài lúc học trường cảnh sát viết 1-2 bức thư cho bản thân một chút ra, gửi vài bức bưu thiếp thì về sau gần như không hề liên lạc. Có lẽ lần bị từ chối khi tốt nghiệp làm hắn vô thức muốn quên đi cuộc sống kia. Mà bây giờ thời gian như quay ngược lại, từ từ hiện lên trong đầu hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than thở. Đám Long Bưu đã rời đi, rất nhanh hòa vào một vòng tròn cùng hai tên bạn học khác. Mà Triệu Quốc Đống lại thoải mái ngồi trong một góc, vuốt vuốt mặt, làm cho hắn dần trở lại bình tĩnh. Hắn lặng lặng ngồi trong góc quan sát tất cả. Có người chú ý tới hắn, càng có nhiều người đang đắm chìm trong việc gặp bạn học. Hắn rất thích cảm giác đứng bên quan sát thế này. Mọi người đều đang si mê muốn tỏ vẻ mình thành công như thế nào, đám bạn học lúc cười. Lúc nói, lúc cố ý nói lớn một chút để hấp dẫn các cô nữ sinh. Điều này làm Triệu Quốc Đống muốn cười phá lên. Quốc Đống. Đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại. Cả hồi cấp 3, trong cả lớp người gọi tên hắn không có họ chỉ có một tên, đó chính là Phùng Minh Khải. Thằng thanh niên đeo kính dày vỗ vai hắn đang rất hưng phấn. Đối phương nói. Sao ông lại ngồi một mình ở đây? Vậy sao ông cũng chỉ có một mình? Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt, nếu như nói cấp 3 người thân thiết nhất với hắn thì chỉ có Phùng Minh Khải này mà thôi. Hai người mặc dù không cùng ngủ một phòng nhưng tính cách kiên quyết, có chút bướng bỉnh của Phùng Minh Khải lại hợp với tính cách của Triệu Quốc Đống. Phùng Minh Khải cũng là người ở Giang Khẩu, đợt thi đại học nghe nói y thi vào trường sư phạm Kiềm Nam, sau đó phân công đến đâu thì không rõ, nghe nói là không về tỉnh An Nguyên, sau này không có tin tức gì. Bây giờ gặp được Phùng Minh Khải làm Triệu Quốc Đống rất vui. Đúng là không uổng công đến đây, coi như liên lạc được với một người cần liên lạc. Ha ha, Quốc Đống, xem ra chúng ta cũng giống nhau. Nói chuyện với bọn họ, tôi không muốn mình đến nghe bọn họ khoe khoang. Phùng Minh Khải không thèm để ý mà nói. Người ta đều là thành công, đâu có ai giống như hai chúng ta không ai tới chào hỏi. Ồ, vậy ai phụ trách tiếp đón nhỉ? Dù hai chúng ta không có gì đáng kể thì cũng sao có thể như vậy chứ? Quốc Đống nhìn xung quanh rồi kéo Phùng Minh Khải ngồi xuống. Hắn rất hưng phấn mà nói. Mặc kệ bọn họ, tôi vốn không muốn tới mà. Ha ha, gặp ông coi như tôi đến đây không uổng. Nói mau, mấy năm nay ông chạy đi đâu? Không có tin tức của ông làm tôi thấy thiếu thiếu, còn cho rằng ông bị ám sát rồi chứ. Ôi, nếu có người tới ám sát đó là vinh quang vô hạn của tôi. Chỉ tiếc có sát thủ nào coi trọng nhân vật như tôi. Phùng Minh Khải bĩu môi và sờ sờ gì đó trong cặp mà nói. Tôi còn có thể đi đâu chứ? Sau khi tốt nghiệp đại học, bên Giang Khẩu không có chỉ tiêu nên tôi ở lại Kiềm Nam, phân tới dạy học ở một trường tại huyện Tu Văn 3 năm, năm ngoái mới được điều tới phòng giáo dục làm việc. Ồ, phòng giáo dục huyện ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Huyện Tu Văn thuộc thành phố Kiềm Dương phải không? Ừ, tôi cũng muốn lên thành phố nhưng mà quan hệ lại không có. Nghe nói cũng không có chỉ tiêu nên mới vậy. Phùng Minh Khải nhếch miệng cười nói. Huyện Tu Văn thuộc Kiềm Dương, nhưng cách nội thành Kiềm Dương hơn 40 km, ngồi xe phải mất hơn tiếng mới tới. Phùng Minh Khải lấy ra một gói thuốc lá vẫn chưa bóc giấy bóng, là thuốc Hồng Sơn. Y xé giấy bóng, đưa cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Không hút. Phùng Minh Khải ngẩn ra rồi cười phá lên nói. Ông đây là tiết kiệm để cưới vợ à? Ha ha, bớt vài điếu thuốc là có thể cưới vợ sao? Đâu có việc tốt như vậy.
Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, ông lấy vợ rồi à? Tôi như thế này thì ai chịu lấy tôi chứ? Phùng Minh Khải thở dài một tiếng, mắt cũng nhìn ra xa xa. Ai cũng biết nhà tôi ở nông thôn, lại không có vốn liếng gì. Tôi cũng không đành lòng liên lụy người khác, ai cũng nói yêu một người là làm cô gái đó hạnh phúc. Còn với tôi muốn tiền không có tiền, muốn nhà không có nhà, công việc lại là giáo viên nghèo của huyện nghèo, không có thu nhập thêm gì thì ông nghĩ có thể lấy vợ sao? Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì, thực tế là rất bất đắc dĩ, điều này làm rất nhiều người không còn tin vào tình yêu, có tình yêu cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Không ngờ tên Phùng Minh Khải này lại nói một câu yêu một người là làm người đó hạnh phúc, câu nói đầy lãng mạn và lý tưởng, điều này làm Triệu Quốc Đống phải than thở. Qua lý tưởng chưa chắc đã thực tế, nhưng qua đó có thể nhìn ra bản chất một người. Phùng Minh Khải có thể nói ra câu này ít nhất có thể chứng minh y còn không bị xã hội lợi ích này ăn mòn. Ông đã nghĩ đến việc tìm bạn gái chưa? Triệu Quốc Đống cảm thấy Phùng Minh Khải có vẻ đã có mục tiêu. Phùng Minh Khải ngẩn ra một chút rồi cười khổ nói. Quốc Đống, mũi ông sao lại thính như vậy chứ, có đoán được ai không? Nhìn theo ánh mắt của Phùng Minh Khải, Triệu Quốc Đống nhìn trong mấy cô nữ sinh một lúc thì mới xác định được mục tiêu. Ừ, có phải là Giang Giao không? Cô gái nhỏ tuổi nhất lớp chúng ta. Ông đây là hãm hại trẻ con. Triệu Quốc Đống có chút lớn tiếng nói. Giang Giao nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi đó. Ừ, nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng trẻ con gì chứ? Trên 20 là không nhỏ rồi. Phùng Minh Khải cười khổ một tiếng mà nói. Chúng tôi đều thi vào Đại học Sư phạm Kiềm Nam, cùng trường khác khoa, sau đó cùng ở lại Kiềm Dương, cũng không biết có phải vô duyên hay không mà cô ấy dạy học ở thành phố, tôi lại đến huyện Tu Văn, cách nhau mấy chục km, tôi không muốn liên lụy cô ấy. Giang Giao sao có thể ở lại thành phố? Quốc Đống có chút tò mò hỏi. Chú Giang Giao làm ở Cục Giáo dục Kiềm Dương, mới đầu cô ấy thi vào Đại học Sư phạm Kiềm Nam cũng là do có quan hệ này. Sau đó được phân công ở lại thành phố. Phùng Minh Khải thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, ông nói tôi nên làm như thế nào bây giờ? Nhà cô ấy đang làm căng, chú cô ấy đã nói rõ ràng với cô ấy là không thể nào điều tôi lên thành phố được. Bây giờ càng lúc càng khó xin lên trường học ở thành phố, giáo viên trẻ thì càng khó vào. Thái độ của Giang Giao là như thế nào? Triệu Quốc Đống run lên một chút, nó sao giống chuyện của hắn và Đường Cẩn trước đây vậy? Giang Giao nói với tôi nếu thật sự không thể điều lên thành phố thì cô ấy dứt khoát điều tới huyện Tu Văn. Nhưng khó khăn lắm mới ở lại thành phố, tôi sao có thể để cô ấy điều đến Tu Văn. Như vậy nhà cô ấy không hận chết tôi sao? Phùng Minh Khải có chút buồn bực nói. Tôi nói hay là chia tay nhưng cô ấy không đồng ý. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Phùng Minh Khải mà nói. Giang Giao có thể thật sự xuống Tu Văn với ông sao? Phùng Minh Khải không ý thức được ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Nhưng tôi không muốn Giang Giao xuống Tu Văn. Tu Văn sao có thể so sánh với thành phố? Chuyện này đã kéo mấy năm rồi. Nếu như vậy thì lấy nhau đi, nghĩ nhiều làm gì chứ? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Xe đến trước núi tất có đường, không thể vì cách xa vài chục km mà bỏ nhau chứ. Người sống thì phải đi nhà vệ sinh, chẳng lẽ nhịn chết sao? Này, Quốc Đống, ông biết gì chứ? Nhà cô ấy bởi vì chuyện này nên muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy, kiên quyết không cho tôi và cô ấy yêu nhau. Lần này đến tham gia họp lớp đều là mỗi người tự đi tới đó. Phùng Minh Khải cười khổ nói. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời liền ngẩn ra. Bọn họ có thể kiên trì, vậy còn mình thì sao? Lúc đầu Đường Cẩn nếu như cũng kiên trì như vậy, mình và cô ấy sẽ như thế nào? Đáng tiếc tất cả đã không còn. Phùng Minh Khải, lại đây. Phùng Minh Khải, nói thật đi, làm như thế nào mà lừa được Giang Giao vào tay thế? Mấy cô gái vây lấy Giang Giao mặt đỏ bừng đi tới, điều này làm Phùng Minh Khải có chút khẩn trương không biết nên nói như thế nào với mấy bạn học nữ. Triệu Quốc Đống sớm đã tránh sang bên, hắn không muốn có qua lại gì với mấy bạn học nữ. Đi trên hành lang, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại di động ra gọi. Liễu ca, ồ, anh ấy đang phát biểu sao? Vậy tôi đợi lát nữa rồi gọi. Ồ, anh ấy nói xong rồi à? Vậy được, tôi không dập máy, anh bảo Liễu ca nghe điện hộ tôi. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn đúng là muốn giúp Phùng Minh Khải. Đây không phải vì quan hệ của hắn và Phùng Minh Khải, mà vì biểu hiện của Giang Giao cũng đủ để hắn giúp Phùng Minh Khải. Liễu ca, là em, có một chuyện em muốn nhờ anh giúp.
Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi cắn răng. Đây là lần đầu hắn chính thức nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp việc riêng của mình. Ồ, Quốc Đống, anh lần đầu nghe thấy chú nói lời này đó. Ít thấy, không, là hiếm thấy, có chuyện gì thế? Liễu Đạo Nguyên ở đầu bên kia vừa mới đi thị sát nhà máy điện Kiềm Dương và phát biểu một tràng. Y được thư ký đưa cho điện thoại. Vâng, em có một bạn học hồi cấp 3, ồ, đang công tác ở phòng giáo dục huyện Tu Văn, bạn gái của cậu ta đang dạy ở trên trường của thành phố Kiềm Dương. Chuyện của bọn họ bị người nhà phản đối, nguyên nhân là do huyện Tu Văn quá xa thành phố, sau này hai người xa nhau sẽ rất khó khăn. Cậu ta tốt nghiệp khoa lịch sử, Đại học Sư phạm Kiềm Nam. Em muốn nhờ Liễu ca giúp một chút. Liễu Đạo Nguyên nghe vậy liền hơi động tâm. Mối tình đầu của Triệu Quốc Đống trước đây hình như cũng là thế. Ừ, anh biết rồi, văn phòng thị ủy vẫn thiếu người. Nếu tốt nghiệp khoa lịch sử, Đại học Sư phạm Kiềm Nam thì bảo cậu ta điều đến văn phòng thị ủy làm đi. Bạn học của chú tên là gì? Ừ, chờ một chút. Lão Tiền, cậu lại đây. Ừ, tên là gì? Ồ, Phùng Minh Khải, phòng giáo dục huyện Tu Văn. Ừ, trước khi điều phòng giáo dục huyện Tu Văn đã từng làm giáo viên. Không sao đâu, anh biết rồi, qua ngày 15 bảo cậu ta tới văn phòng thị ủy làm việc. Liễu Đạo Nguyên bỏ máy xuống. Phó trưởng ban thư ký thị ủy đã vội vàng chạy tới. Bí thư Liễu, có chuyện gì thế? Ừ, Lão Tiền. Văn phòng thị ủy có phải còn thiếu người không? Đối phương ngẩn ra một chút nhưng phản ứng rất nhanh. Đúng là còn thiếu người, vậy là ai ạ? Ừ, đó là Phùng Minh Khải đang công tác ở phòng giáo dục huyện Tu Văn. Anh bố trí người ngày mai đi làm thủ tục, điều lên văn phòng thị ủy. Liễu Đạo Nguyên chỉ nói qua một chút. Chỉ có chuyện này thôi, anh mau chóng đi làm. Tôi hiểu, bí thư còn có yêu cầu gì đặc biệt không? Phó trưởng ban thư ký Tiền cẩn thận hỏi. Không còn đâu, điều tới văn phòng thị ủy, còn đâu anh tự bố trí. Liễu Đạo Nguyên nói xong liền đi làm việc khác. Đây là lực lượng của quyền thế. Người bình thường thấy nó là rất khó khăn nhưng đối với quyền lực mà nói thì chỉ một cuộc điện thoại, thậm chí một câu nói trong vài giây là xử lý xong. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và trong lòng lại có cảm giác rất thoải mái. Tặng người hoa hồng, tay còn có mùi thơm, đáng giá. Khi Triệu Quốc Đống quay lại hội trường thì Phùng Minh Khải đã bị mấy cô bạn học kia hỏi đến độ đầu đầy mồ hôi. Phùng Minh Khải, cậu ở huyện, giang giao người ta ở thành phố, cậu bao giờ có thể điều lên thành phố? Chẳng lẽ hai người cả đời xa nhau sao? Cậu nói đúng không? Ồ, Minh Khải, ông không phải vừa mới nói với tôi là ông đã được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương sao? Sao tin tốt như vậy mà còn giấu giang giao? Triệu Quốc Đống ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Lời hắn nói lập tức làm mấy bạn học nữ nhìn tới. Triệu Quốc Đống, ông trốn đi đâu thế? Đang tìm ông nói chuyện khi ông làm cảnh sát mà. Vừa nãy nghe đám Long Biêu nói ông không làm cảnh sát nữa, bây giờ làm gì vậy? Tôi có thể làm gì chứ? Chạy loạn xung quanh lừa tiền thôi. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Đừng nhầm vào tôi, cứ nhầm vào Phùng Minh Khải đó. Tại sao điều đến văn phòng thị ủy Kiềm Dương mà còn cố giấu bạn học? Có phải là sợ mọi người đòi chúc mừng không? Ông chẳng lẽ lại tiếc bữa ăn sao? Phùng Minh Khải, cậu thật sự điều lên Kiềm Dương sao? Triệu Quốc Đống, ông là nói Phùng Minh Khải điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương. Mấy cô nữ sinh vốn muốn khuyên Giang Giao phải cẩn thận lo lắng chuyện giữa cô và Phùng Minh Khải, nhưng Giang Giao lại không chịu nghe. Mấy cô này trước đây đều thân với Giang Giao nên muốn tới nói chuyện với Phùng Minh Khải để y biết khó mà lui. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói Phùng Minh Khải được điều tới thị ủy Kiềm Dương. Triệu Quốc Đống, óc không được nói linh tinh, Minh Khải lúc nào điều chỉnh công việc. Giang Giao là một cô gái xinh xắn, mặc dù không quá đẹp nhưng rất đáng yêu. Cô mà đi với Phùng Minh Khải đúng là cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Ồ, Giang Giao, ngay cả cô cũng không biết ư. Minh Khải vừa nói với tôi, y nói mới được điều lên văn phòng thị ủy Kiềm Dương, qua ngày 15 sẽ chính thức đi làm. Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống tin rằng chuyện này đối với Liễu Đạo Nguyên là quá đơn giản. Chuyện Liễu Đạo Nguyên đã đồng ý với hắn thì không bao giờ thay đổi, coi như là lộ ra trước cũng không vấn đề gì. Phùng Minh Khải vội vàng nói. Quốc Đống, ông đừng có nói bậy. Tôi nói câu này bao giờ, ông đừng đùa như vậy chứ, hơi quá đáng rồi đó. Ha ha, ông còn giả vờ với mọi người ư. Đây đâu phải chuyện xấu xa không thể cho ai biết. Điều chỉnh công tác mà thôi. Cũng đâu phải như tôi lừa tiền lừa tình. Triệu Quốc Đống ôm lấy Phùng Minh Khải mà cười hì hì nói. Đi,
tôi phải dạy cho ông một trận, bé trai tối không được nói dối. Bị Triệu Quốc Đống kéo ra khỏi phòng hội nghị, Phùng Minh Khải tức giận hất tay Triệu Quốc Đống đang khoác trên vai mình ra, y rất khó chịu mà nói. Quốc Đống, ông đừng có đùa như vậy được không, không tác dụng gì đâu. Tôi biết ông muốn tôi được nở mày nở mặt trước đám bạn học, cũng muốn cho Giang Giao mặt mũi. Nhưng không cần như vậy đâu, chuyện này không lừa được người quá lâu mà, sau này càng mất mặt hơn. Ai nói tôi nói dối? Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Minh Khải, ông có tin tôi hay không? Ông có ý gì? Phùng Minh Khải có chút khó hiểu nói. Tôi tin ông thì có tác dụng gì? Được, tôi nói với ông, tôi vừa nãy gọi điện cho một vị lãnh đạo. Anh ta đã đồng ý với tôi điều ông tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương công tác. Ngày 15 là ông sẽ lên Kiềm Dương làm việc. Triệu Quốc Đống gằn giọng nói. Hắn biết Phùng Minh Khải sợ là không tin. Ông nói gì, một cuộc điện thoại của ông là có thể điều tôi tới thị ủy Kiềm Dương. Quốc Đống, ông không phải là bị choáng váng, hồ đồ đó chứ. Phùng Minh Khải căn bản là không tin, chỉ thấy đối phương đang lừa mình. Không bằng ông nói mình là bí thư thị ủy Kiềm Dương đi. Ồ, Minh Khải, sao ông biết được? Quốc Đống cố ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Tôi biết gì? Phùng Minh Khải có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống này có phải là choáng váng đầu óc không? Tôi nói là sao ông lại biết tôi vừa gọi điện cho bí thư thị ủy Kiềm Dương? Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói. Hả, ông nói cái gì? Ông nói là ông vừa gọi điện cho bí thư thị ủy Kiềm Dương. Triệu Quốc Đống không nhìn được mà gãi gãi tai, không dám tin nhìn Triệu Quốc Đống mà run giọng nói. Bí thư thị ủy Kiềm Dương là ai, ông biết không? Liễu Đạo Nguyên, phải không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Minh Khải, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó. Bí thư Liễu vốn là bí thư thị ủy Tân Chân, tỉnh An Nguyên chúng ta. Anh ta giúp tôi rất nhiều, năm trước mới được điều tới Kiềm Nam, làm bí thư thị ủy Kiềm Dương. Tôi nói như vậy ông tin rồi chứ? Phùng Minh Khải chỉ thấy chân mình như nhũn ra, thở cũng khó khăn. Y vội vàng ôm lấy Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống, ông đây là đang đùa tôi phải không? Không nên trêu tôi như vậy có được không? Cút, tôi không có tâm trạng đâu mà lừa ông. Ông cảm thấy điều động chúng tôi của một giáo viên nhỏ nhoi có cần tôi đùa ông không? Triệu Quốc Đống cười mắng. Đừng ra vẻ thấy người ngoài hành tinh như vậy. Nếu ông còn không tin thì về kéo chăn lên đắp ngủ thật ngon. Sáng mai gọi về phòng giáo dục huyện ông hỏi xem có xảy ra chuyện gì không? Không thể, không thể mà. Phùng Minh Khải cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng y rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì. Chuyện hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Phùng Minh Khải không biết mình có thể nổi điên hay không? Quốc Đống, nói với tôi rốt cuộc là như thế nào? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn không ngờ chỉ việc điều động công việc lại làm Phùng Minh Khải mất bình tĩnh đến thế. Tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Chính như lời tôi nói đó. Chuyện ông nghĩ không thể làm được nhưng trong mắt một số người chỉ là một câu nói mà thôi. Tôi vẫn không thể tin. Phùng Minh Khải ngoan cố nói. Vậy ông muốn như thế nào mới tin? Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Trừ khi chính miệng trưởng phòng lý, phòng giáo dục huyện tôi nói cho tôi biết. Phùng Minh Khải cắn răng nói. Quốc Đống suy nghĩ một chút thì thấy xem ra mình làm việc này cũng hơi cẩu thả. Nhưng nếu không cho Phùng Minh Khải câu trả lời thuyết phục thì chỉ sợ y cứ mất hồn lạc phách như vậy, mình cũng không có một ngày yên ổn. Được rồi, tôi gọi điện. Khi Phùng Minh Khải nhận được thông báo từ trưởng phòng lý, phòng giáo dục huyện Tu Văn gọi tới nói cho y sắp được điều lên văn phòng thị ủy Kiềm Dương, vẻ mặt của có thể nói là không còn gì để nói. Triệu Quốc Đống thấy thế chỉ muốn cười phá lên. Triệu Quốc Đống lo xong việc của Phùng Minh Khải liền chú ý vào phòng hội nghị càng lúc càng đông người hơn. Họp lớp cũng như các cuộc họp bình thường, người đến càng muộn thì đều là có thân phận hơn người. Sự xuất hiện của Khấu Linh và Mê Á làm cho vòng tròn các cô nữ sinh chia thành hai vòng tròn rõ rệt, nó giống như chào đón hai vị nữ hoàng rồi nhân viên đi về phía nữ hoàng của mình. Theo sát hai vị nữ hoàng chính là Trần Bình Tài mặc Âu phục cùng vị lớp trưởng đầy phong độ kia. Quyển 7, chương 48. Điện thoại di động của Mê Á vang lên. Tôi ở dưới, lên ngay đây. Bỏ máy xuống. Mê Á cầm ví vẫy vẫy nhân viên phục vụ ra hiệu muốn thanh toán. Triệu Quốc Đống, bên trên dục hỏi chúng ta đi đâu, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Sợ là không phải hỏi chúng ta mà là hỏi bạn, có lẽ mọi người đều quên tôi rồi. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Để phụ nữ thanh toán không phù hợp phong cách phương Tây,
càng không phù hợp phong cách Trung Quốc, để tôi thanh toán. Tiên sinh, có người thanh toán cho các vị rồi. Nhân viên phục vụ hơi khom người và lễ phép nói. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Ai đó? Nhìn theo ánh mắt của nhân viên phục vụ thì thấy một người đứng ở dưới tán cây đang vẫy vẫy tay với hắn. Ồ, Bồi ca, là anh à? Dương Thiên Bồi lúc này đã đi tới, y cười hì hì mà trong mắt lại có vẻ trêu chọc. Quốc Đống, anh chỉ thấy có hai người nên không tới làm phiền. Chú định ăn trưa ở đâu, hay là ăn với anh? Dương Thiên Bồi mặc bộ đồ cổ trang, đây là Kiều Huy tặng cho y, bên dưới là đi giày vải trông khá tiên phong đạo cốt. Bồi ca, anh từng này tuổi mà còn thích mặc đồ thế này sao? Chắc là Huy ca tặng anh rồi. Em thấy y đây là hận không thể vừa gặp người là móc tim ra để lộ mình yêu nước. Hong Kong dù sao cũng về Trung Quốc mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Quên giới thiệu với anh, đây là bạn học cấp 3 của em Mê Á. Ừ, đang làm việc của chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Thượng Hải, sau này tập đoàn Thiên Phu của anh nếu muốn vay tiền thì tìm cô ấy là được. Mê Á, đây là bạn tốt kiêm ông anh của tôi, Dương Thiên Bồi của tập đoàn Thiên Phu. Ồ. Mễ tiểu thư đúng là làm người ta phải giật mình sợ hãi, bộ trang phục này đúng là quá phù hợp. Ừ, Mễ tiểu thư đang làm việc ở Thượng Hải sao, dạo này tôi có nhiều thời gian đến Thượng Hải, có thời gian thì cùng Quốc Đống đến đó ngồi một chút. Dương Thiên Bồi nói như vậy làm Triệu Quốc Đống phải đánh giá lại đối phương. Không ngờ Dương Thiên Bồi bình thường luôn nghiêm túc mà lại có thể nói ra câu đặc sắc như vậy. Chào Dương tiên sinh. Mễ Á lễ phép đưa tay ra và hơi cúi người bắt tay. Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Một người bạn của anh bên sở giao thông Kiềm Nam sang đây nghỉ phép, tối sẽ bay về bên kia nên anh mời bọn họ. Dương Thiên Bồi biết ý rời đi. Mễ Á có chút kinh ngạc nhìn theo hướng Dương Thiên Bồi biến mất. Đối phương thể hiện rất bình tĩnh, cô vừa nhìn là biết khí thế này nhân viên công chức bình thường không thể có, thậm chí còn nhân viên quản lý bình thường. Cô liền lẩm nhẩm ghi nhớ kỹ cái tên tập đoàn Thiên Phu. Triệu Quốc Đống, người kia làm gì vậy? Ồ, không phải đã nói rồi sao, làm ở tập đoàn Thiên Phu. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi biết, làm gì ở tập đoàn Thiên Phu? Mễ Á hỏi. Tôi nói Mễ Á, có cần phải nói rõ như vậy không? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn đối phương mà nói. Hình như làm xây dựng. Làm xây dựng. Mễ Á nhíu mày nói. Đi thôi Mễ Á, nếu không Trần Bình Tài cùng Tiêu Chí Viễn sẽ báo cảnh sát đó. Triệu Quốc Đống không muốn nói nhiều ở việc này. Mễ Á cũng thấy Triệu Quốc Đống không muốn nói nên không hỏi. Triệu Quốc Đống khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế và có chút hứng thú đánh giá những người kia. Phùng Minh Khải ở bên đang gãi gãi đầu muốn hỏi Triệu Quốc Đống, nhưng y lại có vẻ sợ làm Triệu Quốc Đống giận vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Minh Khải, ông đừng có ra vẻ như vậy được không? Tôi biết ông có nhiều vấn đề cần hỏi, nhưng có những vấn đề tôi không trả lời ông. Có những vấn đề tôi không biết trả lời ông như thế nào. Ông chỉ cần nói ông đến văn phòng thị ủy Kiềm Dương làm là được. Trên thực tế ông cũng không cần phải khoe khoang. Nếu như tôi không phải mấy cô bạn học kia ra vẻ này kia thì tôi cũng không muốn nói với ông biết ngay lúc này. Ông bây giờ nên cân nhắc mình mấy hôm nữa đến văn phòng thị ủy sẽ làm như thế nào là tốt nhất. Phùng Minh Khải muốn nói lại thôi, đến cuối cùng lặng lẽ gật đầu, cố nhịn bao câu hỏi trong lòng mà ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống. Lúc này y không còn hứng thú với cuộc họp lớp chưa chính thức bắt đầu nữa, nơi này không có gì khiến y hứng thú cả. Trong lớp 2, khóa 88 thì y và Triệu Quốc Đống thuộc dạng bị đá sang bên. Cuộc họp lớp chính thức bắt đầu dưới sự chủ trì của Tiêu Chí Viễn. Triệu Quốc Đống đứng xa xa nhìn tên Tiêu Chí Viễn đang đầy đắc ý vung tay múa chân mà phát biểu. Tên Tiêu Chí Viễn này cũng có tài ăn nói, bảo sao mọi người lại muốn y làm người dẫn chương trình. Dựa theo lịch của cuộc họp lớp thì yêu cầu mọi người lên giới thiệu sơ qua về hiện trạng của bản thân, sau đó nhận 3 câu hỏi của bạn học, hơn nữa yêu cầu không được nói dối. Không thể nghi ngờ điểm chú ý chính là mấy người thành công. Ví dụ như Tiêu Chí Viễn, Mễ Á, Khấu Linh và mấy bạn học khá thành công một chút. Mà Triệu Quốc Đống và Phùng Minh Khải là kẻ ăn mặc bình thường, thân phận bình thường thì thậm chí còn không đến lượt bọn họ giới thiệu tình hình của mình, người bên dưới đã túm tụm chia tổ nói chuyện rồi. Minh Khải, ông thấy đó, đây là thực tế. Ông sống không tốt thì sẽ không có bao người chú ý tới ông. Ông nhìn tôi xem, thậm chí còn không có người muốn hỏi tới. Còn ông ít nhất còn có Giang Giao quan tâm tới ông. Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào ghế và nói chuyện với Minh Khải. Quốc Đống,
ông nói cho tôi biết ông rốt cuộc đang làm gì. Tôi không tin ông bây giờ làm không tốt. Ông chỉ gọi một cuộc điện thoại đã điều tôi lên văn phòng thị ủy Kiềm Dương, tôi không tin ông kém hơn Tiêu Chí Viễn kia. Hắn là gì chứ? Chỉ là một phó bí thư chi đoàn khu Liên Hồ mà thôi, có gì oai cơ chứ? Phùng Minh Khải có chút buồn bực nói. Chỉ nhìn qua vẻ đắc ý của y, tôi đúng là nghĩ rằng y là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Ông cũng không nên ra vẻ không ăn được nho nói nho chua như vậy chứ. Có cần như vậy không? Ông nên nhớ ông đã là bí thư Phùng của văn phòng thị ủy Kiềm Dương, bọn họ nếu không phát hiện ra ông tức là bọn họ không biết núi Thái Sơn. Triệu Quốc Đống trêu chọc vài câu. Sau này tôi tới Kiềm Dương, ông phải mời tôi đi ăn canh cá chua nổi tiếng của Kiềm Dương đó. Quốc Đống, ông đừng có mà nói đều tôi vậy chứ. Chỉ bằng bộ dạng này của ông tới Kiềm Dương còn đến lượt tôi mời khách sao? Phùng Minh Khải thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, lát nữa nếu Giang Giao hỏi thì tôi nên nói như thế nào? Ông không biết nói dối sao? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Nhưng tôi như thế nào thì Giang Giao hiểu rất rõ ràng. Nếu như tôi có quan hệ điều được lên văn phòng thị ủy Kiềm Dương thì Giang Giao còn cần phải cãi nhau với người nhà như vậy sao? Phùng Minh Khải có chút khó xử nói. Y vẫn không quá yên tâm nên gọi điện về phó trưởng phòng phụ trách văn phòng. Vị phó trưởng phòng này cũng từ trưởng phòng mà biết được tin nói ngày mai thị ủy Kiềm Dương sẽ có người tới làm thủ tục điều động cho Phùng Minh Khải. Vị phó trưởng phòng này còn không ngừng hỏi Phùng Minh Khải là sao lại như vậy. Phùng Minh Khải chỉ có thể ấp a ấp úng nói có một người họ hàng giúp. Vậy ông nói tôi giúp ông cũng không vấn đề gì, các cái khác ông nói không biết, đừng nói gì khác. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ là nói đợt trước Tết tôi đến gặp ông và nghĩ giúp ông, các cái khác ông không cần nói. Được Triệu Quốc Đống cho phép, Phùng Minh Khải liền lập tức phước Triệu Quốc Đống lại, sau đó y rất hưng phấn đi tìm Giang Giao. Tin tốt như vậy nếu không sớm nói với Giang Giao, Phùng Minh Khải đúng là không thể nhịn được nữa. Triệu Quốc Đống chán nản đi ra khỏi phòng hội nghị, nếu như không phải lo lắng mình cứ thế mà đi sẽ làm cho người ta hiểu lầm, Triệu Quốc Đống đã sớm rời đi rồi. Hắn vốn định tiếp xúc với hai người Khấu Linh, chỉ tiếc có quá nhiều người xung quanh các cô nên Triệu Quốc Đống mới phải bỏ qua ý định này. Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống xoay người lại nhìn cô gái cao gầy trước mặt. Chiếc váy Scotland màu đen cổ hình chữ A, bên ngoài là chiếc áo lông, đôi giày sáng bóng cùng chiếc quần tất đẹp mắt, tất cả hợp thành đường cong quyến rũ. Trên cổ cô cũng quàng chiếc khăn màu lụa càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Mễ Á, đã lâu không gặp. Triệu Quốc Đống nhìn cô từ trên xuống dưới rồi gật đầu nói. Không hổ là niềm tự hào của Giang Khẩu, bạn vẫn đẹp như vậy. Tôi đúng là muốn nói một tiếng, Mễ Á, bạn quá đẹp. Mễ Á có chút kinh ngạc nhìn tên Triệu Quốc Đống có biểu hiện rất phóng túng trước mặt cô. Mấy bạn học nam khác, kể cả Tiêu Chí Viễn trước mặt cô đều không dám làm càn như vậy, vẻ ham muốn trong mắt đám người kia cũng phải cố gắng áp chế. Mà trong mắt người này lại lộ ra vẻ tự tin để đánh giá làm Mễ Á không thể tin. Không phải hắn làm rất kém sao, ngay cả công việc cảnh sát cũng không còn, nhưng người này đâu hề giống kẻ thất thế. Triệu Quốc Đống, ông hình như khác hẳn so với trước đây. Mễ Á nhướng đôi mi xinh đẹp, nét nhu hòa trên mặt kết hợp với đôi môi khẽ hé lên càng làm cô thêm hấp dẫn. Vậy ư, tôi lại không hề thấy mình thay đổi gì cả. Nếu như nói tôi có gì khác trước đây đó là tôi trước đây căn bản không thể nào xuất hiện trong mắt mấy người mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Trước kia các cô đều ở trên cao, mấy tên học sinh kém như bọn tôi chỉ có thể chui bên dưới lớp học mà thôi. Mễ Á cười cười một tiếng, cô có thể nghe ra đối phương đây là cố ra vẻ oán giận, điều này làm cho cô rất vui vẻ. Sao, ai bảo lúc ấy ông lại biểu hiện như một kẻ hung hãn? Nếu như khi đó ông biểu hiện bằng nửa bây giờ, tôi nghĩ ông đã thành nhân vật tiêu điểm được mọi người chú ý. Mễ Á, bạn đây là an ủi tôi hay là trêu chọc tôi vậy? Tôi dùng hết sức lực, cố gắng hết mức mà từ đầu đến cuối không bao giờ lọt vào top 40 của lớp. Bạn và Khấu Linh lúc nào cũng nằm trong top 3 của khóa, tôi còn có thể thành tiêu điểm chú ý sao? Tôi liền dùng cái danh hay đánh nhau để lấy sự chú ý của mấy cô. Cô nói tôi còn có thể dùng cách nào khác cơ chứ? Triệu Quốc Đống tùy ý xua tay ra vẻ mình bất đắc dĩ và nuối tiếc. Hắn làm thế không làm người ta chán ghét, mà còn làm Mễ Á có một cảm giác không nói thành lời. Đó chính là Triệu Quốc Đống này hoàn toàn không bị phong thái của cô làm cho run sợ, hơn nữa còn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến cô rất ngạc nhiên. Đạt được sự chú ý của bọn tôi, thì, Triệu Quốc Đống,
tôi thấy ông lúc ở trong lớp rất ít khi nào chủ động tỏ vẻ tiến công cả. Trừ lần tốt nghiệp có cử động kinh người đó ra. Đúng rồi, tôi đang muốn hỏi một vấn đề, lúc tốt nghiệp ông nhờ người nói với Khấu Linh rằng muốn làm bạn với Khấu Linh, có chuyện này không thế? Đôi mắt to đen của Mễ Á nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống làm hắn cảm thấy mình không thể trốn tránh. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Đúng là có việc đó, sao, nữ sinh cũng chú ý mấy chuyện này ư? Có phải muốn biết kết quả cuối cùng không? Kết quả thì mọi người đều thấy đó, tôi bị từ chối, mà Khấu Linh cũng có bạn trai. Bạn trai của Khấu Linh bây giờ là người ở Bắc Kinh. Đương nhiên tôi cũng không đến mức tuyệt vọng, không thể gượng dậy nổi, càng không đến mức đòi báo thù rửa hận. Giọng nói hơi quá của Triệu Quốc Đống làm Mễ Á nở nụ cười. Mễ Á càng lúc càng cảm thấy Triệu Quốc Đống trước mặt này không hề giống cậu con trai 8 năm trước cô không có ấn tượng gì cả. Có lẽ thế giới thay đổi quá nhanh, nó sẽ khiến cho mọi người sống trong thế giới này thay đổi nhiều như vậy. Mễ Á rất khó tưởng tượng người đàn ông khôi hài trước mặt lại chính là bạn học hồi cấp 3 của mình. Trong trí nhớ của cô thì không có gì đáng chú ý về Triệu Quốc Đống, ngoài việc kia mà hắn làm ra. Ừ. Tôi và bọn họ đều quan tâm tới việc này. Tôi muốn hỏi ông, tôi tự nhận lúc ấy tôi không hề thua Khấu Linh, tại sao ông lại không tỏ ý với tôi mà lại muốn thổ lộ với Khấu Linh? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn đúng là không ngờ Mễ Á lại hỏi một câu như vậy. Đối phương hơi chu đôi môi đỏ mọng lên theo hình vòng cung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chiếc váy của cô đã lộ ra một mảng ngực trắng nõn không ngừng thu hút ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trong mắt đám nam sinh chúng tôi thì giữa hai người không thể phân biệt cao thấp, ai cũng xinh đẹp. Tôi lúc ấy còn khá xấu hổ. Nếu so sánh bạn và Khấu Linh, tính cách của bạn rõ ràng hơn chút, mà Khấu Linh lại hàm súc hơn một chút. Cho dù có bị từ chối thì Khấu Linh cũng dùng một cách khôn khéo. Bạn có thể trực tiếp từ chối, cho nên tôi chọn Khấu Linh, đương nhiên kết quả đều là giống nhau. Mễ Á, bạn tuyệt đối không nên nói nếu lúc ấy tôi mà thổ lộ với bạn, bạn đồng ý làm bạn của tôi. Như vậy tôi sẽ hối hận cả đời. Không đâu, điểm này thì ông yên tâm. Ông lúc ấy mà thổ lộ với tôi thì kết quả cũng như nhau mà thôi, bởi vì lúc ấy tôi căn bản không có bao ấn tượng về ông. Mễ Á thở dài một tiếng mà nói. Nếu bây giờ cho ông quay lại lúc đó, Triệu Quốc Đống ông sẽ chọn như thế nào? Ừ, rất đơn giản, biểu lộ với cả hai người. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt mà nói. Triệu Quốc Đống, ông quá xấu. Chân dẫm hai thuyền mà cũng có thể nghĩ ra được. Mễ Á thiếu chút nữa ôm bụng mà cười. Con người không vô sỉ không phải thanh niên mà. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Có thể tiếp xúc với nữ hoàng Mễ Á gần như vậy, nhưng lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy coi như là có thu hoạch. Ông bây giờ đang làm gì? Mễ Á quan tâm nói. Nếu như tôi nói không có công việc, chạy quanh lừa gạt tiền, lừa gái thì bạn có tin không? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Mễ Á, ra ngoài một chút cũng được, bên dưới này hình như có một khu vườn thực vật khá được. Ông có vẻ rất quen với nơi này. Mễ Á lắc đầu nói, nhưng cô lại nhận lời mời của Triệu Quốc Đống. Tôi không tin lời ông nói. Lần đầu tôi tới đây nhưng sự lãng mạn của người Pháp khi tới Ando cũng đâu thể thay đổi được. Rất khó mà. Triệu Quốc Đống và Mễ Á đi tới thang máy, xuống lầu là nơi có ánh nắng ấm áp đúng là làm người ta rất thoải mái. Đi qua tòa nhà chính là một khu vườn cây xanh mướt, vô số những cây liễu được trồng trong tán cỏ, quán cà phê sau lưng tạo thành một khu vực rất đẹp mắt. Ở đây nếu ngồi trên bãi cỏ là có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở từ cây cỏ, đương nhiên nếu như anh còn không hài lòng thì có thể trực tiếp ngồi trên ghế gỗ hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Triệu Quốc Đống nhìn sang bên, là nhân viên phục vụ đi tới nói. Tiên sinh, hai vị dùng gì? Ừ, Mễ Á, bạn muốn dùng gì? Một chén AM chứ? Triệu Quốc Đống cười cười kéo ghế ra cho Mễ Á ngồi xuống. Tôi muốn một cốc nước ấm coi như tỏ vẻ cảm ơn. Mễ Á có chút đỏ mặt vì cách thể hiện của Triệu Quốc Đống. Ừ, sao có vẻ giống như người anh vậy nhỉ? Chúng ta nên uống hồng trà mới đúng. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao không thấy người theo đuổi bạn? Ồ, sao bạn biết? Mễ Á có chút kinh ngạc nói. Bạn và Khấu Linh là nhân vật ngôi sao, mọi hành động. Lời nói đều được mọi người chú ý, chuyện này còn không khiến trăm ngàn người đau lòng sao? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà nói. Ngôi sao luôn được vây quanh mà. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Mễ Á cười hì hì nói. Đâu có đến mức như vậy, tôi và Khấu Linh đâu có là nhân vật ngôi sao gì chứ?
đều là mấy bạn nam nói quá mà thôi, toàn nói linh tinh. Vậy ư, tôi thấy Long Biêu khi nhắc tới người theo đuổi bạn đều trợn mắt há mồm hâm mộ, giống như là hoàng tử Ả Rập vậy. Triệu Quốc Đống luôn nở nụ cười. Y ư, ừ, nói như thế nào nhỉ, tôi không có ác cảm với y, nhưng nếu nói có ấn tượng tốt thì không phải. Y nỗ lực làm việc trong công ty Nhật Bản nhưng vẫn thiếu điểm gì đó, tôi không thể nói thành lời. Mễ Á không hề che giấu mà thản nhiên nói. Bạn và anh ta không thể hợp với nhau. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói đầy khẳng định. Tại sao? Mễ Á có chút kinh ngạc nói. Bạn không phải một người phụ nữ thích cuộc sống gia đình bình thường, biểu hiện bên ngoài thì thoạt nhìn bạn rất giữ bổn phận, nhưng tôi nghe Khấu Linh nói bạn không ngừng đổi chỗ làm ở Thượng Hải. Ừ, điều này nói rõ bạn là một người phụ nữ có tính độc lập, thích khiêu chiến và kích thích. Cuộc sống ấm áp, đơn điệu không phải cuộc sống mà bạn thích. Mặc dù bạn có được nó nhưng rất nhanh bạn sẽ thấy chán nản, bạn muốn giãy dục khỏi trói buộc quanh mình. Bạn như một hành khách, cả đời chỉ có sự mới mẻ và kích thích để thỏa mãn mình. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cho nên tốt nhất bạn nên nói rõ với đối phương, đừng để người ta hiểu lầm. Mễ Á nhíu mày nói. Vậy ý của ông là cả đời này tôi không thể có một gia đình ông, hoặc là nói làm người cô đơn cả đời. Không, tôi không nói như vậy. Nếu như có một người đàn ông có thể làm cho bạn luôn thấy mới mẻ và kích thích, cho bạn có hứng thú vì pít hắn, hơn nữa người đàn ông này đưa cho bạn một thứ mà bạn thấy nó giống bảo tàng. Càng đào bạn càng thấy phong phú hoặc như một chai rượu lâu năm, càng để lâu càng thơm, như vậy người đó chính là chân mệnh thiên tử trong cuộc đời bạn, hoặc là nói đấy chính là khắc tinh của bạn. Nhân viên phục vụ đã mang nước lên, Triệu Quốc Đống quấy cốc cà phê và bình tĩnh nói. Ừ, Triệu Quốc Đống, tôi sao nghe thấy giống như bạn đang khen mình rồi hạ thấp người khác. Chẳng lẽ bạn bây giờ giống bảo tàng hoặc chai rượu kia? Hy vọng tôi có thể bị bạn hấp dẫn. Mễ Á cười hì hì đầy giảo hoạt và hỏi lại một câu. Bạn bây giờ mới cảm thấy vậy sao? Tôi vẫn luôn tuyên truyền tạo thế cho mình, chẳng qua biết muộn vẫn còn hơn không. Tôi có giống bảo tàng hay không thì không quan trọng, quan trọng là người theo đuổi bạn có thể mang tới cuộc sống mà bạn muốn hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Nói chuyện riêng với cô gái thông minh đúng là làm người ta thoải mái, luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh. Làm anh thấy thoải mái và được giải phóng. Mễ Á thu nụ cười lại, ánh mắt trở nên mơ hồ hơn. Cũng biết hắn không phải là người tôi cần, nhưng tôi lo rằng thứ mà mình theo đuổi chỉ tồn tại trong tưởng tượng của tôi mà thôi, đây là giấc mơ của tôi. Cho nên tôi có chút không biết theo ai, không biết rốt cuộc nên tin vào cái gì, sự thật và lý tưởng nó cứ đan xen vào nhau. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu, cuộc sống thực tế vốn hỗn loạn. Anh rất khó thông qua bề ngoài mà tìm ra chân tướng của sự việc. Nhất là trong xã hội coi trọng vật chất này thì càng làm cho con người trong đó khó có thể nắm chắc, không để ý một chút là có thể rơi vào và không thể lao ra ngoài. Mễ Á, ừ, nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy dù cuộc sống hay công việc không nên đi làm ngược với tính cách của mình. Nếu như ép mình phải khuất phục bởi áp lực và cái nhìn của người khác, hoặc miễn cưỡng mình uất ức nhận thứ mình không muốn nhận, như vậy bạn sẽ cảm thấy nó rất vô vị. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi cười hì hì nói. Xin yên tâm, đây là lời thật lòng của tôi, không có ý gì khác cả. Ghi chú, AM có nghĩa là thật lòng thì sẽ không bao giờ thay đổi. Quyển 7, chương 49. Vừa lên phòng trên, Triệu Quốc Đống đã thấy Giang Giao đang kéo Phùng Minh Khải không ngừng hỏi đến độ y đổ mồ hôi. Thấy Triệu Quốc Đống tới, Phùng Minh Khải như thấy cứu mạng liền vội vàng chạy tới nói. Quốc Đống! Ông mau giải thích với Giang Giao đi. Mễ Á có chút tò mò nhìn Giang Giao mặt đang đỏ bừng vì hưng phấn. Hai người sao thế? Không có gì, không có gì, bạn mau vào đi. Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Mễ Á có chút tò mò biến mất ở cửa, Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Này, hai người có việc gì thế? Triệu Quốc Đống, ông nói cho tôi biết đi, Minh Khải nói ông giúp anh ấy đến làm ở văn phòng thị ủy Kiềm Dương, có chuyện đó không? Mũi Giang Giao đầy mồ hôi, gần như gần từng tiếng mà hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống. Có, sao? Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Phùng Minh Khải ghen đó. Chuyện này là thật ư, đến 15 là Minh Khải sẽ tới thị ủy Kiềm Dương làm việc sao? Giang Giao không để ý đến lời trêu chọc của Triệu Quốc Đống, chuyện kia rất quan trọng, nó liên quan tới hạnh phúc của hai người. Thật đó. Được rồi Giang Giao,
tôi không muốn nói tới chuyện này nữa, dừng ở đây đi. Nếu như cô và Phùng Minh Khải cứ quấn lấy mà hỏi thì không chừng chuyện có biến, lúc ấy đừng trách tôi. Ngoài ra tôi vừa nãy cũng nói với Minh Khải, chuyện này chỉ cô và Phùng Minh Khải biết, đừng truyền ra ngoài, nếu không tự chuốc hậu quả. Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên rồi nói. Hiểu không? Hai người kia liền vội vàng gật đầu vì sợ việc này bay đi, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Quốc Đống, người khác hỏi, tôi nói mình được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương có được không? Phùng Minh Khải không nhịn được mà nói. Không sao, chỉ cần đừng quan hệ tới tôi là ok. Triệu Quốc Đống vừa nói xong thì trong phòng hội nghị đã vang lên tiếng vỗ tay. Ồ, vào đi, xem ai mà được hoan nghênh như vậy. Các em học sinh, chúng ta đã chia tay 8 năm, có thể thấy các em trưởng thành như vậy, tôi là giáo viên chủ nhiệm cũng vui vẻ. Trong đây có cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhà nước, có nhân viên quản lý công ty nhà nước, công ty tư nhân, cũng có người là giáo viên như tôi. Tôi rất vui mừng. Tiếng vỗ tay lại vang lên cắt ngang lời nói của Trần Bình Tài. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Trần Bình Tài nói rất giỏi, chỉ tiếng phẩm tính của người này lại không tốt. Chẳng qua thế giới này sao có thể yêu cầu ai cũng là quân tử, chỉ cần không quá lệch khỏi lương tâm là có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống cố an ủi mình như vậy. Gần như không có ai bố trí nhưng bữa ăn trưa đám bạn học đều theo thân phận mà đẩy Trần Bình Tài ngồi cao nhất, mấy người Tiêu Chí Viễn, Mễ Á và Khấu Linh liền ngồi ở ngay bên cạnh. Triệu Quốc Đống và hai người Phùng Minh Khải chỉ có thể ngồi ở bàn phía sau cùng. Bàn này dành cho 6 nhưng cũng không đủ, bàn trên cùng lại có tới 10 người ngồi. Minh Khải, nhìn đi, ông phải cố gắng. Họp lớp sau này ông nếu không ngồi ở bàn đầu thì tôi đá ông ra ngoài. Triệu Quốc Đống cười nói. Đi, chúng ta mời mấy người ngồi bàn đầu, nhỡ đâu sau bọn họ giúp gì được cho mình. Phùng Minh Khải có chút xấu hổ cầm chén lên nói. Quốc Đống, được rồi, tôi không đi đâu, tôi không uống được. Ông sợ sao? Tốt xấu cũng là bí thư Phùng của thị ủy Kiềm Dương mà còn sợ kém Tiêu Chí Viễn sao. Trước mặt bạn học thì ông phải đứng thẳng lưng lên chứ. Làm cho tôi được nở mày nở mặt theo chứ. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Phùng Minh Khải mà nói. Đi đi Minh Khải, Quốc Đống nói đúng, anh dù sao cũng phải đi ra, ngay cả điểm này cũng không dám đối mặt thì anh còn có thể làm gì. Phùng Minh Khải cắn răng đứng lên nói. Đi thôi Quốc Đống, thế mới là đàn ông chứ. Ông còn như vậy nữa thì giang dao đá bay ông đi rồi theo tôi. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khi Phùng Minh Khải và Triệu Quốc Đống cầm chén đến bàn đầu, gần như tất cả bạn học đều nhìn hai người. Thầy Trần, bọn em là hai thằng kém cỏi đến mời thầy và các vị bạn học ngồi đây. Chúc các bạn học thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên đứng giữa ghế của Mễ Á và Khấu Linh, hai tay đặt trên lưng hai cô. Phùng Minh Khải đứng sau lưng Triệu Quốc Đống. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm chén. Ồ, Triệu Quốc Đống cũng giỏi nói đó, vừa nãy đi đâu mà không thấy vậy. Tiêu Chí Viễn không biết sao mình rất khó chịu với Triệu Quốc Đống, chỉ cảm thấy tên này rất càn rỡ, không ngờ tùy tiện như vậy, không biết thân phận của mình là gì. Tôi chỉ là hạt cát, có tôi cũng không nhiều, thiếu tôi cũng không ít. Lớp trưởng Tiêu còn có thể chú ý tới tôi sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi ra ngoài một chút. Vừa lúc thấy Mễ Á nên nhân cơ hội thổ lộ với Mễ Á sau 8 năm không gặp. Người trên bàn liền cười cười khinh thường và lắc đầu. Mễ Á bị mọi người nhìn liền đỏ mặt, cô thoáng cái đứng lên đầy tức giận nói. Triệu Quốc Đống. Đừng, Mễ Á, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi thổ lộ sự ngưỡng mộ đối với các bạn học trong lớp mà, không chỉ có riêng cô. Ha ha, đùa chút thôi, đừng giận. Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu xin lỗi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Minh Khải, thầy Trần ở đây, lớp trưởng Tiêu ở đây, còn có các tinh anh của lớp 2, khóa 88 cấp 3 giang khẩu chúng ta. Ông là thư ký mới có phải nên mời các bạn học không? Phùng Minh Khải, ông làm thư ký ở đâu? Không phải nói ông đang dạy học sao? Đúng thế, đúng là dạy học ở huyện nào đó tại Kiềm Nam sao? Mấy tên bạn học liền nói. Năm trước Phùng Minh Khải đã được điều tới phòng thư ký của thị ủy Kiềm Dương công tác, hết Tết sẽ chính thức đi làm. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Thư ký Phùng, sau này chúng tôi tới Kiềm Dương thì ông phải mời đó. Thầy Trần, thầy nói có đúng không? Hả, Minh Khải, em điều tới thị ủy Kiềm Dương công tác. Bí thư thị ủy Kiềm Dương bây giờ trước là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đó. Trần Bình Tài có chút giật mình,
y đương nhiên biết một giáo viên đột nhiên được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương là có nghĩa gì. Đối với y vẫn luôn cố gắng phấn đấu thì hiểu rõ vấn đề này. Y thậm chí vô thức cho rằng Phùng Minh Khải có thể tới thị ủy Kiềm Dương là có quan hệ với Liễu Đạo Nguyên. Không chỉ có Trần Bình Tài giật mình, mấy bạn học kia cũng giật mình. Không ai coi Phùng Minh Khải vào đâu, thậm chí mấy bạn học nữ cũng cho rằng Phùng Minh Khải và Giang Giao là hoa nhài cắm bãi phân châu. Không ngờ Phùng Minh Khải lại được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương. Người trong nhà nước đều biết đó không phải ai cũng có thể làm được. Tiêu Chí Viễn càng giật mình hơn, y vẫn cho rằng mình là xuất sắc ở lớp này, không ngờ tên nhà quê Phùng Minh Khải lại được điều tới văn phòng thị ủy Kiềm Dương. Mặc dù Kiềm Dương không cùng tỉnh với An Đô, mà An Đô là lại ở cấp cao hơn Kiềm Dương, nhưng văn phòng thị ủy và chi đoàn một khu ủy lại có chênh lệch rõ ràng. Triệu Quốc Đống, vậy ông làm ở đâu? Không phải nói ông làm cảnh sát ư? Phùng Minh Khải mời rượu, mấy tên bạn học kia liền đổi thái độ, đều chúc mừng Phùng Minh Khải. Tiêu Chí Viễn liền mượn rượu mà hỏi đều Triệu Quốc Đống. Tôi ư, lớp trưởng Tiêu, ông đừng hỏi tôi, cơ quan công an đã sớm đuổi tôi ra, tôi bây giờ là con ruồi đậu trên kính, trước mặt rõ ràng nhưng không có đường ra. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Quốc Đống, không phải tôi nói ông, bát cơm sắt không dễ kiếm. Ông không dễ gì thi vào trường cảnh sát, sao lại không tiếc nghề này? Tiêu Chí Viễn ra vẻ dạy bảo mà nói. Nghe lời, ngày sau nhất định ghi nhớ. Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện với mấy người này mà giơ chén lên nói. Nào, mời thầy Trần, các vị bạn học, tôi uống có hạn, bạn học nam uống cạn chén, bạn nữ nhấp môi, thầy Trần thì tùy ý. Chúc mọi người muốn gì được đó, tôi uống trước. Quyển 7, chương 50. Một chiếc xe BMW S745i từ từ dừng trước cửa khách sạn, nhân viên lễ tân liền vội vàng đi lên mở cửa. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặt chữ điền từ xe đằng trước chui ra, thiếu chút nữa đụng vào Tiêu Chí Viễn. Nhưng y không thèm để ý tới Tiêu Chí Viễn mà chạy nhanh đến xe BMW S745i. Tiêu Chí Viễn đang định nói ầm lên nhưng nhìn chiếc xe liền cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Nhưng thật ra Khấu Linh lại có chút không hài lòng. Này, anh kia, anh làm gì vậy hả? Xe đỗ ở đây không nói, thiếu chút nữa va vào người ta mà còn không xin lỗi một tiếng ư. Người đàn ông kia nhìn Khấu Linh rồi không nói gì. Y đi đến bên cạnh xe BMW mà nói. Huy ca, ở đây chẳng có gì chơi cả, em nghĩ em đi trước đây. Anh có việc thì anh ở đây, em ngồi đây chán chết được. Kiều Huy đeo kính râm trông như một tên Hoa Kiều về nước. Y nhìn quanh rồi cười nói. Đại Phong, đợt Tết sao cậu có thể ngừng một chút được không? Đám mèo mà gà đồng các cậu ngoài uống rượu, chơi gái thì có thể làm gì? Cậu bây giờ đã đi vào đường chính, quan hệ với bọn họ có cảm giác gì chứ? Huy ca, chúng ta sao có thể quên nguồn gốc chứ? Bọn họ bây giờ nghèo, bây giờ là Tết nên em muốn tụ tập với bọn họ mà. Bình thường em cũng không qua lại gì với bọn họ, hơn nữa chúng ta làm ngành đó khó tránh khỏi có lúc cần nhờ bọn họ, liên lạc cũng có lợi mà. Người đàn ông kia cười hì hì nói. Vậy ư, chú còn cần bọn họ giúp sao? Đại Phong, tôi nói với cậu, hôm nay vốn không có việc của cậu, tôi nói chuyện với người khác. Nhưng cậu phải theo tôi, không được rời một bước. Người đàn ông kia thấy Kiều Huy có vẻ đã giận nên không dám nói gì nữa, chỉ có thể xám xịt ném chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ xe. Tiêu Chí Viễn vội vàng ngăn Khấu Linh đang định tiến lên. Khấu Linh, không có việc gì, cũng không va vào mà. Hơn nữa thời này có nhiều người không có giáo dục, chúng ta không nên chấp bọn họ. Có người có tiền liền không biết mình họ gì. Khấu Linh còn có chút tức giận nhưng nghe Tiêu Chí Viễn nói như vậy thì trong lòng lại thấy là lạ. Chỉ chuyện như thế này mà nói tố chất người Trung Quốc kém như vậy, Tiêu Chí Viễn này là như thế nào vậy hả? Quốc Đống trước đó đã xuống khu cà phê ở vườn cây. Hắn không sang chỗ Dương Thiên Bồi, Dương Thiên Bồi nhất định đang tiếp bản công việc. Tập đoàn Thiên Phu cũng nhận mấy đoạn đường cao tốc bên Kiềm Nam, làm cũng được. Nếu không phải cao ốc Thương Lãng sắp khởi công thì Dương Thiên Bồi đúng là không yên tâm giao công trình bên Kiềm Nam cho người khác. Mễ Á lại đi cùng với Triệu Quốc Đống, lần này thêm Trần Bình Tài. Trần Bình Tài cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải là không có việc gì như hắn nói. Chỉ là Triệu Quốc Đống tự mình không nói thì người ngoài không tiện hỏi. Khấu Linh và Tiêu Chí Viễn cũng thấy đám người Triệu Quốc Đống nên có chút kinh ngạc sao Mễ Á và Trần Bình Tài lại ở đây. Chẳng qua bọn họ cũng đi tới ngồi cùng. Chí Viễn, em bây giờ có tương lai rộng mở. Chi đoàn luôn là nơi cán bộ đi ra, làm vài năm tranh thủ sang làm tránh văn phòng liên hồ,
sau này dù xuống cơ sở rèn luyện cũng dễ đi lên. Trong đám học sinh này, Trần Bình Tài coi trọng nhất chính là Tiêu Chí Viễn. 26, 27 đã làm phó bí thư chi đoàn khu Liên Hồ thì cũng phải có chút bản lĩnh. Đó là cán bộ cấp phòng, y hơn đám học sinh này nhiều tuổi mà mới coi như tới cấp phó huyện, lại là đơn vị sự nghiệp. Thầy Trần, nói thật mấy chức vụ của chúng ta không là gì mà. Như Mễ Á, Khấu Linh vậy, làm doanh nghiệp thu nhập cao, lại không bị người chèn ép, thoải mái biết bao. Khấu Linh thì làm ở cơ quan trực thuộc trung ương, đâu phải phiền phức như ở cơ sở. Tiêu Chí Viễn cố nhịn sự đắc ý trong lòng. Lớp trưởng, ông đừng nói như vậy. Nhân viên quản lý cao cấp của công ty thì tôi không nhận được đâu. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập có thể cao hơn trong nước một chút nhưng nếu so về tương lai và bảo hiểm thì sao bằng cán bộ nhà nước. Tôi cũng muốn tìm một đơn vị ổn định nhưng vẫn khó có thể tìm. Mễ Á nửa thật nửa giả mà nói. Làm trong cơ quan trực thuộc trung ương như Khấu Linh thì không lo ăn, không lo mặc, không có áp lực công việc. Công ty như tôi đang làm vốn là công ty tư nhân nước ngoài, luôn đẩy người không làm việc ra ngoài. Lo mất việc smart. Mễ Á, bạn đừng ở đó mà kêu khổ, tôi còn không biết công việc của bạn sao. Khấu Linh có chút buồn bực nói. Tôi bảo bạn lên Bắc Kinh, bạn không muốn, bạn còn không biết xấu hổ nói như vậy sao. Khấu Linh, tôi không hợp với cuộc sống ở Bắc Kinh. Ừ, tôi cảm thấy Thượng Hải thoải mái hơn. Mễ Á lắc đầu nói. Cơ quan nhà nước hay công ty nước ngoài đều có chỗ tốt. Cơ quan nhà nước thì có cuộc sống ổn định, không có áp lực lớn về tâm lý, làm gì cũng từ từ. Mà công ty nước ngoài lại có tính khiêu chiến lớn hơn nữa, cũng càng có thể kích thích tiềm lực con người. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thấy Mễ Á thích hợp với công việc bây giờ. Khấu Linh, cơ quan trung ương đối với có thích hợp hay không thì xem chính cô ta. Cấp bộ là đơn vị khổng lồ, một cô gái muốn thể hiện là không dễ. Nhưng nếu cần một cuộc sống ổn định thì lại thích hợp. Triệu Quốc Đống nói ra thì cả Khấu Linh và Mễ Á không thấy gì. Chẳng qua cách chỉ điểm này của hắn làm Trần Bình Tài và Tiêu Chí Viễn không chấp nhận được. Nhất là Tiêu Chí Viễn, y luôn cảm thấy thằng danh Triệu Quốc Đống này có thể sử dụng lời nói này để áp đảo mọi người. Chẳng lẽ hắn tự tin như vậy sao? Mễ Á cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như vừa nãy khi ngồi cùng Triệu Quốc Đống, đối phương thể hiện còn có thể bị sức hấp dẫn của cô mà kích thích phát huy, nhưng bây giờ hắn lại rất bình tĩnh, tự nhiên, điều này người bình thường sao làm được. Khấu Linh càng rung động hơn, Triệu Quốc Đống trước mắt khác hẳn hắn năm xưa, cũng khác hẳn Triệu Quốc Đống mà cô gặp hôm trước. Lúc này Triệu Quốc Đống từ tốn nói chuyện lại giống như kẻ được bao người vây quanh. Triệu Quốc Đống, bây giờ ông rốt cuộc đang làm gì? Khấu Linh không nhịn được mà nói. Đây là vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Tôi ở miền núi xa xôi, thật đó. Trước mặt thầy thì sao có thể nói dối được. Chỉ là ở đó rất nghèo, tôi không tiện nhắc tới. Đợi khi nào phát triển hơn thì tôi mời mọi người tới làm khách. Triệu Quốc Đống cười nói. Miền núi, ha ha, Triệu Quốc Đống, ông không phải muốn giấu mình đó chứ. Mấy nơi điều kiện khó khăn như vậy thì người bình thường không dám tới đâu. Tiêu Chí Viễn cười phá lên nói. Bây giờ quốc gia đều nói học Khổng Phồn Sâm, ông chẳng lẽ học tập Khổng Phồn Sâm mà đi Tây Tạng đó chứ? Cũng không kém mấy, ở tỉnh này thôi. Tôi bị điều tới đó, tôi coi như đen, mong mọi người không nói vào vết thương lòng của tôi. Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Chúng ta nói chuyện vui vẻ có được không? Ví dụ như Khấu Linh đưa ra chính sách thương mại quốc tế, Khấu Linh cũng nói xem việc làm như thế nào đấu trí với người Mỹ, kiếm út đê của bọn họ. Ví dụ như lớp trưởng Tiêu làm như thế nào cổ vũ thanh niên Liên Hồ tới nơi tổ quốc cần nhất. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mọi người cười phá lên. Trần Bình Tài không khỏi thầm than Triệu Quốc Đống ngày xưa không có gì đặc biệt, ngoài giỏi đánh nhau thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả. Nhưng Triệu Quốc Đống bây giờ có thể thể hiện tự nhiên trước mặt bạn học như vậy, qua đó có thể thấy gặp nhiều vấn đề trong xã hội. Không biết Triệu Quốc Đống đang làm gì? Triệu Quốc Đống, ông đang cố ý trêu tôi và Mễ Á phải không? Tôi ở bộ chỉ là một nhân viên quá nhỏ bé, sao có thể đưa ra chính sách gì chứ? Mễ Á cũng như vậy còn gì? Ha ha, Khấu Linh, cho dù là một ốc vít cũng có tác dụng lớn của nó mà. Về phần Mễ Á, ha ha, người nước Mỹ đáng ghét như vậy, làm con chuột cũng là con chuột anh hùng mà. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm hai cô cười hì hì đến run người. Dù là Khấu Linh hay Mễ Á cũng không ngờ sau 8 năm gặp lại Triệu Quốc Đống lại có cách nói chuyện phong phú như vậy. Ánh mắt hai cô dần chuyển sang người Triệu Quốc Đống, điều này làm Tiêu Chí Viễn rất khó chịu.
thằng này chỉ nói mấy câu dung tục mà đã dụ dỗ được Khấu Linh và Mễ Á. Triệu Quốc Đống này đáng gì, nghe giọng điệu là biết hắn bị đẩy tới miền núi làm cán bộ nhỏ nhoi, điều này nói rõ đều không có quan hệ gì. Quyển 7, chương 51. Khấu Linh có bạn trai thì Tiêu Chí Viễn biết, nhưng Mễ Á tuy có thằng theo đuổi, chẳng qua Mễ Á không có cảm tình gì. Điều này làm Tiêu Chí Viễn cảm thấy có hy vọng, nếu có thể hái đóa hoa hồng Mễ Á này thì không uổng hắn tốn nhiều tâm huyết đứng ra tổ chức buổi họp lớp. Nhưng thằng Triệu Quốc Đống này lại có ý muốn cướp hàng. Điều này càng làm cho Tiêu Chí Viễn tức giận, thằng Triệu Quốc Đống nghĩ rằng thời này có thể dùng miệng lưỡi là ôm gái vào lòng sao. Nực cười. Thời này muốn có gái thì phải có thực lực. Thực lực là gì? Địa vị chính trị và kinh tế, Mễ Á có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại làm trong ngân hàng lớn ở Thượng Hải, thằng Triệu Quốc Đống này không địa vị, không tiền mà đòi như vậy sao? Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được tia ghen ghét trong mắt Tiêu Chí Viễn. Đàn ông khá mẫn cảm với vấn đề này, thậm chí Trần Bình Tài cũng cảm nhận Tiêu Chí Viễn đang căm ghét Triệu Quốc Đống. Nhưng hai cô gái kia không hề cảm thấy, vẫn nói chuyện vui vẻ. Triệu Quốc Đống, miệng lưỡi của ông sao lại tốt như vậy? Tôi thấy cả 3 năm học thì ông nói không nhiều bằng ngày hôm nay. Khấu Linh cười nói. Khấu Linh, bạn không nên nói nếu hồi cấp 3 mà tôi biểu hiện như vậy thì bạn sẽ chấp nhận tôi. Vậy đêm nay tôi sẽ về nằm khóc đó. Triệu Quốc Đống chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khấu Linh. Triệu Quốc Đống, ông đúng là không có tiền đồ, vì cái này mà khóc sao? Khấu Linh vừa xấu hổ, vừa giận lại có chút đắc ý. Cái này à, đàn ông cũng có hai hàng lệ. Một khóc vì bố mẹ, một khóc vì mỹ nhân cũng là rất bình thường. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Hắn nhìn rồi xin lỗi mọi người và đứng sang bên nói. Huy ca, anh đang ở đâu thế? Cậu đi sang bên trái 20 mét là có thể thấy, dưới rặng liễu đó. Tôi và Bồi ca đang nói chuyện, không ngờ cậu cũng ở đây. Sao, có hẹn à? Kiều Huy cười phá lên nói. Hẹn gì, họp lớp thôi. Triệu Quốc Đống nhìn sang bên đó rồi gật đầu. Họp lớp là tốt, ai cũng nói tình yêu bạn học là tốt, chỉ hận năm đó tôi không ra tay. Kiều Huy cười hì hì nói. Sang đây ngồi đi, người bạn của Bồi ca đã được tôi bảo Tần Phỉ đưa đi mua, lát mới về được. Được rồi, tôi sang. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chào mấy người, Triệu Quốc Đống đi qua rặng cây, đi đến bàn của Dương Thiên Bồi. Lúc này chỉ có Dương Thiên Bồi và Kiều Huy ngồi đó. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy Đại Phong ngồi bên liền gật đầu. Đừng để ý đến nó không muốn tới đây nhưng tôi bắt nó ngồi. Kiều Huy không thèm nhìn Đại Phong ngồi bên mà nói. Ha ha, Huy ca, Tết này sao anh lại quản chặt Đại Phong như vậy? Triệu Quốc Đống cười cười chào đối phương. Đại Phong bây giờ thay Kiều Huy phụ trách mấy trạm xăng. Mấy trạm xăng thực ra chỉ cần có nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng là được, không cần kỹ thuật gì. Đây là công việc quá thích hợp đối với Đại Phong. Hừ, quản chặt là vì tốt cho nó. Nếu không nó bị đám bạn bè xấu kéo xuống nước. Kiều Huy lắc đầu nói. Tôi phải rèn cho nó, nếu không sau này sao làm được việc lớn cơ chứ? Được rồi, anh để cho Đại Phong thoải mái một lúc đi. Kỳ nghỉ chẳng lẽ cũng không cho người ta được yên sao? Dương Thiên Bồi cũng cười nói. Đại Phong mừng rỡ đứng lên ngay. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Đừng có mà đi xe. Đừng có uống say như chết để người ta nâng lên cáng về. Kiều Huy trừng mắt nhìn Đại Phong. Đại Phong nghe Kiều Huy nói như vậy liền như con thỏ thoát hang, chìa khóa xe vừa đặt xuống bàn liền vội vàng lao đi. Ôi, mấy người nói Đại Phong đã 30 sao mãi như vậy. Kiều Huy thở dài một tiếng mà nói. Tôi thấy nó chỉ có năng lực giúp tôi quản mấy trạm xăng mà thôi. Vậy cũng là được rồi. Huy ca. Thời này có người một lòng làm việc cho mình là không dễ. Giao cho Đại Phong quản lý trạm xăng là rất thích hợp, hàng năm kiếm vài triệu là bình thường. Anh còn hy vọng gì nữa? Chẳng lẽ ai cũng là Lý Gia Thành hay Hoắc Anh Đông sao? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Mấy năm nữa giá xăng tăng, bán sang tay vài lần là kiếm được vài chục triệu ngay. Tôi đang muốn hỏi cậu việc này. Bây giờ thành phố đang thả lỏng mảng này, một trạm có vị trí tốt một chút thì mấy tầm vài trăm ngàn. Trạm bình thường thì mất 200. Nếu đúng như cậu nói là sau này bán được giá thì tôi dự định làm tầm chục trạm quanh thành phố. Không vấn đề gì, không đầy 3 năm sau là mọi người sẽ tranh nhau lập trạm xăng. Anh nếu muốn đầu cơ cũng được đó. Còn nếu thật sự muốn làm ngành này thì xăng là ngành tài nguyên không tái sinh, quốc gia nhất định sẽ dần thu hồi.
Hơn nữa dù anh muốn làm nhưng xăng dầu do công ty nhà nước nắm giữ, cho nên chơi đầu cơ thì được, đầu tư thì thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua chạm ga lại khác, quốc gia đề cao việc bảo vệ môi trường, cổ vũ phát triển ngành này nên có thể kinh doanh tốt. Đầu tư chiến lược thì tôi không hứng thú mấy, đầu cơ mới kích thích. Tôi đang định làm thêm vài trạm. Kiều Huy nói, nếu đầu tư chiến lược thì đặt vào tập đoàn Thiên Phú tốt hơn. Triệu Quốc Đống cũng biết Kiều Huy có mạng lưới quan hệ rộng ở Ando. Chẳng qua trạm xăng là ngành không thọ lâu dài, khi quốc gia bắt chặt, các công ty dầu mỏ của quốc gia sẽ mua lại các trạm xăng tư nhân, hoặc mấy trạm kia sống dở chết dở. Ừ, đầu tư vào tập đoàn Thiên Phú cũng được. Triệu Quốc Đống cười nói. Bồi ca, công trình bên Kiềm Nam thế nào rồi? Giám đốc sở giao thông đã đổi, xem ra cũng được. Người này có khí phách nhưng mỗi tội chưa rõ. Lần này tới đây là một người có quan hệ khá tốt với anh, cũng không làm khó chúng ta. Cho nên anh từ Thượng Hải về đây tiếp. Dương Thiên Bồi gật đầu nói. Năm nay công ty xây dựng của chúng ta đã nhận tổng cộng 200 triệu tiền bằng đất, xem ra tài chính khá khẩn trương. Ồ, Bồi ca, Huy ca, năm nay kinh tế trong và ngoài nước sẽ có biến động. Chẳng qua tổng thể mà nói sẽ ảnh hưởng tới các tập đoàn lớn, không ảnh hưởng mấy tới Thiên Phú. Chẳng qua chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị, khoản nào thu về sớm thì phải thu nhanh. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Nhất là nửa năm tới kiếm được vài món về là tốt nhất. Đúng rồi, khu Lan Khê Ngự Uyển và Khê Giật Bản Cảnh nên tăng cường mật độ quảng cáo, cố gắng sớm lấy tài chính về, miễn cho lúc ấy không kịp đối phó. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Dương Thiên Bồi và Kiều Huy đều có chút khẩn trương. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ tình hình kinh tế sẽ có biến. Mà ngành xây dựng và bất động sản lại bị ảnh hưởng lớn của nền kinh tế. Ngành sản xuất này là khá mạo hiểm. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Đừng khẩn trương, đây có lẽ là cơ hội. Không chừng có thể khiến Thiên Phú nhanh chóng phát triển. Khấu Linh vào toilet thì thấy ba người Quốc Đống làm cô có chút ngạc nhiên. Cô nhận ra Kiều Huy từ trên xe BMW xuống, xem ra rất thân mật với Triệu Quốc Đống. Cô từ bên cạnh đi qua Triệu Quốc Đống không thể thấy cô. Khấu Linh có chút tò mò với Triệu Quốc Đống, người này không muốn nói ra tình hình hiện nay của hắn. Khi Triệu Quốc Đống về vị trí thì hắn không chú ý thấy Khấu Linh nhìn mình với ánh mắt dò hỏi nhiều hơn. Sau khi hắn đi, Tiêu Chí Viễn không ngừng nói chuyện với Trần Bình Tài về vấn đề chính trị. Mễ Á, Triệu Quốc Đống bây giờ làm gì vậy? Khấu Linh nhỏ giọng nói. Ồ, phải hỏi bạn mới đúng mà. Không phải bạn nói gặp hắn ở siêu thị Hoa Liên sao? Mễ Á tuy hơi động tâm nhưng vẫn hỏi lại một câu. Tôi thấy hắn có chút khó hiểu, nghe hắn nói không làm cảnh sát, lại bị điều tới đơn vị miền núi nhưng vừa nãy tôi thấy hắn ngồi với hai người đàn ông, một người tôi tận mắt thấy từ xe BMW xuống, một người đàn ông trung niên cũng không giống người bình thường. Khấu Linh nhỏ giọng nói vào tai Mễ Á. Người đàn ông trung niên ư, buổi trưa tôi thấy người như vậy nói chuyện với Triệu Quốc Đống, có vẻ khá thân thiết. Người đó làm ở tập đoàn Thiên Phú gì đó. Mễ Á suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Bình Tài đi ngang qua liền vội vàng quay đầu lại nói. Hai em đang nói tập đoàn Thiên Phú sao? Tập đoàn Thiên Phú thì sao? Thầy Trần, thầy cũng biết tập đoàn Thiên Phú. Mễ Á nói. Ừ. Tập đoàn Thiên Phú rất có danh tiếng ở Ando. Công ty địa ốc Thiên Phú thuộc tập đoàn này. Khu đất bên cạnh trường số 9 được bọn họ xây dựng, nghe nói là Khê Bạn Giật Cảnh, giá rất đắt. Nghe nói khẩu hiệu là dành cho người giàu có. Trần Bình Tài gật đầu nói. Biệt thự Mai Giang Minh Châu nổi tiếng Ando và khu vực lân cận cũng do địa ốc Thiên Phú xây dựng, bao người khắp nơi trong cả nước tới mua. Hạng mục cũng được ban ở Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Quảng Châu. Không ít người Ando muốn mua cũng không mua được. Mễ Á liền hiểu ra một chút, cô nhớ hình như đúng là như vậy. Nghe nói một khu biệt thự cao cấp được bán ở Thượng Hải, khiến thành phố xôn xao, không ngờ lại là do địa ốc Thiên Phú này làm ra. Chẳng qua cô không biết người đàn ông kia có thân phận gì, xem ra cũng là nhân viên cao cấp của tập đoàn. Sao hai người đó lại có quan hệ mật thiết như vậy? Thầy Trần, sao thầy hiểu rõ địa ốc Thiên Phú như vậy? Khấu Linh có chút tò mò nói. Thầy có một đồng hương làm trong tập đoàn Thiên Phú, kém thầy vài khóa. Cậu ta học xây dựng, trước làm ở tập đoàn Hoa Mậu, bây giờ nhảy sang địa ốc Thiên Phú. Cậu ta có xe riêng, thư ký riêng. Thầy ngồi nói chuyện với cậu ấy nói với thầy rằng nhà ở do địa ốc Thiên Phú làm ra không dành cho công nhân bình thường, nói rõ là xây dựng cho người có tiền,
bán cho người có tiền, phẩm chất nhà ở rất cao. Khấu Linh nghe vậy liền bắt đầu suy nghĩ. Khấu Linh vốn rất khó hiểu. Ngày đó sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, bạn trai cô không ngừng hỏi tới Triệu Quốc Đống, điều này làm cô tò mò. Khấu Linh vốn không rõ Triệu Quốc Đống làm gì, chỉ nghe Triệu Quốc Đống nói thôi làm cảnh sát mà thôi, xem ra cũng nghèo và kém cỏi. Nhưng bạn trai cô lại không tin, cảm thấy cô lừa hắn, điều này làm hai người cãi nhau. Bạn trai cô thậm chí còn về Bắc Kinh. Mễ Á cũng rất tò mò. Theo lời Trần Bình Tài nói thì tập đoàn Thiên Phu là tập đoàn lớn, Triệu Quốc Đống nếu bị đá tới miền núi thì hoàn toàn có thể tới tập đoàn Thiên Phu làm mà. Quyển 7, chương 52. Bữa ăn tối là tự mọi người chi trả, nhưng thật ra phù hợp với mọi người thích nói chuyện ngồi tụ tập với nhau. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên ngồi với Mễ Á và Khấu Linh. Điều này làm Tiêu Chí Viễn gần như không nhịn được cơn phẫn uất trong lòng. Mễ Á bỏ máy xuống và cười hì hì, điều này làm Khấu Linh hỏi cô là ai gọi tới. Mễ Á có chút hâm mộ nói. Chị mình gọi tới, chị ấy bây giờ sang Úc nghỉ phép. Hôm trước còn ở Hawaii, hôm nay đã sang đó rồi. Chị ấy bây giờ là giám đốc tài chính của tập đoàn, Tết này tập đoàn tổ chức cho nhân viên cao cấp đến Hawaii và Úc nghỉ phép. Ồ, chị của bạn, nghe bạn nói hình như làm ở một công ty tư nhân mà. Đãi ngộ tốt như vậy sao? Khấu Linh có chút ngạc nhiên, cô chưa thấy công ty tư nhân nào đãi ngộ tốt như vậy. Ừ, Trung Á, kinh doanh nước suối, đứng hàng đầu trong làm việc này. Chị ấy một năm cũng được vài trăm ngàn đó. Mễ Á lắc đầu nói. Đừng nhìn là công ty tư nhân nhưng bây giờ có cơ sở sản xuất ở khắp Đông Bắc, An Huy, An Nguyên, tài sản đã vượt qua 1 tỷ. Trung Á, tôi biết, đó không phải là công ty kinh doanh nước suối đã quảng cáo trên CCTV phải không? Trong này bầy không phải là nước suối Thương Lãng sao? Khấu Linh cười nói. Mễ Á, không ngờ chị của bạn lợi hại như vậy, làm đến giám đốc tài chính. Ừ. Chị ấy mặc dù mới vào Trung Á chưa đầy 2 năm nhưng cũng là người có kinh nghiệm lâu trong tập đoàn. Chủ của tập đoàn này là mấy anh em, gây dựng sự nghiệp mới vài năm mà đã làm lớn như vậy. Mễ Á rất hâm mộ mà nói. Nghe nói hai anh em thành lập công ty này mới 20 mấy tuổi, chưa kết hôn. Ha ha, Mễ Á, vậy sao không bảo chị của bạn giới thiệu một chút với bạn? Đó là rể quý đó. Khấu Linh trêu chọc. Tuyệt đối không được bỏ qua. Thời gian này người có thể kế thừa tài sản mà thành giàu có là bình thường, có thể dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tập đoàn có đến hơn triệu thì ở Trung Quốc có mấy. Dù là có thì cũng là các ông chú rồi, đâu có người đàn ông nào chưa kết hôn. Ừ, Khấu Linh, tôi nghe chị ấy nói người ta có hai anh em. Hay là chúng ta cùng nhau lấy bọn họ, tài sản chia đôi, cả đời không lo sợ gì, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu mua sắm, du lịch đều được. Thế nào? Mễ Á cũng không hề thua kém mà cười cười phản kích. Được, hay là hai chị em ta lấy bọn họ, sau đó nghĩ biện pháp mưu sát, trai đôi tài sản sẽ tốt hơn mà. Không phải thoáng cái thành bà tỷ phú, không chừng lên bảng Forbes đó. Khấu Linh cũng không yếu thế, cô đỏ mặt mà nói. Triệu Quốc Đống ở bên nghe mà rợn tóc gáy. Mễ Á là em của Mễ Linh, thế giới có phải nhỏ không nhỉ? Này, hai cô có phải quá điên cuồng không thế? Trước mặt đông người mà nói việc định mưu sát như vậy, không sợ tôi đi kiện sao? Triệu Quốc Đống nhăn nhó mặt mày mà nói. Không sao mà, chỉ cần chúng tôi thành công thì ông được 5 triệu ông im miệng ngay mà. Mễ Á cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu và không nói gì. Hai cô gái này điên không có hạn độ rồi. Sau khi ăn tối xong, lịch buổi họp lớp là bạn học có thể tự do nói chuyện, đi hát, đi đánh bài. Hầu hết chọn đi hát, vừa có thể tiếp xúc gần, vừa có thể nhảy múa. Triệu Quốc Đống lại không có thời gian làm như vậy. Lão Bành đã sớm chạy lên An Đô đón hắn về Hoa Lâm. Sáng mai chính là hội nghị thường trực ủy ban huyện, cũng là hội nghị để mọi người ngồi nói chuyện, buổi chiều là hội nghị thường ủy. Khi Triệu Quốc Đống khéo léo nói lời từ chối đi hát, hắn có thể nhận ra một tia buồn trong mắt Mễ Á. Có thể từ chối lời mời của hai người Mễ Á, khí phách này cũng làm Triệu Quốc Đống thấy tự hào. Chẳng qua hắn không có ý đồ gì với các cô, tâm trạng lúc còn trẻ đã không còn nữa. Ngoài việc để số điện thoại liên lạc, Triệu Quốc Đống gần như không lưu gì cả. Hắn đến từ đâu, đang làm gì thì không ai biết. Chẳng qua Mễ Á cũng không thèm để ý việc này. Chiếc xe Santana 2000 đi đón Triệu Quốc Đống là bình thường, nhưng biển NV600 thì có lẽ đã lộ ra bí mật nào đó của Triệu Quốc Đống. Biển số này là cơ quan chính quyền,
hơn nữa cũng dễ làm người ta suy nghĩ. Khấu Linh cũng chú ý tới điểm này. Cô là nhân viên trong cơ quan cấp bộ, cô càng thêm mẫn cảm với xe con biển công. Mặc dù cô không biết biển NV là ở đâu nhưng biển số 600 lại nói rõ vấn đề. Từ biển số xe mà muốn biết chi tiết của Triệu Quốc Đống cũng không khó. Khi Triệu Quốc Đống thoải mái tham gia hội nghị thường ủy và đưa ra ý tưởng của mình trong năm mới, Thái Chánh Dương lúc này lại tham gia hội nghị quan trọng nhất sau khi y được điều lên Bộ Thương mại. Mặc dù số người tham gia hội nghị không nhiều nhưng gần như ai cũng là nhân vật cao cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hồng Húc Nghị, Phó Thủ tướng Điền Lập Sơn phụ trách mảng công nghiệp, chủ nhiệm Tạ Chiết, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tần Trạch Đông, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Lưu Phù Đào, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện, Khang Thượng Điền và hai nghiên cứu viên, còn mời hai chuyên gia của Đại học Nhân dân Trung Quốc và Học viện Xã hội Trung Quốc. Vì chuyện hôm nay, Thái Chánh Dương không thể không về Bắc Kinh sớm 3 ngày, cũng đã ngồi nghiên cứu với các chuyên gia, sau đó chia đề tài thành vài bộ phận. Gồm ngành sản xuất tài nguyên Trung Quốc, viễn cảnh nguồn năng lượng quốc tế và nguy cơ đối với Trung Quốc. Mà chiến lược nguồn năng lượng Trung Quốc cũng sẽ gặp phải áp lực chính trị và kinh tế như thế nào, đây là điều cần phải bàn bạc. Trên thực tế vấn đề chủ yếu của nguồn năng lượng chính là dầu mỏ và khí thiên nhiên. Mấy thứ như than đá, điện thì không được xếp hạng vào vấn đề quá lo lắng. Đây chính là việc tiến hành điều tra đối với nguồn năng lượng mà Trung Quốc không thể tự cung cấp đủ, tìm ra một nguồn năng lượng về dầu mỏ, khí thiên nhiên để đảm bảo cho sự phát triển của Trung Quốc. Thái Chánh Dương hiểu rõ đây là khảo sát năng lực của y, cũng là một cơ hội để thể hiện mình. Theo tài liệu phân tích có thể thấy nguồn năng lượng của nước ta khi tiến vào thế kỷ 21, nhất là dầu mỏ sẽ rất thiếu hụt, sản lượng dầu thô trong nước chỉ có thể thỏa mãn 40, thậm chí 30% cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Mà nguồn dầu thô ở Trung Đông hầu hết bị châu Âu, Mỹ khống chế. Mà các quốc gia như Iraq, Iran có tâm lý chống Mỹ càng lúc càng cao, điều này làm khu vực Trung Đông luôn trong tình trạng chiến tranh. Hơn nữa dầu thô nước ta muốn từ đó vận chuyển về sẽ qua vùng biển Somalia đầy nguy hiểm với nạn cướp biển. Hơn nữa hiện nay Trung Quốc chưa thành lập cơ chế dự trữ dầu thô, nếu như xuất hiện vấn đề thì sẽ khiến việc cung cấp nguồn năng lượng, nhất là dầu thô bị ảnh hưởng lớn. Bây giờ khu vực Trung Á đang khá ổn định, nhưng kinh tế lại khó khăn. Kinh tế Nga cũng rơi vào hố bùn khiến bọn họ không thể có thời gian và tâm trí tập trung vào khu vực trước đây là sân sau của mình. Các quốc gia khu vực SNG đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Nga, dần chuyển sang phương Tây. Nhưng do có Nga ở đó nên nước Mỹ vẫn chưa thẩm thấu sâu vào khu vực Trung Á. Đây chính là thời cơ rất tốt chúng ta tiến vào Trung Á. Bây giờ chính là thời kỳ quan trọng nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Trung Á. Các nước Trung Á không còn được Liên Xô che chở khiến cho tiêu chuẩn cuộc sống càng lúc càng giảm, mà kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh. Theo tình hình này, chúng ta nên lấy việc tăng cường quan hệ ngoại giao, chính trị, thương mại với các nước Trung Á, ngoài ra có thể tăng cường đầu tư theo đường chính thống và dân gian vào Trung Á, tăng cường việc xây dựng đường sắt và hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển giảm, kế hoạch này có thể khiến cho nước ta giảm nhiều nguy cơ khi có ảnh hưởng từ các khu vực khác. Quyển 7, chương 53. Thái Chánh Dương giới thiệu rất chi tiết, cũng khá đặc sắc. Thái Chánh Dương đề nghị chiến lược sử dụng nguồn năng lượng dầu thô và khí thiên nhiên của Trung Quốc nhất định phải thay đổi, chuyển sang việc kết hợp sản xuất trong nước và nhập khẩu. Lợi dụng việc kinh tế Nga, Trung Á đang khó khăn, lợi dụng việc châu Âu, Mỹ vẫn còn nghi ngờ về cục diện chính trị Trung Á mà tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á. Xây dựng hành lang kinh tế và con đường năng lượng giữa Trung Quốc, Trung Á. Đảm bảo thế kỷ sau Trung Á sẽ thành khu vực cung cấp năng lượng ổn định cho Trung Quốc. Trong đó Thái Chánh Dương còn giới thiệu cái nhìn của mình với chiến lược năng lượng của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, chỉ ra nếu Trung Quốc không nắm bắt cơ hội này, một khi kinh tế Nga hồi phục, Mỹ nhìn sang Trung Á, vậy Trung Á sẽ là địa bàn săn đuổi của các nước. Ý tưởng này của Thái Chánh Dương làm mọi người ngồi đây đều thấy mới mẻ. Trên thực tế không phải quan điểm này mới mẻ, trong giới ngoại giao thì quan điểm này mọi người đã thấy nhiều. Nhất là Nga suy yếu. Việc các quốc gia muốn khai thác nguồn năng lượng của Trung Á cũng được đưa lên. Nhất là mấy quốc gia có quan hệ khá thân với Trung Quốc đều tỏ thiện ý. Ở tình huống này nếu hai bên đều muốn thì rất nhanh sẽ có quan hệ mật thiết. Thái Chánh Dương miêu tả khá khách quan và thực tế việc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản chưa thực sự quyết tâm tiến vào Trung Á, cùng với việc Nga chưa muốn bỏ nơi này, hơn nữa kết hợp với việc tốc độ kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh nên tạo thành áp lực lớn đối với nguồn năng lượng,
điều này nó hệ thống hóa hơn các quan điểm riêng rẽ. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tạ Chiết cũng tiến hành giới thiệu về phương hướng và quy hoạch của chiến lược đầu tư nguồn năng lượng của quốc gia. Thái Chánh Dương đưa ra yêu cầu thành lập cơ chế dự trữ dầu thô chiến lược cũng được y đồng ý, nhất là bây giờ giá dầu thô là khá thấp. Nếu thành lập trụ sở dự trữ dầu thô sẽ có tác dụng lớn thúc đẩy phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tần Trạch Đông đưa ra quan điểm cải cách các công ty năng lượng của Trung Quốc, cũng thực thi ý tưởng hướng ra ngoài, trọng điểm vào ba khu vực Trung Á, Nga, Châu Phi, Đông Nam Á, hơn nữa ưu tiên mấy nước ở khu vực Trung Á. Đưa ra ý tưởng chiến lược phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Bộ và cây cầu chiến lược thông Á-Âu. Thống đốc Ngân hàng Phát triển Trung ương, Lưu Phù Đào cũng cổ vũ công ty nhà nước Trung Quốc nên tiến hành đầu tư ra ngoài, y tỏ vẻ quốc gia nên ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính cho các công ty nhà nước khổng lồ đầu tư ra ngoài, qua đó sẽ tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Hội nghị kéo dài tới 12 giờ trưa mới kết thúc. Mấy vị chuyên gia cũng đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Phó Thủ tướng Hồng và Điền cũng đưa ra yêu cầu và đề nghị điều chỉnh chiến lược nguồn năng lượng, yêu cầu nhanh chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng do Bộ Thương mại dẫn đầu. Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Xuất khẩu Quốc gia tham gia vào, nhanh chóng đưa ra quy hoạch chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn về nguồn năng lượng quốc gia. Buổi chiều Thái Chánh Dương nhận được điện từ văn phòng của Phó Thủ tướng Hồng, nói Phó Thủ tướng muốn gặp. Điều này làm Thái Chánh Dương rất hưng phấn. Lãnh đạo quốc gia lần đầu tiên muốn một mình gặp y, mặc dù chỉ là vì công việc nhưng đó là một kỷ niệm rất quan trọng trong con đường chính trị của y. Cả chiều hôm đó Thái Chánh Dương trao đổi với Phó Thủ tướng Hồng về việc Trung Quốc dùng cách nào để quan hệ với Trung Á. Nhất là nếu làm như vậy thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào với quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Dù sao Nga đã hoàn toàn nghiêng về chủ nghĩa tư bản. Tây Âu muốn Nga theo chế độ này để hòa hợp với mình. Mà sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng làm người Nga hứng thú, Trung Quốc cũng cần sự hợp tác và ủng hộ trong lĩnh vực quan sự của Nga. Làm như thế nào để phát triển quan hệ thương mại và năng lượng với Trung Á mà không ảnh hưởng tới quan hệ với Nga là điều cần suy nghĩ. Ra khỏi văn phòng Phó Thủ tướng, Thái Chánh Dương không nhịn được cơn hưng phấn trong lòng. Y cảm thấy Phó Thủ tướng rất hứng thú với quan điểm của mình, hơn nữa còn tỏ vẻ khẳng định, yêu cầu mau chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, nhanh chóng đưa ra quy hoạch thống nhất. Thái Chánh Dương từ giọng của Phó Thủ tướng mà nhận ra vài điều. Đại hội Đảng lần thứ 15 và Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 sẽ quyết định chiến lược phát triển kinh tế trong 5 năm tới của Trung Quốc. Mà chiến lược năng lượng chính là quân cờ không thể thiếu. Thái Chánh Dương về văn phòng mà không nhịn được cười phá lên, đồng thời cũng phải bội phục tầm nhìn của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này sao lại có thể nhìn xa như vậy, có thể ý thức được vấn đề năng lượng sẽ là hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong mấy chục năm tới. Ngay cả bản thân Thái Chánh Dương cũng phải cùng người bên dưới dùng một thời gian nghiên cứu, sau đó nghe nhiều chuyên gia phân tích mới dần hình thành quan điểm này. May mắn hay là thiên tài, Thái Chánh Dương cảm thấy vế sau nhiều hơn, Thái Chánh Dương không tin phán đoán của một người luôn gặp may. Thái Chánh Dương không nhịn được gọi điện cho Triệu Quốc Đống để chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình. Triệu Quốc Đống nghe cũng vừa vui vừa nuối tiếc, quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia chính là mô phỏng chiến lược của Mỹ. Quốc gia có thể vì như vậy thành lập bộ năng lượng không? Nếu là như vậy thì hắn hy vọng Thái Chánh Dương có thể quay về tỉnh An Nguyên, thành chỗ dựa cho hắn là không thể. Không chừng vị trí bộ trưởng bộ năng lượng quốc gia sẽ rơi vào đầu Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Thái Chánh Dương một chút chiến lược quy hoạch cũng là quan trọng nhất, nhưng hành động trong thời gian ngắn mới quan trọng hơn, thời cơ qua sẽ mất. Hơn nữa Phó Thủ tướng là người làm việc nhanh nhạy, không được chậm trễ, không chờ đợi. Làm như thế nào để đẩy nhanh tốc độ, chứng thực ngay mới là quan trọng. Thái Chánh Dương bỏ máy xuống mà thở dài một tiếng. Thái Chánh Dương coi như đã bắt đầu phát huy tác dụng ở tầm quốc gia. Mà hắn vẫn chỉ có thể ngồi ở một huyện nghèo. Thái Chánh Dương lại mời tiếp làm Thái Chánh Dương động tâm. Nhưng suy nghĩ mãi, hắn liền khéo léo từ chối. Hắn đứng ngoài cung cấp quan điểm cho Thái Chánh Dương còn có tác dụng. Nếu hắn vào thì sợ sẽ vướng vào việc hành chính. Triệu Quốc Đống thoải mái đi trong phòng và vứt suy nghĩ không thực tế này đi. Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là làm sao khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển nhanh hơn nữa. Hạng mục với tập đoàn Trần Thị về cơ bản đã xong. Do được công an huyện Hoa Lâm bảo vệ sự hợp pháp, Trần Thiện Thủy liền trực tiếp bay về trụ sở chính tại Malaysia, dục người ở đây đồng ý việc tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất mới với giá 20 triệu ở Hoa Lâm,
sản phẩm chủ yếu sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ. Tập đoàn Trần thì cũng sẽ phái nhân viên kỹ thuật đến tập huấn cho nông dân về việc trồng trọt, về việc chống sâu bệnh. Tập đoàn Dụ Thái cũng đã mở rộng thêm quy mô của nhà máy chè Hà Khẩu, điều này là nhờ tháng 11 năm 96 Thái Chánh Dương đã ngầm ám chỉ khi kiểm tra trụ sở của tập đoàn, hy vọng tập đoàn Dụ Thái tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Tây, mở rộng sản xuất chè, mở rộng thị trường. Tập đoàn Dụ Thái Bắc Kinh cũng có chỗ dựa, nhưng được lãnh đạo Bộ Thương mại quan tâm như vậy liền vội vàng hiểu ý nói sẽ tăng cường đầu tư. Mà quê của Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Chánh Dương lại là tỉnh An Nguyên, tất nhiên tập đoàn Dụ Thái biết chọn ở đâu. Theo mấy trang trại bò sữa không ngừng xuất hiện, trụ sở trồng cỏ mở rộng, nghề nuôi bò sữa bắt đầu ấm lên. Triệu Quốc Đống cũng thấy điểm này. Làm như thế nào để khiến ngành sản xuất sữa phát triển ổn định và hợp lý là điều Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Huyện Hoa Lâm có điều kiện tự nhiên phù hợp, phát triển ngành bò sữa là ưu thế trời ban. Nếu như có thể đưa mấy nhà máy sữa vào sẽ thúc đẩy ngành này phát triển. Quyển 7, chương 54. Trong hội nghị thường ủy và hội nghị thường trực ủy ban huyện, Triệu Quốc Đống đưa ra đề nghị xây dựng khu vực trồng cỏ ở phía Bắc, xây dựng trụ sở trồng cây ăn quả phía Nam, cổ vũ phát triển ngành sản xuất chè và ngành du lịch, lợi dụng cải tạo thành cũ mà tăng tiến độ xây dựng thành thị, phát triển ngành bất động sản tốt, tích cực biến ngành chế biến thực phẩm và du lịch làm ngành chính của huyện Hoa Lâm. Mấy điều này đã được Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu nghiên cứu trong hơn một tháng, cũng hỏi ý kiến mấy vị phó chủ tịch huyện khác để đưa ra quy hoạch phát triển của Hoa Lâm trong năm 97. Điều này làm cho các vị thường vụ rất hứng thú, nhất là Triệu Quốc Đống đề cập phát triển ngành sữa, tranh thủ biến ngành sữa và chế biến thực phẩm thịt làm hai ngành hàng đầu. Điều này làm các thường vụ có nghi vấn về việc Hoa Lâm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp lương thực. Nhất là Miêu Nguyệt Hoa phụ trách mảng nông nghiệp còn có thái độ phản đối. Theo cô thấy phát triển ngành chăn nuôi gia súc và cây ăn quả có thể tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhưng ngành sản xuất lương thực là điểm cơ bản không thể bỏ. Nhất là việc xây dựng trụ sở rau quả thì cũng có thái độ nghi ngờ. Cô cho rằng Hoa Lâm vốn không có nhiều đất trồng cây lương thực đã ít, nếu trồng rau quả ở ngoại ô thì có nghĩa Hoa Lâm bỏ qua sản xuất lương thực, sai với chính sách chung của quốc gia. Tào Uyên cũng ủng hộ có hạn với Miêu Nguyệt Hoa, cho rằng việc phát triển hoa quả nên ở đồi núi phía Nam mà không phải đồng bằng, nếu không sẽ chiếm dụng đất dùng cho sản xuất lương thực. Chẳng qua Tào Uyên mặc dù chỉ không đồng ý với Triệu Quốc Đống, nhưng chỉ đưa trong hội nghị thường trực ủy ban mà thôi. Trong hội nghị thường ủy y lại im lặng làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Toàn Hữu, xem ra quan niệm tư tưởng của cán bộ vẫn có vấn đề. Tôi đến phòng nông nghiệp và nghe không ít ý kiến, ai cũng nói nếu xây dựng khu vực đất ngoại ô trồng rau, hoa quả thì Hoa Lâm về cơ bản bỏ qua sản xuất lương thực, vậy phù hợp chính sách của quốc gia không? Bây giờ là thời đại gì mà còn nghĩ như vậy cơ chứ? Hoa Lâm vốn không có truyền thống sản xuất lương thực, dù là sản lượng hay giá trị của lương thực đứng đầu toàn tỉnh hay thị xã cũng có sao chứ? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng có thể nghĩ đến điều kiện đất và nước ở ngoại ô Hoa Lâm là rất tốt, thích hợp trồng rau. Qua đó sẽ giải quyết sức lao động dư thừa, lợi ích là quá lớn. Chủ tịch Triệu, tôi thấy ý tưởng ngài đưa ra mặc dù bị phản đối nhưng đúng là đã hấp dẫn mọi người. Mặc dù có ý kiến phản đối nhưng tôi cho rằng đó là bình thường. Hơn nữa góc độ phản đối của bọn họ đều giống nhau. Ví dụ như Bí thư La và Bí thư Vạn chủ yếu lo lắng nó không phù hợp chính sách sản xuất lương thực của quốc gia. Nếu như nói thị xã ủng hộ việc Hoa Lâm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì tôi tin bọn họ sẽ thay đổi thái độ. Phó Chủ tịch Tào tuy phản đối trong hội nghị thường trực ủy ban nhưng trong hội nghị thường ủy không tỏ thái độ. Mà chủ yếu là Phó Chủ tịch Miêu, tôi cảm thấy chị ta nghĩ nếu như vậy thì tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm giảm mạnh, qua đó chỉ là ngành phụ trợ mà thôi. Quế Toàn Hữu cũng được tham gia nghe trong hội nghị thường ủy, y ngồi đó mà quan sát các vị lãnh đạo rồi đưa ra kết luận. Xem ra Miêu Nguyệt Hoa lo dần bị mất quyền lực. Triệu Quốc Đống cười nói. Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, coi tôi như ả ư. Nực cười. Chẳng qua điều này cũng là thực tế. Nếu theo quy hoạch thì ngành chăn nuôi gia súc và nuôi bò sữa đều phục vụ công nghiệp thực phẩm, mà ngành trồng hoa quả cũng phục vụ công nghiệp thực phẩm. Bây giờ ngành rau lại phục vụ cho thành thị, khu trồng chè phục vụ cho ngành sản xuất chè, hơn nữa sự kết hợp càng lúc càng mạnh, công việc chị ta phụ trách cũng bị đẩy sang bờ. Quế Toàn Hữu nhíu mày nói. Ả muốn làm việc thì tốt, tôi tìm còn không được. Chỉ sợ ả không muốn làm. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chỉ cần muốn làm, có việc thì tôi còn mong giao hết công việc cho bọn họ. Tôi làm ông chủ ngồi đó mà chỉ điểm. Ha ha, Chủ tịch Triệu,
nguyện vọng của ngài là lý tưởng hóa. Chủ tịch huyện muốn vứt hết việc đứng bên xem là không phù hợp tình hình Trung Quốc. Quế Toàn Hữu cười nói. Đảng mới là cơ quan chỉ điểm mà. Anh nói không đúng rồi, chính quyền phải làm việc nhưng chính quyền triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng. Sự lãnh đạo của đảng là về phương châm, chính sách, không phải là hư vô, chỉ có thể là tương đối mà thôi. Chính quyền cần áp dụng những lý tưởng của đảng vào công việc. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Chủ tịch Triệu, tôi sao nghe người này giống một bí thư nói ra chứ không giống một chủ tịch. Quế Toàn Hữu nháy nháy mắt mà nói. Anh không cần thăm dò làm gì, tôi đang là chủ tịch huyện, hiểu không? Triệu Quốc Đống nghe ra ý trong lời nói của Quế Toàn Hữu. Anh dồn tâm trí vào làm việc đi. Ha ha, chủ tịch Triệu, tôi làm tránh văn phòng ủy ban huyện thì sẽ không gây phiền cho ngài mà. Quế Toàn Hữu cười nói. Chẳng qua tôi nghe ít tin tức là bí thư La có thể được điều lên trên. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói. Anh nghe được tin gì? Phó chủ nhiệm Hứa, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã bị ung thư phổi nên mới mất, ngoài ra phó chủ nhiệm Tương năm trước cũng đã từ chức mà sang bên Mỹ sống với con gái. Vì thế thiếu hai vị trí phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Bí thư La vừa lúc tới tuổi, nếu không được chọn sẽ mất đi cơ hội. Nghe nói thị ủy cũng có ấn tượng tốt đối với bí thư La, có lẽ cũng muốn điều bí thư La sang Đại hội đại biểu nhân dân. Quế Toàn Hữu cười cười mà nói. Bản thân bí thư La sợ là cũng muốn nhân cơ hội này tiến lên một bước. Hơn nữa hai năm qua Hoa Lâm chúng ta phát triển rất nhanh, đây coi như là thành tích dưới sự lãnh đạo của bí thư La. Triệu Quốc Đống không khỏi giật mình, thực tế trước Tết hắn cũng đã có tin này. Hắn cũng đã hỏi La Đại Hải có muốn tranh thủ chức phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã hay không. Bản thân La Đại Hải cũng dao động nhưng lại lo không đủ điều kiện. Y làm bí thư huyện ủy mới hơn năm, mà vị trí phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân đều là người từ phó thị trưởng hoặc thường vụ thị ủy đi sang làm, hoặc là cục trưởng nào đó có nhiều năm công tác làm. Không có mấy bí thư huyện ủy được điều thẳng lên làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Chỉ may ra Bì Gia Thái làm bí thư huyện ủy hai khóa mới có hy vọng. Lúc ấy La Đại Hải cũng biết mình làm bí thư huyện ủy cho đến tuổi, rồi có thể đến làm chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân huyện và lui hẳn. Triệu Quốc Đống thật ra đề nghị La Đại Hải cũng nên hoạt động một chút, tìm gặp lão lãnh đạo, gặp lãnh đạo chủ yếu của thị ủy. Triệu Quốc Đống cũng tin với số năm làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy Hoa Lâm không ít của La Đại Hải thì chẳng lẽ không đủ sao? La Đại Hải cũng nghe theo đề nghị của Triệu Quốc Đống. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, anh không tranh thủ thì ai biết anh muốn lên. Hoặc là lãnh đạo cho rằng anh muốn ở lại huyện, dù không thể lên thì trong lòng lãnh đạo cũng thấy thiệt cho anh. Sau này không phải suy nghĩ nhiều hơn cho anh sao? Sau đó Triệu Quốc Đống cùng Liễu Đạo Nguyên ăn cơm với Kỳ Dư Hồng thì nghe Kỳ Dư Hồng có suy nghĩ về vấn đề này, chẳng qua rốt cuộc có xác định hay không thì lãnh đạo không thể nói rõ với hắn. Chẳng qua hôm nay Quế Toàn Hữu nói như vậy tức là việc này đã trồi lên mặt nước. Quyển 7, chương 55. Tất cả mọi việc đều dừng lại khi vĩ nhân của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình mất vào ngày 19 tháng 2, cả nước chìm trong không khí thương đau. Tất cả hoạt động và kế hoạch chỉ có thể dừng lại. Vì thế Triệu Quốc Đống dự định triệu tập hội nghị cũng phải kéo dài một tuần sau mới diễn ra. Chẳng qua cũng may bây giờ Triệu Quốc Đống đang trong thời kỳ ổn định phát triển. Đặng Tiểu Bình mất đi mặc dù ảnh hưởng lớn đối với cả Trung Quốc, nhưng đối với Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo thì Đặng Tiểu Bình sớm đã lui về tuyến sau. Đặng Tiểu Bình qua đời cũng không mang tới cơn gió lốc vô hạn như những năm 70. Giữa tháng 3, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã được diễn ra. Trong hội nghị tuyển ra hai phó chủ nhiệm mới, một trong hai người đó là bí thư huyện ủy Hoa Lâm, La Đại Hải. Theo đó La Đại Hải cũng chính thức từ chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Một loạt biến động nhân sự của thị xã Ninh Lăng cũng diễn ra. Thị ủy miễn chức vụ của bí thư huyện ủy và phó bí thư huyện ủy Phong Đình, bổ nhiệm phó bí thư Tạ Ba làm bí thư huyện ủy Phong Đình, đồng thời còn miễn nhiệm chức trưởng ban thư ký huyện ủy Thương Hóa. Nguyên phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện được đưa lên làm bí thư huyện ủy. Tào Uyên được điều tới Thương Hóa làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện. Trong đại hội đại biểu nhân dân huyện Phong Đình cũng đã chấp nhận để Trấn Lương từ chức chủ tịch huyện. Ngồi trên đài chủ tịch, Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh. Bên phải hắn chính là chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, Vạn Chiêu Dương mới được bổ nhiệm, ngồi chính giữa là phó bí thư thị ủy Tương Uẩn Hoa, bên cạnh nữa là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Trương Thiên Phóng. Hoa Đức Tài cũng mới được bổ nhiệm làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện.
Đây là hội nghị miễn nhiệm cán bộ, ngoài lãnh đạo thị xã thì cũng chỉ có Triệu Quốc Đống, Hoa Đức Tài và Vạn Chiêu Dương được tham gia. Bởi vì liên quan tới một loạt biến động nhân sự, mặc dù người bên dưới coi như biết nhưng thị ủy vẫn chưa có văn bản chính thức công bố, mọi người vẫn coi như chưa rõ. Hội nghị do Phó Bí Thư, Chủ tịch huyện Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống chủ trì, trình tự rất đơn giản. Đầu tiên do Trương Thiên Phóng tuyên bố quyết định bổ nhiệm của thị ủy đối với Hoa Lâm. Sau đó Phó Bí Thư thị ủy Tương Uẩn Hoa đưa ra chỉ thị. Sau khi tuyên bố xong, các thường vụ liền đi lên đài chủ tịch, tất cả đều diễn ra theo trình tự. Hắn vốn hy vọng Quế Toàn Hữu có thể ở lại Hoa Lâm nhưng tất nhiên thị ủy không thể làm theo ý đồ của hắn. Quế Toàn Hữu điều tới làm thường vụ quận ủy, Tránh văn phòng ủy ban quận Tây Giang, coi như lên chức. Kỳ Dư Hồng cũng cho Liễu Đạo Nguyên đủ mặt mũi, mà Tương Uẩn Hoa cũng có nhiều tác dụng. Tiền Kính Lương được điều tới Phong Đình làm phó chủ tịch huyện, miễn cưỡng coi như điều ra khỏi Hoa Lâm. Ngoài ra còn có Tạo Uyên được điều tới Thương Hóa, lần này có thể nói cán bộ Hoa Lâm được điều chỉnh rất nhiều. Theo ý đồ của thị xã, trong hội nghị thường ủy huyện ủy phải tiến hành phân công. Đường Diệu Văn đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện, chủ trì công việc chính quyền, Lỗ Đạt thay Vạn Chiêu Dương phụ trách đảng đàn, Bàng Quân làm phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Mà Vi Biểu vào thường vụ coi như thay thế Miêu Nguyệt Hoa. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng Vi Biểu trực tiếp làm phó chủ tịch thường trực nhưng thị xã không chấp nhận, hoặc là nói thực lực của Châu Trì Trường chưa biến mất, Miêu Nguyệt Hoa đã thành phó chủ tịch thường trực. Mà Vương Nhị Khải thay thế Bàng Quân làm thường vụ huyện ủy, bí thư chính pháp. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có lý luận chính trị uyên bác, lại đã từng làm việc ở cơ quan cấp tỉnh, kinh nghiệm công tác phong phú. Khi đảm nhiệm chức phó chủ tịch và chủ tịch huyện khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển nhanh nhất từ trước đến nay, ba chỉ tiêu quan trọng đều đứng đầu thị xã, trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Duy trì bộ máy ổn định, có sức chiến đấu là điều cần thiết, tôi hy vọng đồng chí Đường Diệu Văn có thể nhanh chóng dung nhập vào bộ máy. Tương Uẩn Hoa nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đi sát theo sau Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng mà nói. Bí thư, trưởng ban, trưa nay không bố trí ở khách sạn Hoa Lâm mà tổ chức ở nhà hàng Kỳ Lân Quan, chỉ mất 20 phút đi xe. Quốc Đống, cậu lại định chuốc rượu tôi và bí thư Tương sao? Tôi nói với cậu, hôm nay Hoa Lâm là điểm cuối cùng, mấy huyện khác thì tôi và bí thư Tương đã tuyên bố xong, hôm nay sẽ không sợ. Nhưng cậu và Diệu Văn coi như hợp làm bộ máy thì cũng phải tỏ vẻ chứ. Hôm nay hai đấu hai, không cho thêm người khác. Tâm trạng Trương Thiên Phóng cũng khá tốt, lập tức đồng ý. Tôi nghe nói nhà hàng Kỳ Lân Quan đã mở mấy tháng mà không có thời gian đến. Nghe nói xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao. Được, trưởng ban Trương, vậy bữa rượu hôm nay chúng tôi nhất định sẽ được. Tôi và chủ tịch Diêu Văn đấu với ngài và bí thư Tương, không thêm ai khác. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhà hàng Kỳ Lân Quan được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, chủ yếu là suy nghĩ đến việc khu du lịch cần một nhà hàng có quy mô tương đối. Mỗi lần đến nhà hàng Kỳ Lân Quan, rồi tới khách sạn Hoa Lâm thì thấy khách sạn Hoa Lâm như một người phụ nữ nông thôn, mà nhà hàng Kỳ Lân Quan lại như một vũ nữ ở Thượng Hải vậy. Đường Diệu Văn đi chậm hơn Triệu Quốc Đống nửa bước, Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng nói chuyện tùy tiện như vậy làm y có chút ngạc nhiên. Khi ở trên thị xã, y nghe nói Triệu Quốc Đống của Hoa Lâm giỏi làm kinh tế Hoa Lâm 1-2 năm qua phát triển mạnh gần như do một tay Triệu Quốc Đống làm ra. Thậm chí trên thị xã còn nói ưu điểm lớn nhất của La Đại Hải chính là để mặc Triệu Quốc Đống mạnh dạn làm việc, can đảm ủng hộ Triệu Quốc Đống làm việc không theo đường lối cũ. Trước khi đến Hoa Lâm, Đường Diệu Văn làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy nên ít có cơ hội qua lại với Triệu Quốc Đống, thậm chí chưa từng cùng ăn. Đến khi xác định rõ ràng y làm chủ tịch huyện Hoa Lâm, thì y mới nhờ La Đại Hải và Cao Dương để mời Triệu Quốc Đống ăn cơm. Nhưng y hiểu không mấy về Triệu Quốc Đống. Chỉ cảm thấy vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này có cái nhìn mới về phát triển kinh tế mà thôi. Bây giờ y mới biết quan hệ mật thiết giữa bí thư Triệu và trưởng ban Trương. Vẻ tùy tiện như vậy đâu phải bí thư, chủ tịch huyện bình thường nào cũng làm được. Hoa Lâm là huyện đầu tiên của thị xã xây dựng nhà hàng, khách sạn cấp 3 sao, tuyệt đối đừng ăn quen mà làm mãi như vậy, huyện khác không theo kịp đâu. Trương Thiên Phóng cười phá lên nói. Ha ha, đâu có thể thế chứ. Theo sự phát triển thì sau này Hoa Lâm chúng tôi sẽ có thêm khách sạn 3-4 sao nữa. Nhất là giai đoạn 2 của khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân hoàn thành, khách sạn suối nước nóng thậm chí phải tầm 4 sao, đến lúc đó sẽ mời trưởng ban và bí thư Tương đến tắm suối nước nóng, nó là nơi tốt để bảo dưỡng sức khỏe.
Triệu Quốc Đống một bên cùng hai người đi ra, một bên cười nói. Chủ tịch Diêu Văn, đi thôi, anh ngồi xe tôi. Xe của Tương Uẩn Hoa đi phía trước, tiếng xe nghe hơi ồn. Bí thư Tương, xe này của ngài cũ quá rồi, cũng nên đổi xe chứ. Triệu Quốc Đống nhìn xe của Tương Uẩn Hoa thấy nó đã có tuổi. Mặc dù được bảo dưỡng tốt nhưng cũng ít nhất đi 7-8 năm rồi. Ha ha, bí thư Kỳ và thị trưởng Mạch vẫn dùng xe cũ mà, xe này của tôi cũng được. Chẳng qua xe của trưởng ban Trương thì đúng là quá cũ, cũng có vài đời lãnh đạo rồi. Tương Uẩn Hoa nhìn Trương Thiên Phóng rồi nói với Triệu Quốc Đống. Ha ha, một chiếc xe không quá đơn giản sao? Trưởng ban Trương thích xe Hoàng Quan hay là Audi? Xe Hoàng Quan thì có vẻ hơi cổ, Audi thì không có biến hóa gì, hay là mua một xe Audi A6? Triệu Quốc Đống tùy tiện nói. Được rồi Quốc Đống, tôi dù đổi xe thì cũng là thị xã bỏ tiền ra mà, sao đến lượt Hoa Lâm được? Trương Thiên Phóng khá ngay thẳng, xe của y không phải xe xịn. Xe tốt thì không dám mua, xem ra chỉ có Audi 100 là thích hợp. Triệu Quốc Đống cười nói. Vẫn là huyện tốt hơn, mua được xe Santana 2000 đã hài lòng rồi. Xe Santana 2000 mà cậu hài lòng được sao? Cả 7 huyện, 2 quận của Ninh Lăng chỉ có Hoa Lâm là toàn người dùng Santana 2000, ngay cả Lão Mục cũng ý kiến. Trương Thiên Phóng cười phá lên nói. Đúng rồi, xe của chủ nhiệm La thì Hoa Lâm đừng đòi lại, Diệu Văn mới tới. Cậu phải suy nghĩ đó. Trưởng ban Trương yên tâm, chuyện ngài giao có bao giờ tôi không để ý. Chủ nhiệm La công tác ở Hoa Lâm vất vả như vậy, một xe đáng gì chứ? Hơn nữa là xe công, dùng ở đâu chẳng như nhau. Lão Đường, tôi sẽ nói với phòng tài chính để bọn họ mau chuyển tiền mua xe, chỉ 2 ngày tới là có xe về. Triệu Quốc Đống cười nói. Trương Thiên Phóng thầm than Triệu Quốc Đống này luôn nói tốt, ra tay rộng rãi, đương nhiên huyện phải có tiền mới được. Nếu là Thương Hóa mà bỏ ra vài trăm ngàn mua xe cũng không dễ. Quyển 7, chương 56. Trong bàn ăn, mặc dù Tương Uẩn Hoa tiến hành xa luân chiến nhưng đối mặt với nhiệt tình của Triệu Quốc Đống, hơn nữa rượu bích ngọc nhũ uống rất ngon nên cả Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng rất nhanh không chống đỡ được. Chẳng qua làm Triệu Quốc Đống không ngờ Đường Diệu Văn ở tình huống ưu thế như vậy mà còn ngã trước. Điều này làm Hoa Lâm hơi mất mặt. Đường Diệu Văn cũng nhận ra điểm này nên đã vào nhà vệ sinh nôn ra. Sau đó y ra ngoài uống tiếp, có chén nào uống chén đó khiến Triệu Quốc Đống cũng có cái nhìn tốt hơn. Theo Triệu Quốc Đống thấy thua rượu có thể nhưng không thể thua về khí thế. Trước đó Triệu Quốc Đống không đánh giá cao Đường Diệu Văn. Đường Diệu Văn đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn làm bên đoàn và cơ quan tuyên truyền, gần như không làm ở cơ sở bao giờ. Duy nhất y từng làm ở cơ sở chính là làm 1 năm phó bí thư đảng ủy xã của quận Ninh Lăng trước đây, bây giờ là quận Đông Giang. Sau đó được điều lên Ninh Lăng làm phó bí thư quận đoàn, phó bí thư thị đoàn, cuối cùng được điều sang làm phó trưởng ban tuyên giáo. Đối với người chưa trải qua công tác cơ sở mà đột nhiên được phái tới Hoa Lâm đang phát triển ở tốc độ cao làm chủ tịch huyện, Triệu Quốc Đống có chút không hài lòng. Hắn muốn một người phối hợp tốt với mình, toàn lực khiến kinh tế Hoa Lâm đứng đầu thị xã. Vì thế vị chủ tịch huyện là rất quan trọng, nhất là sau khi hắn thành bí thư huyện ủy thì rất nhiều việc cụ thể hắn không tiện tự mình làm. Mà phải do chủ tịch huyện làm. Nhưng Đường Diệu Văn có thể gánh vác trọng trách này không? Đường Diệu Văn khá nghi ngờ, hơn nữa có năng lực là một chuyện, có thể hợp tác tốt hay không mới là một chuyện. Vì thế Đường Diệu Văn có toàn tâm toàn lực hợp tác với hắn hay không, điều này cần thời gian quan sát. Chẳng qua biểu hiện trong bàn rượu của Đường Diệu Văn làm Triệu Quốc Đống tán thành. Uống không tốt không sao, chỉ cần có khí thế là được. Lúc này trong người Đường Diệu Văn đang rất khó chịu. Ưu thế lớn nhất của y là hạn chế hút thuốc uống rượu, chỉ thiếu một loại thôi đã khó có thể dung hợp vào các quần thể. Chẳng qua cũng may lúc ở ban tuyên giáo thì y chỉ là phó trưởng ban, mà Mao Bình lại là phụ nữ nên không hút thuốc, uống rượu cũng ít cho nên Đường Diệu Văn có thể lui. Bây giờ được phái xuống Hoa Lâm làm chủ tịch huyện thì anh muốn trốn cũng không được. Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng chỉ chút mừng y làm chủ tịch huyện, y đã không nhịn được. Mời lại 2 chén là rất bình thường. Hơn nữa còn mời Triệu Quốc Đống, như vậy 6 chén vào bụng làm y không chịu được. Ra khỏi nhà vệ sinh, dạ dày của y còn khó chịu hơn là bị bệnh. Nhìn căn phòng sáng đèn, Đường Diệu Văn lần đầu cảm nhận được muốn triển khai công việc ở cơ sở thì chướng ngại của y chính là uống rượu kém. Dù là cấp trên mời rượu, cấp dưới mời rượu nếu anh không nhận thì sẽ là nguy cơ. Hơn nữa anh uống không được, mỗi lần uống vào rồi nôn ra vừa có hại cho sức khỏe,
vừa mất hình tượng nên Đường Diệu Văn đành phải thở dài một tiếng, rượu hại người. Triệu Quốc Đống lúc này đang không ngừng mời hai người kia, nhìn mấy vị lãnh đạo của Hoa Lâm như Vạn Chiêu Dương, Lỗ Đạt, Bàng Quân còn đang đợi uống hai chén với mình, còn cả vị trợ lý chủ tịch huyện chuẩn bị bầu làm phó chủ tịch, Hoắc Vân Đạt, Đường Diệu Văn đúng là muốn ngã xuống. Dù sao cuối cùng đều ngã, tốt hơn hết nhân lúc chưa ngã mà uống, ít nhất phải đảm bảo tinh thần. Nào, chủ tịch Đường, anh mới tới Hoa Lâm, lão Hoa tôi mời anh một chén. Sau này bốn bộ máy của chúng ta thì nên tìm nhiều cơ hội tụ tập một chút. Bí thư Triệu khi làm chủ tịch huyện luôn có quan hệ rất tốt với bên Đại hội đại biểu nhân dân huyện, hy vọng chủ tịch Đường tới cũng ủng hộ công việc của Đại hội đại biểu nhân dân. Hoa Đức Tài ở Hoa Lâm rất lâu, có mạng lưới quan hệ rộng ở các xã, thị trấn bên dưới. Mặc dù y có năng lực bình thường nhưng không có tật xấu mấy, y có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Cuối năm vừa rồi La Đại Hải cùng lãnh đạo sang Malaysia, Singapore và Hong Kong khách sạn, Triệu Quốc Đống cũng cực lực đẩy Hoa Đức Tài đi cùng, điều này làm Hoa Đức Tài vừa cảm ơn vừa hài lòng. Hơn nửa năm trước Triệu Quốc Đống thường xuyên mời Đại hội đại biểu nhân dân đi thị sát công việc, ở vấn đề tài chính cũng thoải mái hơn thời của Châu Trì Trường La Đại Hải nên quan hệ giữa Đại hội đại biểu nhân dân và chính quyền huyện cũng thoải mái hơn. Hoa Đức Tài nói như vậy làm Đường Diệu Văn đâu còn đường lui. Y là quyền chủ tịch huyện, vài hôm nữa sẽ tuyển cử, mặc dù từ góc độ bình thường thì không vấn đề gì nhưng không có nghĩa không có việc. Triệu Quốc Đống này không phải ví dụ rõ ràng sao, vung đao đoạt chức, đá đít Mai Anh Hoa đi, nhảy phiếu lên chức, hơn nữa còn làm thị ủy phải chịu đựng. Hoa Lâm đã có lịch sử, ai dám đảm bảo nó không xảy ra nữa. Bây giờ Triệu Quốc Đống mặc dù đã làm bí thư huyện ủy nhưng hắn ở Hoa Lâm không lâu. Hơn nữa còn trẻ nên quan hệ với bên dưới là như thế nào thì Đường Diệu Văn không rõ. Mặc dù sau khi ăn xong La Đại Hải và Cao Dương nói rõ với Đường Diệu Văn, có Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm thì tuyển cử không vấn đề gì. Nhưng Đường Diệu Văn vẫn có chút lo lắng. Đường Diệu Văn cầm chén lên uống cạn, điều này làm Hoa Đức Tài hài lòng gật đầu và uống. Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng cũng mơ hồ nghĩ tới việc này nên nói. Quốc Đống, Đức Tài, đại hội tuần sau bố trí đến đâu rồi? Hoa Lâm là huyện cuối cùng tiến hành tuyển cử, Chủ tịch Diệu Văn và Phó Chủ tịch Vân Đạt nhất định phải trúng tuyển, đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho Hoa Lâm. Bí thư Tương yên tâm, tôi lấy tính đảng cam đoan đại hội của Hoa Lâm sẽ thành công viên mãn. Chủ nhiệm Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng thủ tục, từ mai tôi sẽ cùng Lão Đường, Lão Hoắc xuống các khu, xã, thị trấn đi một vòng, dành thời gian đến các phòng ban, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Ừ, tôi tin bộ máy Hoa Lâm bây giờ có sức chiến đấu. Hy vọng mọi người nắm bắt cơ hội lịch sử, cùng xây dựng Hoa Lâm thành lá cờ đầu của Ninh Lăng. Tương Uẩn Hoa hài lòng gật đầu nói. Ừ, Quốc Đống, Bí thư Tương rất coi trọng Hoa Lâm nên chúng tôi mới có thể chọn Hoa Lâm. Mà Hoa Lâm điều chỉnh bộ máy chỉ kém Phong Đình cùng Thương Hóa. Bí thư Kỳ đến Phong Đình, thị trưởng Mạch đến Thương Hóa. Tuần sau tôi sẽ đến Hoa Lâm, các anh không được gây chuyện cho tôi đó. Trương Thiên Phóng nửa đùa nửa thật mà nhắc, y không lo Đường Diệu Văn. Nhưng Hoắc Vân Đạt lại khác. Dù sao tính bài ngoại của Hoa Lâm rất cao, hơi không cẩn thận là gặp vấn đề. Hơn nữa phó chủ tịch huyện không trúng cử là rất bình thường, nhất là khi Triệu Quốc Đống mới làm bí thư huyện ủy. Trưởng ban Trương yên tâm, tuần sau ngài tới chỉ cần uống trà nghe kết quả là được. Triệu Quốc Đống tự tin vỗ ngực nói. Quyển 7, chương 57. Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt mặc dù đều tươi cười nhưng bọn họ tin vào Triệu Quốc Đống bao nhiêu thì khó có thể biết. Đường Diệu Văn còn đỡ hơn một chút, dù sao y cũng là phó bí thư huyện ủy, có danh phận này thì dù như thế nào cũng dễ triển khai công việc. Tuyên truyền cũng dễ hơn. Nhưng Hoắc Vân Đạt lại rất lo lắng. Hoa Lâm có tính bài ngoại thì y sớm nghe thấy. Dù là khi Châu Trì Trường làm bí thư huyện ủy cũng khó có thể khống chế hoàn toàn Hoa Lâm. Hơn nữa khi đó hai người Phương Trì Quốc và Điền Hoa rất mạnh khiến Châu Trì Trường cùng La Đại Hải cũng giảm sức ảnh hưởng. Về phần Triệu Quốc Đống từ ngoài tới tại sao có thể đoạt chức chủ tịch huyện thì Hoắc Vân Đạt không rõ. Nhưng y có thể khẳng định nhất định là do La Đại Hải tuyệt đối ủng hộ. Nếu không có La Đại Hải khi ấy làm bí thư huyện ủy ngầm ủng hộ, Hoắc Vân Đạt tin Triệu Quốc Đống không thể đẩy được người thị ủy đã xác định ra ngoài. Bây giờ La Đại Hải đã đi, Triệu Quốc Đống và Lỗ Đạt từ ngoài tới, Đường Diệu Văn còn lo cho thân chưa xong, Bàng Quân là người địa phương nhưng mới lên chức, có cùng tâm tư với Triệu Quốc Đống không? Hoắc Vân Đạt không dám xác định, khi được điều tới Hoa Lâm thì Hoắc Vân Đạt vừa vui vừa lo. Vui vì hai năm nay tốc độ kinh tế của Hoa Lâm phát triển nhanh, có thể nói rõ tổ chức tin y.
Lo chính là vấn đề tuyển cử, vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này có thể khống chế được tình hình hay không. Chẳng qua lo lắng của Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt rất nhanh biến mất khi theo Triệu Quốc Đống xuống xã, thị trấn. Khi Triệu Quốc Đống đến mấy xã, thị trấn khu Tân Bình, cán bộ thôn, xã đều vui mừng, đây là điều mà hai người chưa từng thấy. Về việc tuyển cử, các cán bộ đều tỏ vẻ không gây chuyện. Mấy đơn vị khác đều không hề khác. Ở Mã Thủ, Triệu Quốc Đống như về quê, cán bộ khu, xã, thôn đều tới. Khi nói chuyện về khu du lịch mang tới chỗ tốt gì cho bọn họ mang ra đủ loại ví dụ như có thể làm đồ thủ công, mở quán ăn, nhà nghỉ. Một thôn dân ở cách khu du lịch vài trăm mét nở nụ cười rất vui vẻ vập thật lòng. Triệu Quốc Đống cũng rất nhiệt tình giới thiệu Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt cho cán bộ cơ sở nhận biết. Mặc dù lãnh đạo đảng ủy khu và xã, thị trấn đều biết bọn họ, nhưng cán bộ cấp phó thì không quá quen Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt. Bây giờ có thể tiếp xúc gần như vậy đã giúp Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt có thể hòa hợp với bọn họ. Du Minh Phú đã sớm chuẩn bị thuốc lá cho hai vị chủ tịch huyện. Mặc dù Đường Diệu Văn không hút thuốc nhưng y và Hoắc Vân Đạt cùng phát thuốc cho mọi người, mau chóng kéo gần khoảng cách với cán bộ. Hai ngày liên tiếp xuống cơ sở, quan niệm của Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt đã thay đổi. Ở Tân Bình, khu vực trồng cỏ không ngừng được mở rộng, nông dân rất tích cực nuôi bò, dê, gần như nhà nào cũng nuôi. Xe thu mua của công ty Đại Hoa và Tam Điệp tới tận thôn đợi thôn dân mang bò, dê béo tới, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Ở Hà Khẩu, công tác trồng chè và cây ăn quả cũng tiến hành sôi nổi. Khu thí nghiệm nông nghiệp đã bắt đầu cải tiến ở đây, đây là một bước rất quan trọng để tạo được thương hiệu chè Hoa Lâm. Mà Đào Mi Hầu cũng bắt đầu đẩy mạnh trồng trọt. Lão Đường, lão Hoắc, hai hôm nay các anh thấy thế nào? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào trong xe mà nói. Bí thư Triệu, một câu, rất xúc động. Đường Diệu Văn đây là thật lòng mà nói. Hai ngày, y thấy rõ biểu hiện xôn xao của ở nông thôn Hoa Lâm, điều này làm y muốn sắn tay lên làm một hồi, không muốn uổng công xuống cơ sở một lần. Bí thư Triệu, tôi đã xuống nông thôn mấy huyện khác nhưng chưa từng có cảm giác này. Cảm xúc đó làm tôi muốn bắt tay ngay vào làm việc. Đây là lời thật lòng của tôi, không phải khen ngợi. Ồ, lão Đường, anh đây không phải là khen quá hay sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn có thể từ ánh mắt đối phương mà nhận ra đối phương có chút kích động. Có nguyện vọng làm việc là quan trọng nhất, Triệu Quốc Đống sợ nhất là kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, nếu là người như vậy thì hắn không do dự ép đối phương ngồi im tại chỗ, không thể làm được gì. Nếu như anh muốn làm việc thì được, nhưng đừng gây loạn cho tôi là được. Đương nhiên tốt nhất là Đường Diệu Văn có thể đồng tâm hợp lực làm việc với hắn. Đây là điều mà Triệu Quốc Đống kỳ vọng nhất, dù năng lực của anh kém một chút cũng không sao. Không ai vừa sinh ra đã giỏi, chỉ cần anh nguyện ý làm, hai người bàn bạc dần dần sẽ ra mà. Cũng không phải ngành công nghệ cao gì, chỉ cần muốn làm việc thì sẽ tìm được con đường mà. Bí thư Triệu, tôi nói thật đó. Trước khi đến Hoa Lâm tôi còn nửa tin nửa ngờ. Hoa Lâm hai năm qua như thế nào thì tôi cũng hiểu, tôi cũng xuống vài lần nhưng do nghiệp vụ khác nên chỉ đi qua một chút mà thôi, không xuống các xã, thị trấn mà nghiên cứu, nên hiểu về Hoa Lâm chỉ là con số bên ngoài. Đường Diệu Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng hôm qua và hôm nay tận mắt nhìn thấy, ha ha, bí thư Triệu, trước tôi còn lo xuống xã, thị trấn có gặp chuyện chặn đường kêu oan không? Nhất là trực tiếp xuống đồng, ngồi nói chuyện với dân chúng không ngừng có ai đó oan ức chặn chúng ta thì quá mất mặt. Chẳng qua tôi không ngờ chuyện lại làm người ta cảm động như vậy. Tôi và lão Hoắc trao đổi và có một kết luận là ở huyện Hoa Lâm có thể làm việc mình muốn làm. Đúng thế, bí thư Triệu. Tôi vẫn cho rằng công tác nông nghiệp ở Khuê Dương đã tốt, nhất là sự uy tín của chính quyền cơ sở đứng hàng đầu thị xã. Tôi vốn làm bí thư đảng ủy thị trấn Ngưu Dương cách huyện thành 10 km, vẫn kiêu ngạo vì công tác tổ chức ở cơ sở. Nhưng hai hôm nay đi cùng bí thư Triệu xem một chút, tôi cảm thấy công tác cơ sở ở Ngưu Dương, Khuê Dương vẫn còn không ít điểm không đủ. Đó là cán bộ cơ sở thiếu ý thức kinh tế. Ừ, đây là chênh lệch về quan điểm. Hoắc Vân Đạt ngồi trên quay đầu lại nói. Tôi đặc biệt chú ý tới cán bộ cơ sở của xã Kỳ Lân cùng Hà Khẩu. Phó chủ tịch xã Kỳ Lân có thể tốn nửa tiếng ngồi nói chuyện với một ông chủ cửa hàng, thảo luận làm như thế nào để càng được khách du lịch nghênh đón, tranh luận với nhân viên quản lý của khu du lịch về phí bãi đỗ xe. Tôi thấy đảng ủy xã này không đơn giản, quan niệm kinh tế là rất tốt. Một phó chủ tịch xã làm tốt như vậy cơ mà. Vị chủ tịch thị trấn Hà Khẩu thì tôi phát hiện y rất quen thuộc với hạng mục của tập đoàn Dụ Thái.
công trình xây dựng nhà máy trẻ mới dùng bao đất, thuê bao công nhân được bao tiền. Còn dự định cần bao nông dân trồng trọt, y biết rõ. Y còn nói nếu nhà máy thuê người tàn tật và đạt tỷ lệ nhất định thì sẽ có một vài điều kiện ưu đãi, một chủ tịch sao lại hiểu rõ và đưa ra ý kiến cho nhà máy như vậy thì nhà máy đó có thể muốn đi nơi khác sao? Triệu Quốc Đống cũng hiểu Hoắc Vân Đạt khi còn làm bí thư đảng ủy Mục Dương thì khá có năng lực, luôn hoàn thành tiền thuế của xã, hơn nữa làm việc linh hoạt, điều này đối với một nơi nghèo như xã là không dễ dàng gì. Đương nhiên như Lưu Như Hoài nói thì năng lực hoạt động của Hoắc Vân Đạt cũng khá mạnh, điều này cũng là bình thường. Nếu không dù anh có vùi đầu làm việc đến đâu thì không có ai coi trọng, anh cũng phí công. Quyển 7, chương 58. Hoắc Vân Đạt làm chủ tịch 2 năm và bí thư Mã Dương 3 năm, biến một xã bình thường thành một xã có vị trí cao trong Khuê Dương, điều này không thể không nói tác dụng của Hoắc Vân Đạt. Đương nhiên đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của Triệu Quốc Đống đối với Hoắc Vân Đạt, không thể nói sự quan sát nhạy bén và khả năng tự hỏi của Hoắc Vân Đạt cao mà có thể tin được đối phương và đối phương đáng dùng. Lâu ngày biết lòng người, ngày sau còn dài mà. Triệu Quốc Đống nghĩ chỉ cần giao cho đối phương vài việc khó một chút là biết đối phương là người có bản lĩnh thực hay chỉ là hư danh. Lão Đường, lão Hoắc, tính ra tôi mới đến Hoa Lâm có 2 năm. Nhưng 2 năm này tôi học được rất nhiều điều ở Hoa Lâm, cũng làm tôi rất cảm động. Dân chúng Hoa Lâm chân chất và tác phong kiên định của cán bộ cũng đều làm tôi cảm động. Triệu Quốc Đống cười nói. Trụ cột của Hoa Lâm đúng là quá kém, nhất là phương tiện trụ cột là quá kém. Đây là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm. Mà không thể phát triển kinh tế, như vậy tài chính của huyện sẽ không có mà cải thiện phương tiện trụ cột và hoàn cảnh đầu tư. Đây là một vòng tròn khiến chênh lệch giữa Hoa Lâm và các nơi khác càng lúc càng lớn. Việc tôi làm đầu tiên khi tới Hoa Lâm là giải quyết vấn đề giao thông. Giao thông tốt thì mới có thể làm cho dòng máu chạy khắp Hoa Lâm, mới làm cho Hoa Lâm vốn bị bệnh lâu trở nên sống động. Bây giờ quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa đã hoàn thành, điều này khiến cho ngành chăn nuôi gia súc, công nghiệp thực phẩm và khu du lịch Hoa Lâm phát triển, có thể nói Hoa Lâm đứng trong thời kỳ tốt nhất để phát triển. Làm như thế nào nắm chắc cơ hội này để Hoa Lâm tăng vọt, đó là vấn đề mà bộ máy huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm cần suy nghĩ, cũng hy vọng anh phải suy nghĩ sau khi chúng cử sớm bắt tay vào triển khai công việc. Đây là điều cần nhất bây giờ. Bây giờ đã là tháng 3, đã qua một quý. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, chúng ta không thể tự mãn và khinh thường để đánh mất cơ hội tốt nhất của mình. Lời này của Triệu Quốc Đống làm hai người Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt xúc động. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống đưa ra vấn đề hệ thống giao thông thông suốt khiến các ngành sản xuất kia phát triển, bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ theo ý của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Đường Diệu Văn lo lắng chính là tìm được điểm mới, ở tình huống không đi ngược lại phương hướng mà Triệu Quốc Đống xác định mà có thể tạo được dấu ấn của mình. Đương nhiên điều này là nói sau, bây giờ cần chính là y làm như thế nào đứng vững trên trụ cột mà Triệu Quốc Đống đã gây dựng. Mà Hoắc Vân Đạt lại lo lắng sau khi chúng cử sẽ phụ trách mảng công việc của mình như thế nào. Miêu Nguyệt Hoa đã chính thức làm phó chủ tịch thường trực, mảng công nghiệp của ả được giao ra. Theo lý thì thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện vi biểu sẽ phụ trách mảng này, nhưng mảng xây dựng và đất đai vi biểu phụ trách là quá quan trọng, từ góc độ nào cũng không thích hợp điều chỉnh. Như vậy huyện ủy có thể giao cho y mảng nông nghiệp không? Hoắc Vân Đạt thật lòng không ngại công tác này. Y từ khi còn làm phó chủ tịch xã đã phụ trách mảng nông nghiệp, coi như ngành quen thuộc. Chẳng qua ở góc độ của phó chủ tịch huyện lại khác hẳn. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt muốn làm bên mảng công nghiệp và thu hút đầu tư hơn. Vì dù sao nhà máy ở xã, thị trấn là quá nhỏ nên y có chút nuối tiếc chưa được rèn luyện trong mảng này. Trên thực tế cũng không có gì phải lo lắng khi tuyển cử. Trong đại hội, Trương Thiên Phóng đến ngồi trên bàn mà uống trà. Ngoài việc nói chuyện với Triệu Quốc Đống ra thì y không có cơ hội thể hiện gì. Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt đều đạt số phiếu rất cao được chọn ra, ở giữa không hề có biểu hiện gì nói huyện ủy không thể khống chế tình hình. Triệu Quốc Đống thấy điện thoại di động của mình nóng lên thì mới lưu luyến bỏ máy xuống. Phùng Minh Khải gọi điện tới cho hắn nói y bây giờ đã đến văn phòng thị ủy Kiềm Dương làm được hơn một tháng, chẳng qua vẻ hưng phấn vẫn không thể giấu nổi. Cứ vài hôm là gọi đến báo cáo một chút làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như lãnh đạo của đối phương vậy. Triệu Quốc Đống cũng không tiện đả kích sự hưng phấn si co đối phương. Ngoài việc dặn y nhanh tay nhanh mắt ra, thì luôn phải nhẫn nhịn. Còn đâu Triệu Quốc Đống không buồn nói nhiều. Mỗi người có số phận của mình, hắn chỉ có thể giúp Phùng Minh Khải đến mức này mà thôi. Triệu Quốc Đống vừa bỏ máy xuống thì điện thoại vang lên,
Triệu Quốc Đống vừa nghe thì thấy Tiêu Mẫu Đan đi vào nói. Chủ tịch, không, bí thư Triệu, chủ tịch Hoắc tới nói muốn báo cáo công việc với ngài. Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn không thích thời gian nghỉ ngơi mà nghe người báo cáo công việc, hơn nữa không thích ở tại đây. Nhà khách không có gì bí mật cả, mặc dù Tiêu Mẫu Đan đáng tin nhưng phụ nữ trời sinh đã thích buôn chuyện. Triệu Quốc Đống ra hiệu cho Tiêu Mẫu Đan bảo Hoắc Vân Đạt vào rồi nghe điện. Quế Toàn Hữu gọi điện tới, y bây giờ đã đến Tây Giang làm tránh văn phòng quận ủy, nhưng theo y nói không thoải mái như làm việc ở Hoa Lâm. Y ở Tây Giang ngoài việc họp, tiếp đón ra thì chẳng có việc gì thực tế cần làm. Triệu Quốc Đống ra hiệu Hoắc Vân Đạt ngồi xuống, còn đâu tiếp tục nghe điện. Quế Toàn Hữu ở bên kia có lẽ tê nghe ra Triệu Quốc Đống có người cần gặp nên nói vài câu rồi dập máy. Quế Toàn Hữu đúng là có chút buồn bực, y vốn hy vọng làm việc thực tế nhưng không ngờ lại làm tránh văn phòng quận ủy, mà không khí Tây Giang bây giờ quá cổ hủ. Tất cả là do bí thư quận ủy có tư cách lão thành nhất Ninh Lăng, Trương Thiệu Văn. Trương Thiệu Văn trước đó là bình thường quận ủy Ninh Lăng nên rất có hy vọng làm phó thị trưởng khi Ninh Lăng lên cấp, nhưng không biết vì nguyên nhân gì nên Trương Thiệu Văn bị đánh ra ngoài. Đây là đả kích rất lớn đối với Trương Thiệu Văn, cùng với việc quan niệm tư tưởng của Trương Thiệu Văn không hòa hợp với bí thư thị ủy nên khiến cho địa vị của Tây Giang vốn đứng đầu Ninh Lăng đã giảm đi nhiều. Quế Toàn Hữu làm tránh văn phòng quận ủy nên theo lý là tổng quản đưa ra các chiến lược và công tác cho bí thư quận ủy, thậm chí cả quận ủy trong năm, nhưng Quế Toàn Hữu rất nhanh cảm thấy được ý kiến của lãnh đạo quận ủy và thị ủy khác nhau, nhất là ở vấn đề phát triển kinh tế. Điều này làm cho Trương Thiệu Văn vốn có lai lịch và tính cách cứng rắn không chịu cúi đầu. Quan điểm khác nhau khiến cho Quế Toàn Hữu chẳng có việc gì làm. Vì thế y chỉ có thể đưa ra ý kiến công tác năm mới theo ý của Trương Thiệu Văn mà thôi, đồng thời thích hợp đưa vào ý kiến của thị xã. Nhưng mặc dù là như vậy Trương Thiệu Văn vẫn không hài lòng với việc Quế Toàn Hữu sửa ý kiến của mình. Mà khi Quế Toàn Hữu đưa lên cho trưởng ban thư ký thị ủy, Vưu Liên Hương thì cũng bị phê bình. Quế Toàn Hữu gọi cho Triệu Quốc Đống là hỏi cách đối phó tình hình hiện tại. Trương Thiệu Văn có cái nhìn với Quế Toàn Hữu, trong hội nghị cũng phê bình công việc của văn phòng quận ủy, điều này làm địa vị của Quế Toàn Hữu trong quận ủy suy biến. Quyển 7, chương 59. Triệu Quốc Đống trả lời Quế Toàn Hữu một cách rất đơn giản, đó chính là bản thân y thấy ý tưởng của Trương Thiệu Văn đại biểu quận ủy Tây Giang thuận lợi cho kinh tế Tây Giang phát triển, hay là quan điểm mà thị ủy đưa ra có lợi cho phát triển kinh tế hơn. Nếu là vế trước thì phải kiên định làm theo ý đồ quận ủy, bên thị ủy thì cố gắng giải thích và điều hòa. Nhưng về sau thì có chút phiền phức, không có biện pháp tốt nhất, chỉ có thể cố gắng tránh xung đột, nếu thật sự không thể né tránh vậy phải tìm cách cho thấy quan điểm của riêng mình. Trên thực tế Quế Toàn Hữu còn hiểu rõ nên làm như thế nào hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng Trương Thiệu Văn quá mạnh và bá đạo khiến y gặp khó khăn. Ngay cả vị chủ tịch quận cũng phải nhún nhường Trương Thiệu Văn, càng đừng nói tránh văn phòng quận ủy. Đối với vấn đề này, Triệu Quốc Đống chỉ có thể thở dài một tiếng. Đây là câu nói khó giải quyết, không nằm ở chỗ anh làm như thế nào mà là đối đãi như thế nào. Nếu như mất đi nguyên tắc của mình, Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận. Trương Thiệu Văn dù mạnh mẽ bá đạo nhưng chẳng lẽ Tây Giang là của y sao, là vương quốc độc lập sao? Điều này là không thể, chỉ cần kiên trì thì sẽ có kết quả. Triệu Quốc Đống tin Kỳ Dư Hồng sẽ không tha thứ cho hiện tượng này tồn tại quá lâu. Hoắc Vân Đạt thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống, xem ra đối phương gặp chuyện gì khá khó khăn nên phải suy nghĩ. Tâm trạng Triệu Quốc Đống không tốt, mình làm như thế nào mà mở miệng nói bây giờ? Lão Hoắc, chỗ tôi khá đơn giản nên không có gì phải ngại. Triệu Quốc Đống chỉ vào bao thuốc trên bàn mà nói. Anh thích thì hút, tôi không hút hưng cũng hiểu người khác nghiện sẽ khó chịu như thế nào. Bí thư Triệu, tuyển cử đã kết thúc, hai hôm nay tôi vẫn suy nghĩ về công tác của mình. Có lẽ huyện rất nhanh sẽ nghiên cứu vấn đề này. Theo lý tôi không nên đến chỗ ngài báo cáo tư tưởng của tôi, hơn nữa tôi vừa được bầu phải phục tùng an bài của tổ chức. Huyện ủy bố trí tôi làm công việc gì thì làm cái đó, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút suy nghĩ muốn nói với bí thư Triệu. Đương nhiên đây là thái độ của tôi, còn bố trí như thế nào thì tôi kiên quyết phục tùng và thống nhất theo an bài của huyện mà triển khai công việc. Hoắc Vân Đạt suy nghĩ rất lâu rồi thấy mình nên nói ra ổn hơn. Triệu Quốc Đống không phải ai cũng có thể lừa, nếu như hắn thấy mình dùng tâm kế có khi lại khổ. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn nghe Hoắc Vân Đạt nói chuyện, hắn cảm thấy đối phương đây là muốn nói thẳng. Từ lúc y nói lo lắng việc tuyển cử của Hoa Lâm, đến việc cùng đi thị sát ở các xã, thị trấn thì thái độ của đối phương khá thẳng thắn. Mục đích của Hoắc Vân Đạt là muốn sau này Triệu Quốc Đống ủng hộ trong công việc,
qua đó có thể đạt được thành tích. Anh đã công tác ở cấp huyện vài năm, lại làm ở xã 8 năm, phải nói kinh nghiệm công tác là rất phong phú. Trong đại hội đã nói tới quy hoạch của huyện ta trong năm nay. Anh cứ nói ra suy nghĩ của mình, ngoài ra tôi cũng muốn nghe ý kiến của mọi người đối với bản quy hoạch đó. Hoắc Vân Đạt biết vị bí thư huyện ủy này không muốn nghe lời khen, quy hoạch phát triển kinh tế Hoa Lâm trên thực tế xuất phát từ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Hoắc Vân Đạt mới đến cũng không thể có năng lực đưa ý tưởng của y vào đó, cho nên Triệu Quốc Đống đây là muốn Hoắc Vân Đạt có đánh giá khách quan. Bí thư Triệu, mấy vấn đề khác tôi rất đồng ý, nhất là phát triển ngành chăn nuôi gia súc, cây ăn quả và chè sẽ giúp ngành công nghiệp thực phẩm của Hoa Lâm phát triển. Coi mấy vấn đề đó cùng du lịch là trụ cột trong kinh tế Hoa Lâm, đây là điều phù hợp với thực tế công việc của Hoa Lâm chúng ta. Nhưng có một điều làm tôi rất khó hiểu, đó chính là tôi phát hiện ngành chế biến của Hoa Lâm đã có trụ cột, tôi xem số liệu về ngành chế biến ra có thể thấy quy mô mấy công ty tiến vào không nhỏ. Hơn nữa căn cứ sự phát triển của hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp thì nguồn cung cấp sang bên ngành phụ trợ còn lớn hơn nữa, cũng là nói việc cung cấp số lượng ra của hai nhà máy này là rất lớn, sao không liệt nó vào điểm tăng trưởng cho huyện. Triệu Quốc Đống đúng là khá phục sức quan sát của Hoắc Vân Đạt này. Đến bây giờ mới có vài nhà máy phụ trợ ngành gia tiến vào Hoa Lâm, hơn nữa quy mô cũng khá lớn, huyện cũng có tranh cãi về ngành này. Nhưng do Triệu Quốc Đống và cơ quan bảo vệ môi trường yêu cầu hạn chế, nhưng Miêu Nguyệt Hoa, Hoàng Thiết Thần lại cầm đầu với ý tưởng phải phát triển kinh tế thì bỏ qua mấy vấn đề kia. Hơn nữa ngành này có giá trị cao, nộp thuế nhiều, thuê nhiều nhân viên, các huyện khác chào mời còn không được, vậy mà Hoa Lâm lại đẩy người ta nằm ở bên ngoài, điều này không phù hợp xu thế phát triển kinh tế. Ừ, anh hỏi rất chính xác. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy anh có nghĩ tới tác dụng phụ mà mấy nhà máy chế biến này mang tới không? Bí thư Triệu nói chính là vấn đề ô nhiễm môi trường. Hoắc Vân Đạt nhíu mày nói. Đương nhiên, tôi không thể nào vô lý tới mức không có lý do đã chặn các công ty đầu tư ở ngoài mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, theo tôi biết thì có thể không hiểu rõ ràng như bí thư Triệu. Nhưng cũng biết ngành chế biến không thể không có ô nhiễm, nhất là các công ty nổi tiếng thế giới cũng không có biện pháp giải quyết rất tốt, chỉ là cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng mà thôi. Nhưng ngành này cũng không bị pháp luật hạn chế, mà vấn đề ô nhiễm môi trường không phải không thể giải quyết. Bây giờ Hoa Lâm có điều kiện tốt như vậy, bây giờ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân mới là điều chúng ta cần giải quyết. Hoắc Vân Đạt nói. Ồ, vậy anh nói xem để huyện ta thả lỏng ngành này thì nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng biết ở vấn đề này mình có không ít khuyết điểm, ai cũng cho rằng hắn phóng đại ảnh hưởng của ngành sản xuất này đối với môi trường. Nhất là bây giờ quan điểm phát triển chiếm ưu thế chủ đạo thì càng không ăn ý. Nếu như không phải mấy nhà máy chế biến thực phẩm do chính tay hắn đưa vào thì chỉ sợ áp lực còn lớn hơn nữa. Chẳng qua mặc dù là như vậy nhưng Triệu Quốc Đống và các thành viên trong bộ máy vẫn có ý kiến khác nhau. Ngay cả La Đại Hải cũng không đồng ý, mà Vi Biểu và Hoàng Thiết Thần trước đây cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng theo kinh tế phát triển thì bọn họ cũng có ý kiến. Đó chính là thích hợp thu hút các nhà máy của ngành sản xuất này để tiêu hóa tài nguyên ra và giải quyết sức lao động cho Hoa Lâm. Tôi đã suy nghĩ vấn đề này, chuyện ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sau, nếu không nghĩ tới và không hỏi là không được. Nhưng nếu vì nguyên nhân này mà ngăn cả ngành sản xuất là không thể. Ý tôi là thích hợp thu hút, ngoài ra yêu cầu tăng cường thiết bị bảo vệ môi trường, yêu cầu bọn họ phải có năng lực trong vấn đề này, nếu không cơ quan bảo vệ môi trường cứ theo luật pháp mà xử lý. Ngoài ra có thể quy hoạch một khu vực tập trung phát triển ngành này, do chính quyền dẫn đầu các nhà máy hợp sức mà xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường. Như vậy vừa có thể tập trung nước ô nhiễm để xử lý, giảm chi phí đầu tư của từng nhà máy, vừa có tác dụng bảo vệ môi trường. Đề nghị này của Hoắc Vân Đạt làm mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, trên thực tế hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp thích hợp hơn. Đầu tư vào thiết bị bảo vệ môi trường là quá lớn. Nếu nợ yêu cầu quá cao thì các công ty sợ chạy hết, hoặc là miễn cưỡng đáp ứng cũng không thực hiện được. Bây giờ mấy nhà máy trước đó tiến vào Hoa Lâm đang tiến hành xây dựng, hơn nữa mấy nhà máy tập trung lại cách xa thành thị và nguồn nước. Nếu theo lời của Hoắc Vân Đạt thì hoàn toàn có thể lấy khu vực đó làm khu công nghiệp chế biến, tập trung nhiều nhà máy, xây dựng một khu vực có hệ thống bảo vệ môi trường cao, xử lý ô nhiễm môi trường. Như vậy vừa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, thậm chí còn có thể giải quyết được vấn đề ảnh hưởng tới các ngành khác. Hai người liền tranh luận một lúc lâu về vấn đề ô nhiễm môi trường, sau đó kéo dài từ vấn đề bảo vệ môi trường đến tình hình cơ cấu sản nghiệp của kinh tế Hoa Lâm.
Làm như thế nào lợi dụng tài nguyên phong phú để thành lập ngành chế biến thực phẩm đặc sắc, sau đó lợi dụng ngành này để phát triển các ngành liên quan, mở rộng ra các huyện lân cận, xác lập vị trí đặc thù của Hoa Lâm trong ngành này. Sau cuộc nói chuyện, Triệu Quốc Đống có đánh giá mới về Hoắc Vân Đạt. Vị phó chủ tịch huyện này xem ra kiên định hơn là Đường Diệu Văn, cũng có không ít ngôn ngữ chung đối với hắn, ở nhiều vấn đề có quan điểm khá tương tự hắn, là người có thể nhanh chóng dung hợp vào công việc. Quyển 7, chương 60. Đây là lần đầu tiên Đường Diệu Văn chủ trì hội nghị thường trực ủy ban huyện, bản thân y phụ trách công tác toàn diện, phó chủ tịch thường trực phụ trách công việc hàng ngày, phụ trách mảng tài chính, nhân sự, kiểm toán, vũ trang, công an. Phó chủ tịch Vi Biểu phụ trách mảng xây dựng thành thị, đất đai, giao thông. Phó chủ tịch Hoàng Thiết Thần phụ trách mảng nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, thủy lợi và công tác nông thôn, Tân Tồn Hoán vẫn giữ nguyên mảng văn hóa, giáo dục. Phó chủ tịch Hoắc Vân Đạt mới nhận chức phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Du Minh Phú, trợ lý chủ tịch huyện kiêm chánh văn phòng ủy ban huyện phụ trách mảng du lịch và chủ trì công việc của văn phòng ủy ban huyện. Giao mảng du lịch cho Du Minh Phú phụ trách là do số lượng du khách đến khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân bắt đầu tăng mạnh, Du Minh Phú lại quen thuộc với nơi này nhất trong số phó chủ tịch đang có ở đây. Việc kinh doanh tốt làm công ty khai thác khu du lịch rất tự tin vào việc xây dựng giai đoạn thứ hai, đến tháng sau trung tâm du lịch thứ hai của núi Hốt Luân sẽ chính thức khai trương. Sau hơn một năm, giá trị của công ty khai thác khu du lịch đã tăng từ 80 triệu lên trên 200 triệu. Mặc dù chỉ là tăng về giá trị nhưng cũng đủ để khiến các nhà đầu tư coi trọng vào mảng du lịch này. Ngoài ra còn có một số nhà đầu tư muốn xây dựng các khách sạn, suối nước nóng ở gần khu du lịch, quanh núi Hốt Luân, điều này cũng làm chính quyền huyện vui mừng. Do ngành du lịch phát triển nhanh cùng với địa vị đặc biệt của nó đối với Hoa Lâm, vì thế Triệu Quốc Đống đề nghị giao mảng công tác du lịch cho trợ lý chủ tịch huyện Du Minh Phú phụ trách, nhất là các công trình liên quan đến nhiều đơn vị. Cho nên Du Minh Phú với thân phận chánh văn phòng ủy ban huyện phụ trách là thích hợp nhất để phối hợp với các cơ quan. Triệu Quốc Đống thấy bây giờ mình nhẹ nhàng hơn, bí thư huyện ủy khác chủ tịch huyện, phân công công việc khác nhau, nhiều công việc cụ thể không cần hắn đứng ra làm. Sau khi tập đoàn Đông Năng đến khu suối nước nóng của núi Hốt Luân khảo sát, bọn họ dự định lấy một khu đất ở thị trấn Mã Thủ để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho nhân viên. Đường Diệu Văn liền cùng Hoắc Vân Đạt và Du Minh Phú tiếp đón đối phương đến khảo sát phía tây núi Hốt Luân, Triệu Quốc Đống đúng là có chút tức giận vì không ai mời hắn tham gia. Chẳng qua hắn nghĩ lại thì thấy bình thường, chuyện cụ thể như vậy sao cần hắn là bí thư huyện ủy tự mình tham gia. Hắn phải học cách làm việc của bí thư huyện ủy chỉ phụ trách phương hướng, chính sách mà thôi, phụ trách tư tưởng, nhân sự mà bỏ công việc hàng ngày. Hắn viết một dòng trong quyển sổ, bí thư huyện ủy không phải là không làm việc gì. Mà phải nắm bắt bộ máy, thể hiện vị trí của từng người. Nắm bắt bộ máy được giải thích chính là đảng ngưng tụ nhân viên, khiến nhân viên dồn về một phía. Xác định vị trí chính là nói bí thư huyện ủy có suy nghĩ kinh tế, như vậy có nghĩa bây giờ lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, phát triển kinh tế làm đạo lý, hai câu này càng thêm quan trọng. Anh phải luôn chú ý, tính toán đến tình hình phát triển kinh tế của huyện và kịp thời đưa ra điều chỉnh. Sau đó chính là xác định được chỉ thị tinh thần và chính sách của trung ương và tỉnh, thị xã, học được cách quan sát, áp dụng phù hợp tình hình địa phương, xác định phương hướng chính, xác định ra công tác của huyện trong thời gian ngắn. Đồng thời anh phải làm tốt vấn đề nghiên cứu nhân sự, nói thô một chút chính là lo lắng vấn đề phân công cán bộ. Làm như thế nào dùng được nhân tài, sử dụng đúng người, phát huy năng lực của người ta một cách đầy đủ, đây chính là điều rất cần thiết. Triệu Quốc Đống nhàn nhã dựa lưng vào ghế, bây giờ Hoa Lâm đang ở trạng thái tốt nhất. Hai nhân viên mới tới theo Triệu Quốc Đống thấy thì bọn họ đều có trình độ, ít nhất cũng có chút bản lĩnh. Đường Diệu Văn mặc dù thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở nhưng không phải không am hiểu công tác kinh tế, hơn nữa còn có phong cách phóng khoáng không ngại học hỏi người bên dưới. Điều này có vẻ tổn hại quyền uy của chủ tịch huyện nhưng điều này tốt hơn kẻ đã không biết còn giả vờ mình hiểu biết, ở một mức độ nào đó cũng có thể thấy tính cách của người này. Mà Hoắc Vân Đạt lại lão luyện hơn Đường Diệu Văn, một nhân vật từ bí thư đảng ủy xã đi ra thì dù là đối nhân xử thế hay quan hệ với người đều rất giỏi. Mảng công nghiệp Hoắc Vân Đạt phụ trách có không ít vấn đề. Ví dụ như nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện và các xí nghiệp tập thể khác kinh doanh rất khó khăn, không ít nhân viên cao tuổi, khó cải cách. Hoắc Vân Đạt đã thông qua một tuần liên tục ngồi trao đổi với các cán bộ công nhân viên chức, y đưa ra một phương án có thể làm hài lòng các công nhân. Tác phong khôn khéo này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng.
Mà khi tiến hành hai nhà máy chế biến thịt lớn và bốn nhà máy chế biến phụ trợ của huyện, Hoắc Vân Đạt cũng rất nhanh tạo quan hệ tốt đẹp với nhân viên phụ trách của mấy nhà máy này, hơn nữa còn tích cực xúc tiến nhà máy của hai công ty Đại Hoa, Tam Điệp mở rộng quy mô. Bốn nhà máy chế biến kia do Hoắc Vân Đạt cố gắng đã liên hợp thành lập một cơ sở xử lý ô nhiễm môi trường. Hiệu suất làm việc của Hoắc Vân Đạt làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt khởi đầu là bí thư đảng ủy xã nên ánh mắt kém và nhiều lúc biểu hiện quá cẩn thận. Tổng thể Triệu Quốc Đống khá hài lòng với hai người kia. Triệu Quốc Đống nghĩ hai người này có thể thành công được thị ủy lựa chọn ra thì cũng có bản lĩnh của mình. So sánh thì Miêu Nguyệt Hoa lại làm Triệu Quốc Đống cảm thấy khó chịu. Đồng thời Hoàng Thiết Thần ngồi lên chức phó chủ tịch huyện cũng thể hiện khiếm khuyết của y. Ví dụ y quá ngay thẳng, thiếu sự linh hoạt, trong vấn đề cải cách mấy xí nghiệp tập thể, bởi vì thái độ của y nên phương án mà Ủy ban Kinh tế huyện và Phòng Công nghiệp nhẹ đưa ra đã không làm Triệu Quốc Đống hài lòng, khiến cải cách bị kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Triệu Quốc Đống yêu cầu Đường Diệu Văn phải điều chỉnh phân công công việc của bên chính quyền huyện. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên, là Thái Chánh Dương gọi tới. Quốc Đống, tuần này chú có rảnh thì lên Bắc Kinh một chuyến. Thái ca, bây giờ không phải kỳ nghỉ mà, em bận lắm. Cút ngay, đừng ra vẻ với anh có việc quan trọng cần trao đổi. Thái Chánh Dương có chút buồn bực mà nói. Ha ha, Thái ca, chẳng lẽ bộ thương mại của anh có chuyện, Hoa Lâm nho nhỏ của em không có chuyện sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca, thời gian này đúng là rất bận, bí thư huyện ủy đúng là khác chủ tịch huyện. Phải phụ trách toàn huyện. Anh làm bí thư huyện ủy, chú còn ở tận đâu đâu mà còn cần chú nói điều này sao? Thái Chánh Dương không chút khách khí cắt ngang lời Triệu Quốc Đống. Làm bí thư huyện ủy nếu cả ngày bận rộn thì tức là chú quá kém, không làm tốt nhiệm vụ. Bí thư huyện ủy mà giống trên TV luôn ra vẻ bận bịu, cố gắng làm việc thì kẻ đó chỉ có năng lực của một chủ tịch xã. Triệu Quốc Đống vô thức gật đầu nói. Thái ca, đến Bắc Kinh làm gì? Không phải bảo em đến Hong Kong tham gia việc kia đó chứ. Em đâu đủ tư cách. Quốc Đống, chú cũng là bí thư huyện ủy rồi, không nói chuyện nghiêm chỉnh được à? Thái Chánh Dương lớn tiếng nói như là tức giận. Thái ca, đùa chút thôi mà. Em nghĩ anh ở Bắc Kinh không ai nói như vậy nên chắc rất khó chịu mà, phải không? Được rồi, em lên, chẳng qua có thể nói là việc gì không? Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Chuyện gì chú tự biết, phải xác định ngay. Thái Chánh Dương rất kiên quyết mà nói. Cái này, Thái ca, không được, hôn nhân đại sự sao có thể. Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa hét toáng lên. Quốc Đống, chú bây giờ đã là bí thư huyện ủy, chú có nghe nói bí thư huyện ủy nào chưa lấy vợ không? Không có gia đình thì sao chú có thể khiến tổ chức tin chú đã trưởng thành, không nói nữa, lên đây rồi nói. Thái Chánh Dương dập máy. Quyển 7, chương 61. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Xem ra không thể qua cửa này rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Thái Chánh Dương vừa nãy nói chuyện rất nghiêm túc, xem ra bố trí hôn nhân chính trị cho mình sao. Nhưng mình có cần hôn nhân chính trị không? Lựa chọn một người mà mình thích hoặc nói thích hợp với mình không được sao? Triệu Quốc Đống rút bao thuốc trong ngăn kéo ra, lấy một điếu đưa lên mũi ngửi. Thái Chánh Dương sẽ giới thiệu ai cho mình? Triệu Quốc Đống không hề có hứng thú quan tâm. Bởi vì điều kiện đối phương như thế nào thì ở tâm trạng này hắn không thể nào có tình cảm được. Theo Triệu Quốc Đống thấy tình cảm phải có xét mới là tình cảm chính thức, nếu không chỉ là nói chuyện được mà thôi. Nhưng mình có thể từ chối sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên kỳ vọng rất cao vào hắn. Mặc dù hai người không cùng một phía nhưng cùng kỳ vọng vào hắn, đều thích hắn có thể thông qua hôn nhân chính trị mà nhanh chóng phát triển hơn nữa, hoặc là nói trải đường cho hắn. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, con đường chính trị muốn thành công chẳng lẽ phải hy sinh chuyện hôn nhân sao? Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ như vậy, nhưng còn hắn thì sao? Lắc đầu, Triệu Quốc Đống nhìn lịch thấy hôm nay là thứ tư, nghe giọng của Thái Chánh Dương thì có lẽ sẽ bố trí vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Chuyện giới thiệu, mai mối không ngờ hắn lại gặp phải. Nghĩ tới điều này làm Triệu Quốc Đống vừa tức vừa buồn cười. Triệu Quốc Đống vứt việc này ra ngoài mà cầm lấy một tập văn bản trên bàn. Sở Công an sau khi được Bộ Công an phê chuẩn đã đồng ý tiến hành thí điểm nhập hộ khẩu cho người dân nông thôn vào thành thị. Ủy ban Nhân dân tỉnh qua đó đồng ý áp dụng thí điểm xây dựng thành thị ở thị xã Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống lập tức nhận được tin này và mở lại việc cải cách đăng ký thí điểm hộ tịch ở thành thị, tiến hành trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản 3 ngày.
Trong 3 ngày đó Hoa Lâm tiếp nhận hơn 1.300 người, trong đó hầu hết là người từ bên ngoài tới, thậm chí còn có người từ tỉnh khác tới. Khi các huyện khác của Ninh Lăng chính thức công bố tiến hành và đưa ra các điều kiện ưu đãi thì Hoa Lâm coi như đã nhận hết những người có thể nhận. Hai khu nhà mà công ty Hoành Lâm xây dựng bên Hà Đông bị mua sạch, các căn nhà thương mại bên Hà Tây cũng không còn một căn, nó tạo ra điểm sáng trong lịch sử về việc thí điểm xây dựng thành thị. Theo hiệp định với thị xã, Hoa Lâm lấy mỗi người 3.000 tệ tiền xây dựng thành thị của gần 9.000 người đăng ký, sau đó lưu lại 40%, 60% còn lại nộp lên trên. Chẳng qua điều này đã làm Hoa Lâm cảm thấy thỏa mãn. Nhất là tiền bán đất hầu hết lưu lại cho Hoa Lâm. Mà quy hoạch thành thị bắt đầu hình thành của Hoa Lâm cũng khiến cho các người từ ngoài tới rất mong chờ. 40% tiền phí thành thị khiến tài chính của Hoa Lâm thoáng cái tăng lên 11 triệu, từng đó tương đương với 10% tài chính cả năm. Mặc dù thị xã đã có văn bản quy định rõ ràng số tiền này chỉ có thể sử dụng vào xây dựng thành thị, nhưng cải tạo thành cũ tốn rất nhiều tiền nên nó không thể tài chính Hoa Lâm nhẹ gánh hơn. Nhưng khoản tiền này có thể tiến hành khởi động giai đoạn 2 của việc cải tạo thành cũ. Thông qua việc điều chỉnh phương án một cách kịp thời, giai đoạn 2 dính tới không đến 160 hộ dân và 3 xí nghiệp tập thể, hơn nữa còn dọn sạch được khu đất ven cầu Quế Khê, hình thành một khu vực hành lang có thể thoải mái quy hoạch. Theo ý tưởng của Triệu Quốc Đống thì ngoài một bộ phận dành cho nhà đầu tư khai thác và bán ra ngoài, một bộ phận còn lại dùng để làm công viên, văn hóa tập thể. Hai sân bóng nhỏ dành cho các em bé chơi, cùng với một quảng trường dành cho người đi bộ. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng biến cả khu này làm nơi giải trí công cộng. Nhưng tiền san nền và làm đường ở bên Hà Đông cần quá nhiều tiền. Mà anh nếu muốn thu hút các công ty tiến vào thì cũng phải đầu tư về điện, nước, điều này làm hắn phải nhịn đau bán một vài khu đất sát bờ sông ở Hà Tây ra. Hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp lập tức mua hai khu đất để xây dựng trụ sở làm việc của công ty tại Hoa Lâm. Đây là khu công nghiệp chế biến tập trung, giai đoạn 1 có diện tích 300 mẫu, 4 nhà máy kia chiếm diện tích 180 mẫu, bây giờ đang đàm phán với hai nhà máy khác, có lẽ một khi hoàn thành thì 120-20 mẫu đất còn lại sẽ được dùng hết. Số đất giai đoạn 2 đang được tính toán, theo chúng tôi sẽ có quy mô 400 mẫu và thỏa mãn từ 3 đến 5 nhà máy chế biến tiến vào. Hoắc Vân Đạt rất hưng phấn giới thiệu với Triệu Quốc Đống về tình hình khu công nghiệp chế biến mới bên Hà Đông. Lão Hoắc, anh và Lão Vi trao đổi thế nào rồi? Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Tôi và Chủ tịch Vi đã trao đổi, xây dựng bên khu Hà Đông sẽ thống nhất do Ủy ban xây dựng phụ trách, do khu công nghiệp đề nghị bản quy hoạch với Ủy ban xây dựng, sau khi được thông qua sẽ do Ủy ban xây dựng, chi nhánh điện Hoa Lâm, công ty nước sạch trao đổi, thống nhất quy hoạch rồi giao lại cho khu công nghiệp. Sau đó lại do khu công nghiệp cung cấp cho các nhà máy. Hoắc Vân Đạt nói, như vậy có thể tránh việc nhiều đầu chỉ huy, khiến việc xây dựng không biết theo ai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ừ, cách này rất đúng, vừa có thể đưa đến tay các nhà máy, vừa có thể đưa ra tiêu chuẩn xây dựng nhà máy ngay từ bây giờ. Tôi đề nghị anh dành thời gian sang bên Chiết Giang tham khảo việc người ta xây dựng khu công nghiệp như thế nào, thu hút đầu tư như thế nào. Bọn họ có kinh nghiệm tiên tiến. Chúng ta có thể tham khảo. Triệu Quốc Đống dừng lại rồi nói. Khi thu hút đầu tư thì bên bảo vệ môi trường phải theo sát, đây là yêu cầu bắt buộc. Nhân viên Ủy ban xây dựng đã mở bản quy hoạch khu Hà Đông cho Triệu Quốc Đống xem. Phía đông đại lộ Quế Khê sẽ chia khu vực Hà Đông thành hai nửa, phía nam là khu vực phát triển công nghiệp và khu công nghiệp, phía bắc lấy hành chính làm chủ. Mà dựa theo quy hoạch thống nhất của huyện thì các khu đất cho huyện ủy, ủy ban huyện và các cơ quan hành chính cũng đã được chỉ định rõ ràng. Chỉ cần đợi điện, nước, san nền làm xong thì các cơ quan hành chính sẽ bắt đầu lục tục chuyển sang. Lão Đường, anh nhìn xem, đây là quang cảnh của Hoa Lâm chúng ta sau này. Ừ, không đúng, đây mới là một nửa, bên thành cũng chưa được vẽ vào trong này. Nhưng trung tâm hành chính và công nghiệp của Hoa Lâm sẽ đặt ở đây. Mà cầu Quế Khê sẽ nối liền trung tâm hành chính, công nghiệp, thương mại, văn hóa với nhau. Đến lúc đó hai bên bờ sông Quế Khê sẽ là nơi vui chơi giải trí cho dân chúng, mà cầu và đại lộ Quế Khê chính là điểm đặc biệt trong đó. Đường Diệu Văn cũng có chút kích động, đây đúng là một công trình quá lớn. Một huyện thành mà quy hoạch lớn như vậy, không thể không nói Triệu Quốc Đống to gan hơn trời. So sánh với quy hoạch của Hoa Lâm thì Đường Diệu Văn cảm thấy quy hoạch trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của Ninh Lăng mấy năm trước là quá lạc hậu. Điều gì làm cho Hoa Lâm chỉ trong vòng 2 năm đã có thể làm ra một thành thị hoàn toàn mới,
dù là phát triển kinh tế hay xây dựng thành thị đều khiến người ta có cảm giác mới lạ, điều này đáng phải suy nghĩ. Đường Diệu Văn nhớ tới sau khi mình trúng cử về thị ủy và gặp bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng. Bí thư Kỳ nói chuyện với y và nhắc tới việc phối hợp với Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng không hề tiếc lời khen Triệu Quốc Đống, chỉ ra ưu điểm của Triệu Quốc Đống, đương nhiên cũng mở mịt nói mấy điểm thiếu sót của Triệu Quốc Đống, yêu cầu Đường Diệu Văn phải có thái độ đúng đắn, xác định rõ vị trí của mình, học tập ưu điểm của Triệu Quốc Đống. Đường Diệu Văn có cảm giác Triệu Quốc Đống sẽ không ở lại Hoa Lâm này quá lâu. Nhưng hắn vừa lên làm bí thư huyện ủy thì có thể đi đâu? Không thể lập tức lên thị xã chứ. Đường Diệu Văn biết nhược điểm của mình, nhưng cũng rõ ưu điểm của mình là học hỏi ưu điểm của người khác, có thể trong thời gian ngắn hiểu được ý tưởng của đối phương, sau đó kết hợp với ý tưởng của mình. Quyển 7, chương 62. Khi Triệu Quốc Đống xin phép với Vưu Liên Hương nói rõ với hắn là ngày kia thị xã có hội nghị kinh tế yêu cầu hắn và Đường Diệu Văn phải tham gia, không được thiếu ai. Bí thư Kỳ sẽ tự mình phân tích trong hội nghị, hơn nữa tỉnh ủy sẽ thông báo một loạt thay đổi nhân sự trong hội nghị này. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, hắn mơ hồ biết Tương Uẩn Hoa sẽ được điều chỉnh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Khi liên lạc với Tương Uẩn Hoa, Triệu Quốc Đống mới biết Tương Uẩn Hoa được điều lên làm phó trưởng ban thường trực, ban tuyên giáo tỉnh ủy, cán bộ cấp giám đốc sở. Mà chức phó bí thư thị ủy của Tương Uẩn Hoa do Kim Vĩnh Kiện và Nghiêm Lập Dân tranh đoạt, tạm thời chưa rõ ai thắng. Chuyện này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy không vui mấy. Vị trí của Tương Uẩn Hoa là rất quan trọng đối với hắn, giúp nhiều cho sự phát triển của hắn. Tương Uẩn Hoa rời đi thì khiến cho tương lai chính trị của Triệu Quốc Đống giảm đi đôi chút. Nhất là nếu Nghiêm Lập Dân lên chức thì điều này càng nguy hiểm. Nếu Kim Vĩnh Kiện làm phó bí thư thì còn đỡ. Quan hệ của Triệu Quốc Đống và Kim Vĩnh Kiện là rất bình thường, nhưng không có ân oán. Chẳng qua nếu Nghiêm Lập Dân ngồi lên vị trí này có nghĩa là Lỗ Đạt sẽ thay đổi lập trường. Đây không phải việc tốt đối với huyện Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống thực ra không sợ Nghiêm Lập Dân, dù Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy thì y cũng không thể làm Triệu Quốc Đống cúi đầu. Chẳng qua sau này Hoa Lâm triển khai công việc sẽ gặp nhiều cản trở hơn. Phó bí thư phụ trách đảng, đàn có thể nhúng tay nhiều vào công việc cấp huyện. Nghiêm Lập Dân mà lên, tỉnh ủy không thể không trưng cầu ý kiến của Kỳ Dư Hồng. Điều này có nghĩa Nghiêm Lập Dân được Kỳ Dư Hồng ủng hộ, đây là điều rất phiền phức. Ngay cả khi hắn và Kỳ Dư Hồng có quan hệ tốt nhưng trong công việc hàng ngày nếu Nghiêm Lập Dân có xung đột với hắn, Kỳ Dư Hồng tuyệt đối sẽ đứng về phía Nghiêm Lập Dân. Ngày thứ năm, Triệu Quốc Đống nhận được tin tức chính xác. Tương Uẩn Hoa điều tới làm phó trưởng ban thường trực, ban tuyên giáo tỉnh ủy. Mục Cương điều đến Thiên Châu sắp lên cấp làm phó bí thư tỉnh ủy, Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Lục Kiếm Dân, nguyên thường vụ thị ủy Kiến Dương, bí thư quận ủy Cảnh Hồ điều tới làm phó bí thư. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy Ninh Lăng. Nguyên chánh án tòa án nhân dân Miên Châu, Lam Quang điều tới làm thường vụ thị ủy, bí thư chính pháp Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tin rằng sự thay đổi nhân sự này hầu hết cán bộ cấp huyện trở nên ở Ninh Lăng này đều biết trước một ngày hoặc nửa ngày. Chẳng qua biết là biết nhưng bọn họ chỉ có thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Mục Cương lên chức làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Người này làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là giấu mình, khi làm phó bí thư thị ủy. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng càng giấu sâu hơn, bình thường hiếm khi y xuất hiện. Chẳng qua một năm qua một vị thường vụ huyện ủy Phong Đình cùng một vị phó chủ tịch huyện Thương Hóa đã bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt, mặc dù ra mặt là cán bộ khác nhưng ai có thể bỏ qua Mục Cương đứng sau lưng. 10 giờ sáng họp là do thị ủy sắp xếp cho phù hợp với các huyện xa nội thành. Xa như Hoa Lâm và Thương Hóa thì phải hơn 2 tiếng mới tới. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đúng 9 giờ 40 thì tới được phòng hội nghị thị ủy. Bởi vì lần này không đồng chí lãnh đạo chủ yếu thị ủy nên không có quy mô quá lớn. Triệu Quốc Đống mặc dù mới nhận chức bí thư huyện ủy nhưng cũng quen thuộc với mấy hội nghị này. Sau khi Kỳ Dư Hồng yêu cầu hàng tháng bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều phải tham gia hội nghị kinh tế của thị ủy, hắn và các vị lãnh đạo huyện khác bắt đầu quen thuộc. Hội nghị kết thúc các vị đồng nghiệp thường mời nhau. Lưu Như Hoài có chút hâm mộ nhìn Triệu Quốc Đống cười cười, nói đi vào phòng hội nghị. Thằng này không đơn giản. Việc lần đó không đánh ngã được hắn, còn làm hắn xoay người làm chủ tịch huyện một năm đã thành bí thư huyện ủy. Quan hệ cá nhân giữa Hoắc Vân Đạt và Lưu Như Hoài khá tốt. Khi Hoắc Vân Đạt về Khuê Dương liền ngồi nói chuyện với Lưu Như Hoài về Triệu Quốc Đống. Hoắc Vân Đạt đánh giá Triệu Quốc Đống là đầy dã tâm, to gan, tư tưởng thoáng, có can đảm thả quyền.
Thí điểm hộ khẩu trong thành thị khi tỉnh chưa có chính sách mà Triệu Quốc Đống đã dám chỉ thị huyện Hoa Lâm đi trước, còn xác định tiêu chuẩn thu phí xây dựng thành thị, chủ động đưa ý kiến thí điểm của bọn họ thông qua Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo thành ấn tượng người đi đầu, khiến trên tỉnh sau đó khi ra chính sách đã tham khảo nhiều kinh nghiệm từ Hoa Lâm. Khi các huyện thành khác chỉ thu được mấy trăm người nhưng huyện Hoa Lâm lại hấp dẫn được gần 9.000 người, chỉ riêng số tiền phí thành thị thu được đã khiến tài chính Hoa Lâm thêm được rất nhiều. Càng không cần nói từng đó người mua nhà tại huyện thành Hoa Lâm. Trên thực tế 9.000 người đăng ký thì không chỉ có từng đó. Một nhà nhiều thì 5-6 người, ít thì 2-3 người đến sống ở thành thị. Căn cứ thiết kế của công an huyện Hoa Lâm, chỉ trong nửa năm dân cư thường trú ở Hoa Lâm đã tăng lên trên 20.000. Mà các căn nhà thương mại được xây dựng lập tức bị mua hết, điều này khiến cho số tiền tài chính từ thuế của Hoa Lâm tăng mạnh. Công an huyện Hoa Lâm cũng xin huyện ủy, ủy ban huyện tăng biên chế, thỏa mãn điều kiện tình hình an ninh trật tự càng lúc càng phức tạp. Tất cả mấy điều này đều bắt nguồn từ hành vi to gan của Triệu Quốc Đống. Mặc dù La Đại Hải và Triệu Quốc Đống bị mắng một trận tơi bời trong hội nghị thường vụ thị ủy, nhưng nó đã mang tới biến hóa rõ ràng. Việc bị ăn mắng lại khiến cả La Đại Hải và Triệu Quốc Đống lên chức. La Đại Hải gần tới tuổi lại được lên làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, mà Triệu Quốc Đống mới chưa đầy 27 tuổi đã làm bí thư huyện ủy. Người thành công nhất định có chỗ hơn người, đây là kết luận của Lưu Như Hoài với Triệu Quốc Đống. Gần như là quy định ngầm, phòng hội nghị thị ủy bố trí theo nguyên tắc, ở giữa dành cho lãnh đạo các quận, huyện, hai bên là các lãnh đạo cơ quan trực thuộc thị xã. Lần này ngồi rất chỉnh tề, mới 9:50 mà bên dưới đã kín chỗ. Huyện Hoa Lâm và Khuê Dương ngồi cạnh nhau, Triệu Quốc Đống cũng bắt tay bí thư huyện ủy Khuê Dương, Tiêu Phượng Minh. Tiêu ca, hôm nay chắc không đến lượt hai huyện chúng ta phải không? Triệu Quốc Đống mời Tiêu Phượng Minh một điếu Trung Hoa, một bên châm thuốc. Tiêu Phượng Minh không quá quen thuộc với Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn hài lòng với thái độ này của hắn. Ha ha, chú em, lần này phải xem tâm trạng của bí thư Kỳ như thế nào, lần này có hai cán bộ xuống, trên tỉnh đúng là nghĩ Ninh Lăng chúng ta không ai. Tâm trạng bí thư Kỳ sao vui được, nghe nói vị bí thư Lục kia năm nay mới 36, hơn nữa làm thường vụ thị ủy Kiến Dương chưa đầy 2 năm. Ha ha, 34 tuổi đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, chú em. Xem ra chỉ có cậu vượt qua lịch sử này thôi. Tiêu ca, chủ tịch tỉnh Ninh mới 38 tuổi đã là cấp phó bộ. Ha ha, bí thư Lục dù lợi hại cũng kém hơn chủ tịch Ninh. Triệu Quốc Đống dựa người vào ghế mà nói. Tiêu ca cũng đừng trêu tôi như vậy. Tôi sao có thể so sánh với lãnh đạo thành phố phát triển như bí thư Lục. Tôi chỉ là nhặt được chỗ tốt nhờ chủ nhiệm La lên chức mà thôi. Quyển 7, chương 63. Tiêu Phượng Minh không lên tiếng mà chỉ ngồi hút thuốc, chẳng qua Lưu Như Hoài lại nói. Bí thư Triệu, cậu cũng đừng khiêm tốn như vậy. Khuê Dương tôi bây giờ đuổi theo Hoa Lâm không kịp thở. Hoa Lâm mà cứ đi như vậy thì Tào Tập và Thổ Thành sẽ sớm bị vượt qua. Ha ha, anh đừng cho tôi không biết là các anh đang đàm phán với tập đoàn Long Thinh. Nếu hạng mục này xác định thì không phải đầu tư trên 100 triệu sao. Mẹ kiếp có tài nguyên thiên nhiên đúng là tốt, ai bảo huyện anh có than bùn. Sản lượng và chất lượng đều tốt. Tập đoàn Long Thịnh xếp top 3 trong ngành này ở khu vực Trung Tây chúng ta. Hơn nữa tập đoàn Đông Năng cũng xây dựng một trạm điện ở Khuê Dương, hai hạng mục này cộng lại vượt qua Tây Giang cũng là trong tầm tay. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói, hai người Tiêu Phượng Minh và Lưu Như Hoài khó hiểu nhìn nhau. Nếu nói tập đoàn Long Thịnh đầu tư ở Khuê Dương thì là bình thường, nhưng tập đoàn Đông Năng vừa mới bắt đầu khảo sát ở Thung Lũng Nguyệt, Khuê Dương thì sao tên Triệu Quốc Đống này lại biết? Chẳng qua thung lũng này kéo dài vài chục km, qua vài huyện, chọn đâu chưa dám xác định. Nhưng Khuê Dương là nơi có vị trí tốt nhất, chỉ là chuyện này không phải vị trí tốt là được, còn có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Khuê Dương vẫn cố giữ bí mật vì đề phòng lộ ra sẽ dẫn tới điều gì đó không ổn. Lưu Như Hoài có chút xấu hổ nuốt nước bọt, y có thể cảm nhận ra trong mắt Tiêu Phượng Minh có vẻ tức giận. Lúc ấy tiếp đón tập đoàn tới khảo sát khá kín tiếng, thậm chí xe cũng đổi biển. Thứ nhất tránh cho nơi khác chú ý, giữ bí mật với các huyện. Ở huyện chỉ có vài người biết, đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống lại biết. Bí thư Triệu, cậu từ đâu biết được tin này? Sao chúng tôi lại không biết? Lưu ca, anh và Tiêu ca đừng giả vờ trước mặt tôi. Yên tâm, Thủy Điện sẽ không tới Hoa Lâm đâu. Ha ha, về tin tức ở đâu thì phải giữ bí mật. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, bí thư Triệu có thể lộ chút tin được không?
Tiêu Phượng Minh và Lưu Như Hoài nhìn nhau và nói. Lưu ca, tin này tôi có được từ nhân viên cao cấp của tập đoàn, chỉ là ngẫu nhiên nên biết mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ kín miệng. Tiêu Phượng Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghe nói Triệu Quốc Đống này có chỗ dựa cực mạnh, có lẽ có quan hệ rộng. Bí thư Triệu, việc này mới bắt đầu đàm phán, cũng là do bí thư Tiêu Khuê Dương chúng tôi thông qua một quan hệ trên tỉnh mà giới thiệu được, tạm thời không nên kinh động mọi người, cũng là muốn đợi có chút tin tức rõ ràng mới báo cáo với thị ủy. Cho nên mời bí thư Triệu giữ kín hộ chút. Ha ha! Lưu Như Hoài cũng hiểu lo lắng của Tiêu Phượng Minh. Chuyện này Khuê Dương không nói ra là do sợ trên thị xã sẽ nghiêng về bên nào đó, đối xử bất công. Cho nên Khuê Dương mới đợt chuyện xác định sơ bộ mới báo cáo với thị xã, nhưng làm như vậy lại sợ có lãnh đạo nào đó ý kiến. Tôi hiểu mà, Tiêu ca, Lưu ca coi như nợ tôi một bữa cơm. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ba người đang nói chuyện thì trên đài chủ tịch đã bắt đầu có người tiến vào. Đầu tiên chính là trưởng ban thư ký thị ủy Vưu Liên Hương. Cô trực tiếp đi đến vị trí của mình, sau đó cô chỉnh mic, xem ra cô sẽ chủ trì hội nghị hôm nay. Tiếp sau là Chu Xuân Tú và Mao Bình vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Sau bọn họ là Trương Thiên Phóng và Kim Vĩnh Kiện đang cười nói về một đề tài thú vị nào đấy. Cuối cùng là một nhóm người, Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy cùng một người đàn ông cao gầy đi vào. Bên cạnh bọn họ là hai người đàn ông xa lạ đang nói chuyện với Nghiêm Lập Dân. Là trưởng ban cửu tuyên bố. Xem ra trưởng ban cửu có duyên với Ninh Lăng chúng ta. Tiêu Phượng Minh nhìn vào bàn chủ tịch mà nói. Triệu Quốc Đống cũng lấy sổ trong cặp ra rồi đặt lên bàn. Đường Diệu Văn ở bên cũng không nhanh không chậm lấy sổ ra. Bắt đầu họp, tôi tuyên bố kỷ luật hội nghị, sau đó giới thiệu một chút lịch trình hội nghị và lãnh đạo tham gia hội nghị. Vưu Liên Hương lạnh nhạt nói. Sau đây xin mời phó trưởng ban thường trực. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Cửu Bình chính tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy. Thông qua quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư tỉnh ủy Ninh Lăng, bổ nhiệm đồng chí Lục Kiếm Dân làm phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy Ninh Lăng. Bổ nhiệm đồng chí Lam Quang làm thường vụ thị ủy, bí thư chính pháp Ninh Lăng. Theo tiếng vỗ tay vang lên, Cửu Bình chính và phó bí thư tỉnh ủy Nghiêm Lập Dân ra khỏi hội trường. Mấy vị lãnh đạo thị ủy còn lại ngồi xuống. Vưu Liên Hương tiếp tục tiến hành hội nghị phân tích công tác kinh tế toàn thị xã. Đầu tiên là do Phó Thị trưởng Thường trực Kim Vĩnh Kiện giới thiệu tình hình phát triển của thị xã. Một loạt con số được Kim Vĩnh Kiện công bố, vẻ mặt Kim Vĩnh Kiện rất bình thường, không thấy gì y có vẻ buồn bực sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt với Nghiêm Lập Dân. Xem ra thị trưởng Kim đúng là giỏi che giấu tâm trạng. Đường Diệu Văn nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Hừ, đều là nhân vật lão luyện. Thất bại là chuyện thường của binh gia, một hai lần không nói rõ vấn đề. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Tốc độ phát triển công nghiệp quý một của thị xã hơi chậm một chút, đứng thứ 11 trong 14 thành phố, thị xã toàn tỉnh, chỉ sợ hôm nay bí thư Kỳ sẽ mắng người. Đường Diệu Văn nói, muốn mắng và động người phải là thị trưởng Chu và Lưu Thế Hiên. Khu khai phát có ưu thế về người và địa lý mà hơn năm sao không có khởi sắc gì chứ. Không phải ỷ vào việc trực thuộc thị xã. Được vua yêu sao? Ha ha, khu khai phát đúng là con cả của vua. Triệu Quốc Đống cười nói. Bây giờ trưởng ban thư ký tiếp nhận chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, tôi muốn xem năm nay bọn họ có khởi sắc hay không. Hoàng Côn lúc này đã thay Chu Xuân Tú mà phụ trách chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Điều này nói rõ Kỳ Dư Hồng có chút khó chịu với việc Chu Xuân Tú phụ trách mảng thu hút đầu tư và công nghiệp. Triệu Quốc Đống thực ra rất tự tin. Quý 1 năm 97 của Hoa Lâm phát triển rất tốt, giá trị công nghiệp tăng mạnh, hơn nữa mức độ chênh lệch với huyện Tào Tập đứng thứ 2 hơn xa so với quý 4 năm 96. Vụ đông xuân là mùa sản xuất mạnh nhất của công ty Đại Hoa và Tam Điệp, nhà máy làm 3 ca liên tục. Nhà máy chè Hà Khẩu, Dụ Thái cũng tiến vào thời kỳ sản xuất, kết hợp với ngành xây dựng liên tục tăng trưởng khiến cho Hoa Lâm đi đầu trong toàn tỉnh. Sang quý 2 nhà máy của tập đoàn Sán Hoàng cũng tiến vào giai đoạn sản xuất thí điểm. Mà nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Trần Thị đã chính thức đầu tư, quý 2 sẽ tăng thêm mức độ, quý 3 có mấy nhà máy chế biến phụ trợ lục tục đầu tư, xây dựng xong. Ưu thế của Hoa Lâm càng thêm rõ ràng. Sau đó do thị trưởng Mạch Gia Huy nói về sự không cân bằng giữa thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của các huyện. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Long Thịnh sắp thành lập ở Khuê Dương, xây dựng một nhà máy sản xuất than bùn có sản lượng trên 100 vạn tấn một năm, kim ngạch đầu tư trên 105 triệu.
đây coi như khoản đầu tư lớn nhất của Ninh Lăng từ trước đến giờ. Làm được như vậy khiến Ninh Lăng và Khuê Dương tốn rất nhiều công sức mới được. Huyện Thổ Thành cũng có một hạng mục lớn tiến vào, hạng mục gia công lương thực của tập đoàn Gia Lý sẽ đầu tư vào đây, quy mô cũng trên chục triệu. Hai nhà máy chế biến ở Hoa Lâm cũng tiến vào giai đoạn hoàn thành xây dựng. Một đến từ công ty liên doanh Trung Hàn, Sơn Đông, chỉ sản xuất các sản phẩm đồ da cao cấp, quy mô đầu tư trên 5 triệu, ngoài ra là một công ty có truyền thống trong nghề, một năm xử lý trên 100.000 tấm da, giá trị đầu tư trên 20 triệu. Mạch Gia Huy tiến hành khen ngợi ba huyện này khiến mấy quận, huyện khác cảm thấy áp lực rất lớn. Nhất là tập đoàn Long Thịnh đầu tư trên 105 triệu ở Khuê Dương gần như bằng quy mô của vài huyện. Hạng mục này xây dựng xong sẽ có giá trị sản xuất và thuế kinh người, đủ làm cho Khuê Dương vượt lên đỉnh so với Tây Giang, Tào Tập và Thổ Thành. Quyển 7, chương 614. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lên xe đi đến Ninh Uyển ăn tiệc. Đường Diệu Văn thở dài nói. Bí thư Triệu, xem ra Khuê Dương đúng là đạp vào kho báu. Hạng mục này của bọn họ bằng 2 năm cố gắng của chúng ta, hơn nữa hiệu quả của hạng mục này là rất lớn. Lão Đường, không nên nghĩ việc đơn giản như vậy. Theo tôi hiểu về hạng mục này thì than bùn không phải mới xuất hiện ở Khuê Dương, sao trước đây không có công ty nào muốn tới Khuê Dương? Đường Diệu Văn ngẩn ra rồi nói. Trong này còn có vấn đề gì sao? Nhà máy khai thác than bùn xây dựng ở thị trấn Thanh Phổ, nó nằm phía tây nam Khuê Dương, ở sâu trong núi, cách huyện thành Khuê Dương 45 km, trong đó có 30 km là đường khó đi, lại là đường núi. Như vậy hạng mục hơn 100 vạn tấn than xây dựng ở Thanh Phổ thì điều kiện giao thông như vậy sao có thể giải quyết? Mà quốc lộ 915 của Khuê Dương còn có mấy chục km đường xấu tới Ninh Lăng, nếu như xây dựng nhà máy ở đây thì hệ thống giao thông của Khuê Dương bây giờ sao có thể chống được hạng mục này? Điều này có nghĩa đường trong nội bộ Khuê Dương sẽ phải làm lại, như vậy khoản đầu tư sẽ là bao nhiêu? Mà nghe nói thị xã đã hứa với tập đoàn kia rằng mấy con đường này sẽ do thị xã và huyện phụ trách xây dựng. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Trong 1-2 năm mà tài chính thị xã, huyện gánh chịu trên 20 triệu làm đường ư. Tôi cho rằng tiền thu được từ thí điểm nông dân chuyển hộ khẩu lên thành thị hầu hết được thị xã đầu tư vào làm đường ở Khuê Dương. Đường Diệu Văn có chút buồn bực nói. Mẹ nó chứ, tiền do Hoa Lâm bỏ ra nhiều nhất, chúng ta xin làm đường tới Tây Hà, người ta nói đường này cũng được, thị xã không bỏ tiền. Vậy mà thị xã dồn 20 triệu sang Khuê Dương là sao? Không công bằng. Anh đừng hy vọng tên xấu xa bỏ nhiều tiền cho Hoa Lâm chúng ta. Triệu Quốc Đống cười nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta đi đâu cũng có thể nói cứng mà, không có dính gì tới thị xã, chúng ta toàn bộ dựa vào mình mà xây dựng Hoa Lâm. Nhưng như vậy là không công bằng. Đường từ Tân Bình đến Tây Hà chỉ có 10 mấy km mà thị xã không hỗ trợ chút nào sao? Đường Diệu Văn đúng là có chút tức giận, đây là do vấn đề mặt mũi. Đường từ Tây Hà sang Hoa Lâm là đường của riêng hai huyện, không tác dụng gì mấy với thị xã mà. Chẳng qua con đường này lại có tác dụng lớn đối với Hoa Lâm. Thứ nhất có thể mở rộng ngành chăn nuôi gia súc ở Tân Bình sang Tây Hà, kéo nó vào phạm vi mở rộng công nghiệp của huyện ta, như vậy càng cung cấp được nhiều hàng hóa cho công ty Đại Hoa và Tam Điệp, như vậy có thể kéo theo các ngành khác phát triển. Nói khó nghe một chút chính là phía nhà máy Tây Hà là một nơi sản sinh cho ngành công nghiệp thực phẩm của Hoa Lâm chúng ta. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Thứ hai con đường này mà thông sẽ khiến Triệu Quốc Đống thành trung tâm thương mại của An Đông, Tương Tây. Đi về Tây có thể thông với Tào Tập, về Bắc có thể lan sang Tây Hà, thông thành, về Đông có thể ảnh hưởng tới Tương Tây, về Nam có thể tiến với Bồng Hoa. Đường Diệu Văn lặng lẽ gật đầu, y không thể không thừa nhận tầm nhìn của Triệu Quốc Đống rất xa. Khi người ta đang nhìn chằm chằm vào GDP và nghĩ làm như thế nào để thu hút đầu tư thì hắn đã suy nghĩ tới việc lợi dụng điều kiện địa lý của Hoa Lâm, củng cố ưu thế sản nghiệp. Mặc dù chỉ là buổi tiệc gặp mặt nhưng trên thực tế cũng là cho hai vị lãnh đạo thị ủy mới tới quen thuộc với bí thư, chủ tịch huyện và các vị cục trưởng. Trong bữa ăn các vị bí thư, chủ tịch huyện và các vị cục trưởng đều thay nhau tới mời lãnh đạo. Triệu Quốc Đống rất không muốn nhưng không thể không lên. Các lãnh đạo chia hai bàn. Bên thị ủy do Kỳ Dư Hồng cầm đầu ngồi một bàn, bên chính quyền thị xã do Mạch Gia Huy cầm đầu ngồi một bàn. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đến bàn thị ủy thì Nghiêm Lập Dân vừa vặn nhìn tới. Ồ, bí thư huyện ủy trẻ nhất Ninh Lăng tới. Quốc Đống, cậu đúng là khó mời, phải chờ các huyện khác tới hết rồi mới tới sao? Ha ha, bí thư Nghiêm không nên nói như vậy. Tôi ít tuổi,
thiếu kinh nghiệm thì sao có thể so sánh với các vị lãnh đạo khác. Ngài không nên trách tôi việc nhỏ này chứ. Hai vị lãnh đạo mới tới mà Bí thư Nghiêm nói như vậy không phải làm mất hình tượng của tôi sao? Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Người này nói thì có lẽ có người không nghe ra, nhưng hắn lại nghe ra mánh khóe của đối phương. Cho nên hắn cũng cứng rắn đáp lại một câu, đừng nghĩ ngồi lên trên là muốn làm gì cũng được. Mắt Nghiêm Lập Dân lóe ra một tia tức giận rồi biến mất. Y lạnh nhạt nói, Quốc Đống, cậu đúng là giỏi mồm mép, cậu và Diệu Văn sẽ bắt đầu từ Bí thư Kỳ hay là Bí thư Lục? Ha ha, Bí thư Nghiêm, ngài bảo sao thì tôi làm vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Nghiêm Lập Dân nhíu mày rồi cười lạnh một tiếng. Vậy bắt đầu từ Bí thư Kỳ đi, chúng tôi chờ. Được, Triệu Quốc Đống cầm chén lên rồi thản nhiên nói. Bí thư Kỳ, Bí thư Nghiêm đã bố trí thì xin bắt đầu từ ngài. Cảm ơn thị ủy quan tâm và ủng hộ Hoa Lâm. Hy vọng Bí thư Kỳ có thể tới Hoa Lâm xem nhiều một chút, để có thể thấy sự biến hóa của Hoa Lâm chúng tôi, đưa ra chỉ thị với Hoa Lâm.